dù là cái này kinh khủng đại địch hôm nay cái này đạo phân thân tu vi không tính là cao. Đừng cản ta, ta muốn ăn hắn, là ta huynh trưởng phụ thân trả thù. À, Tiểu Kỳ Lân quanh thân vảy đảo thụ, hai hàng máu nước mắt không ngừng xông ra, rất là dữ tợn đáng sợ. Ngươi hẳn thật tốt cảm ơn luân hồi chi chủ, nếu không phải hắn, liền ngươi vậy đã sớm bị ta ngao luyện bảo dược, nuốt vào trong bụng ăn. Cửu U bình tĩnh con ngươi không có chút nào chập chờn, nhẹ giọng nói. Nếu ngươi lấy được truyền thừa lực, lại là thế gian cuối cùng một cái hỗn độn kỳ lân, ta cầm tới khỏa bụng có chút đáng tiếc, ta quyết định, đem ngươi mang về không không lúc nào không, trở thành ta thú cưỡi. Một bộ màu đen trường sam tựa hồ cùng hắc ám hòa làm một thể, trôi giạt rủ xuống mái tóc dài cùng gót chân ngang hàng, chỉ có vậy 120 hình chữ con ngươi màu vàng đang chăm chú nhìn Tiểu Kỳ Lân. Không cần vùng vẫy, liền ngươi phụ thân đều là bị chém tới liền đầu lâu, ngươi gan dám phản kháng, sẽ ngay tức thì chôn vùi. Cửu U thanh âm bình tĩnh, tựa hồ ở tự thuật thứ nhất lại tầm thường bất quá câu chuyện. Tới đi, bản đế không lấy tính mạng ngươi, để cho ngươi xem hỗn độn kỳ lân nhất tộc, cũng bất quá là chút giữ lại nuôi súc vật thôi, vô năng nhất tộc. Hắn đưa ra hai cây ngón tay thon dài, nhẹ nhàng chỉa, lời nói tới giữa chỉ là khinh miệt cùng khinh thường. À, để mạng lại. Thấy như vậy giễu cợt, Tiểu Kỳ Lân tránh thoát Diệp Thần trói buộc, hóa thành lau một cái lưu quang chính là hướng Cửu U phóng tới. Hống! Vừa kêu làm được suối máu để thành lớn rối rít vỡ nát ra, vậy mau đến mức tận cùng màu tím thân hình lôi cuốn vô địch uy thế hướng Cửu U liều chết xung phong đi. Uy năng chưa đến, thiên địa đã khó mà chịu đựng. Ha ha, có ít đồ. Đối mặt cái này trùng tiêu sát phạt lực lượng, Cửu U lại là hơi nhếch mép lên cười khẽ, bình tĩnh trong lời nói thêm mấy phần sững sốt, đó là một loại áp đảo chúng sanh trên vô địch tư. Siêu thoát hết thảy, miệt thị bá tánh tự tin. Không sợ sấm sét ấn. Vậy nho nhỏ kỳ lân bóng người, lại là dẫn động cả tòa kỳ lân vực còn sót lại khí vận. Sắc sắc. Xa ở suối máu giới hạn thu xanh mính đều là khiếp sợ, đây mới thật là kỳ lân pháp. Là ai ở kịch chiến? Liền liền canh giữ ở suối máu bên trên ngồi xếp bằng Phượng Vũ cũng là bị một màn này rung động, đầy trời màu tím sấm sét gần như hút khô còn sót lại kỳ lân vực toàn bộ khí số, xếp thành một tiếng sấm, xé ra suối máu dưới vào lòng đất. Cái này cổ bóng tối hơi thở. Liền nàng đều có chút kinh ngạc, lại có kinh khủng như vậy hơi thở. Ngược lại là hơi có mấy phần chân ý, năm xưa những cái kia tự xưng là vô thượng hỗn độn kỳ lân, ở đối mặt cái chết lúc đó, xa không có ngươi như vậy không sợ, bùng nổ uy năng, ngược lại là cùng đùa giỡn như nhau. Cửu U màu vàng kim con ngươi bên trong thoáng qua một chút thưởng thức. Chết! Tiểu Kỳ Lân điều khiển lôi pháp, lao nhanh xuống, mỗi một móng, đều là xé ra vô tận minh mông biển máu để, khí động suối trào. Đáng tiếc lĩnh ngộ còn chưa đủ. Cửu U dưới chân một mét đất đai chưa từng có hắn di động phân nửa bước chân dấu hiệu, chỉ là nâng lên tay phải, năm ngón tay khép lại tùy ý huy động, đem kinh khủng kia sấm sét nhất kích đánh tan. Ngươi liền âm dương lôi pháp đều không từng nắm giữ, cái này cùng tầm thường kiếp lôi, cho dù là có suy bại kỳ lân vực khí vận lực gia trì, cũng không được. Lại là tùy ý vung lên, Tiểu Kỳ Lân khuynh lực nhất kích, lại là liền Cửu U nửa sừng ống tay áo đều không từng đánh nát. Cửu U hai ngón tay thẳng lộ ra, đem vậy cuối cùng một món lôi đình lực miễn cưỡng dập tắt, rồi sau đó như quỷ mị thân hình đã phiêu tới phụ cận, vững vàng khóa lại Tiểu Kỳ Lân cổ. Ta dùng một chút lực, người cũng có thể đi cùng tộc nhân của ngươi. Thon dài hai ngón tay giống như lưỡi hái tử thần, gác ở Tiểu Kỳ Lân bên cổ. Ngươi không phải thế giới hiện thật sinh linh. Tiểu Kỳ Lân trợn tròn đôi mắt, bị như vậy đánh bại dễ dàng, nó tràn đầy không cam lòng. Nhưng cũng là phát hiện một chút đầu mối. Cho ta lăn. Nó hét lớn một tiếng, quanh thân vảy giống như là lưỡi đao sắc bén vậy giơ lên, kích động ra. Kinh khủng kia nhận mưa hướng Cửu U đập vào mặt, nhưng là bị hắn quanh thân bóng tối năng lượng cắn nuốt, từ mới mà chấm dứt, vậy bình tĩnh trong mắt cùng theo hắn siêu thoát tại thế tục thân hình, chưa từng tránh lui chút nào. Hoàn toàn không địch lại, chênh lệch trên trời dưới đất. Tùy ý Tiểu Kỳ Lân thi triển thông thiên thủ đoạn, lại là không thoát được hai ngón tay chèn ép. Làm ta thú cưỡi, ta cho ngươi lớn lên cơ hội, cũng cho ngươi chọn lựa chiến ta cơ hội, cho đến ngươi hoàn toàn thần phục với ta mới ngưng. Cửu U mở miệng lần nữa, giọng mười phần bình thản, cũng không cho cự tuyệt. Nằm mơ, cho ta mở ra.
Tiểu Kỳ Lân gầm thét vùng vẫy, quanh thân linh lực không ngừng phun trào, phải rỉ ra máu tươi, cửu u hai ngón tay mơ hồ có giãn ra dấu hiệu. Cửu u lại nữa u mê, hai ngón tay nhẹ nhàng liền vung, giống như là ném rác dưới vậy, đem Tiểu Kỳ Lân ném ra, vậy như đạn đại bác vậy thân hình đập xuống ở Diệp Thần trong ngực, sức trùng kích to lớn ép được Diệp Thần mình đều là lui về phía sau mấy chục mét mới dừng bước. Chủ nhân, giết hắn! Giết hắn! Tiểu Kỳ Lân không giúp kêu khóc, bị diệt tộc cứu nhân như vậy tùy tiện làm nhục, nó nhưng không còn sức đánh trả chút nào, cái này cùng trắng bệch cảm, không cách nào miêu tả. Thật ra thì không cần để trong lòng, cho ngươi vạn cổ thời gian, như thường không kém gì hắn. Diệp Thần đứng ra, tiến lên mấy bước hướng về phía cửu u nói, lần trước cùng ngươi đánh một trận, có chút tiếc nuối. À, ngươi rốt cuộc chịu đứng ra sao? Cửu u xoay chuyển ánh mắt. Lại nữa đi xem trọng thương Tiểu Kỳ Lân, mà là nhìn Diệp Thần chậm rãi nói, tiếc nuối. Bất quá hôm nay có thể lại chém ngươi một lần, đổ cũng không tiếc. Diệp Thần cười, lãnh đạm gương mặt bên trên tràn đầy chiến ý. Cửu u tuy mạnh, nhưng người trước mắt cũng không quá vô lượng cảnh nhất tầng thiên tiên quân mà thôi. Nếu là cùng ngươi sanh ở cùng thời không, ta là có thể tự tay chém chết ngươi. Diệp Thần nói tiếc nuối, chính là ở chỗ này. Giữa trời đất. Vạn giới bên trong, không một người là đối thủ của ta, ngươi cũng không xứng. Cửu u nhẹ giọng đáp lại, thâm thúy con ngươi không hề bận tâm, hiển nhiên đối với Diệp Thần mà nói, hắn cũng không để ở trong lòng. Phải không? Đáng cái gọi là hắc ám chủ, thiên tà thánh đế cửu u vài vạn cổ sát cục tới nhằm vào, ngươi là kiêng kỵ sao? Diệp Thần cười ha ha một tiếng, hắn hiển nhiên nhìn ra chút cái gì, bất quá, chính là vô lượng cảnh nhất tầng thiên. Ngươi sợ rằng phải thất vọng. Cửu u giữa trán ổn định ung dung, khẽ gật gật đầu, có lẽ ngươi là một cái biến số, nhưng ta có rất nhiều sự việc không nhớ nổi, hoặc giả là mảnh thế giới này không cho đi. Nhưng tóm lại, ngươi là muốn bước vào luân hồi. Một điểm này, không thể nghi ngờ. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, vậy thì tới đi, nếu gặp nhau, vậy thì lại chém một lần. Luân hồi diệt thiên trảm. Ngày xưa thí thần địa ngục bên trong cảnh tượng lần nữa tái hiện. Diệp Thần trong tay luân hồi thiên kiếm bao phủ hết thảy. Vô số Kỳ Lân hư ảnh biến ảo hư không, đó là một món vạn cổ bất diệt oán niệm, bị hắn một kiếm thức tỉnh. Hống! Vô số tiếng gào thét chấn động ông minh thân kiếm, luân hồi thiên kiếm lại là cùng cái này muôn vạn anh linh sinh ra đồng tình. Bọn họ chưa từng bước vào luân hồi. Mà ngày nay luân hồi chi chủ liền đưa bọn họ nhập luân hồi. Lên! Tiểu Kỳ Lân giận quát một tiếng. Giọt giọt máu tươi hóa thành lau một cái dịu dàng ánh sáng phúc tại luân hồi thiên kiếm bên trên, lau một cái linh động ý niệm băng tán, Diệp Thần lại là cảm thấy trong tay luân hồi thiên kiếm càng cường đại hơn. Chém! Bị giao cho Kỳ Lân nhất tộc máu tươi luân hồi mũi nhọn sâu hơn, một kiếm chính là nhấc lên hư không gió bão, khủng bố sát phạt lực nổ bắn ra, lại là ẩn chứa vô tận sức sống. Rắc rắc! Bị tê liệt hư không quỷ dị sống lại. Tất cả tinh màu tím Kỳ Lân ở đó gió bão ảo ảnh bên trong sống lại, giống như có sức sống vậy, lần nữa chinh chiến luân hồi. Luân hồi. Không cách nào vượt qua không không ra tồn tại, đều là vô căn cứ. Cửu u nhẹ giọng líu díu, chợt màu đen tay áo bảo vung lên, ở bên người hắn, bên trái sán như ngân hà, lộng lẫy vô cùng, bên phải nhưng là huyết khí sát ý như địa ngục, thập phương bá tánh đều là diệt. Cái gì, đó là... Diệp Thần cả kinh. Cái này chẳng lẽ chính là ngôi sao kia cung điện bên trong truyền thừa, sáu đạo thật rõ ràng thượng thiên. Đã từng Diệp Thần bởi vì tới trễ một bước mà hối tiếc, không nghĩ tới cửu u lại là thật thu được sáu đạo cung điện truyền thừa. Tay không trích tinh, vê chỉ một vực. Nguyên lấy là từng là vậy bảo vệ tượng đá nói đùa, không ngờ hôm nay nhưng là tự mình lãnh giáo cửu u lực lượng. Diệt! Màu đen trường sam đồ sộ không nhúc nhích, trong tay áo càn khôn nhưng là sinh sát không ngừng. Lần này, hắn lại nữa tránh, mà là một chưởng đánh ra. Rắc rắc! Diệp Thần kiếm ý ngay tức thì vỡ nát, không chỗ nào bất lợi kiếm ý luân hồi bị phá ra, cửu u thân hình gần tới trước mắt, sát ý bữa lộ vẻ. Vèo! Diệp Thần bóng người lại là tại chỗ biến mất, sắp đến liền Tiểu Kỳ Lân cũng thì không cách nào bắt tung tích. Nguy hiểm thật! Nhưng vào lúc này, Diệp Thần sau lưng nhưng là truyền ra một tiếng thanh âm bình tĩnh. Không gian ý chí, ta biết được ngươi thủ đoạn. Phịch, một trường kết kết thật thật in ở Diệp Thần trên lưng, một ngụm máu tươi ho ra, hắn thân hình ngay tức thì bị đánh bay trăm trượng, đập xuống phế tích bên trong.
Chủ nhân! Tiểu Kỳ Lân nóng nảy hô to, liền có thể trong nháy mắt giết tiên quân Diệp Thần đều là bị thương nặng. Đáng chết! Phế Thích bên trong một đạo lãnh đạm bóng người lần nữa đứng dậy, phun một cái bụi đất lẫn vào bọt máu, chỉ là nhỏ nhẹ thương thế. Tên kia thực lực và võ đạo cao hơn thực ra quá nhiều. Trừ phi dùng nhân hoàng thánh đao. Diệp Thần lúc này mới chú ý tới cửu u giữa trường, kinh khủng sát phạt hơi thở lưu chuyển, lại là chậm rãi ngưng tụ thành một cái thế giới hình thức ban đầu, mười phần khủng bố. Luân hồi thần thân thể lực phòng ngự, quả nhiên kinh người. Cửu u cũng là than nhẹ một tiếng, lại chỉ là trình độ này thương thế. Xem ra ngươi sáu đạo truyền thừa thượng thiên không thích hợp ngươi. Diệp Thần mở miệng nói, mặc dù không biết ngươi đến từ không không lúc nào không nơi nào, thế nhưng bóng tối năng lượng bị thái thượng thế giới nơi bài xích, ngươi định trước không cách nào đại thành. Cửu u không có tiếp lời, ngược lại thì bình tĩnh nói, có thôn thiên thuật, ta liền có thể hoàn toàn che giấu cái này cái gọi là những ràng buộc, hết thảy đều không cách nào trở ta. Ngày xưa đánh một trận, đáng tiếc ta tới trễ, hôm nay, ngươi không mang được Kỳ Lân nhất tộc bất kỳ lực lượng. Diệp Thần lắc đầu một cái, quanh thân xương cốt lạc lạc vang dội, một giây kế tiếp liền chuẩn bị vận dụng nhân hoàng thánh đao. Nhưng vào lúc này, máu hoàng tộc nữ đế lên tiếng, ngươi xác định dùng nhân hoàng thánh đao. Tên kia lai lịch, nhưng mà biết nhân hoàng thánh đao, một đao nếu không cách nào đem chém chết, nhân hoàng thánh đao tất nhiên sẽ trở thành là hắn. Hắn như người chấp trưởng hoàng thánh đao, ngươi cảm thấy ngươi còn có phần thắng sao? Diệp Thần ngẩn ra, thu hồi nhân hoàng thánh nói, vậy phải làm thế nào? Dùng đạo linh lửa và thánh thiên thần hỏa đi, như vậy ta có lẽ còn có giúp ngươi cơ hội. Diệp Thần mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn là thiêu đốt lên màu máu ngọn lửa ánh sáng. Thánh thiên thần hỏa sao? Có chút những ràng buộc, nơi này ta không cách nào phát huy chiến lực chân chính, bất quá nếu ngươi như vậy. Vậy thì để cho ngươi xem một chút, ta giới cao nhất pháp. Cửu U nhìn lướt qua vậy lửa đốt mặc hư không tiên ngọn lửa màu đỏ, nhàn nhạt đáp lại nói. Yên lặng hồi lâu đối lập hai người, đều là đứng dậy, thẳng vung động quả đấm, kích động va chạm. Một quyền, suối máu phân nhánh mở, cả tòa Kỳ Lân vực rung động. Một quyền, hắc ám năng lượng tản ra, cửu U mờ mịt bóng người tràn vào lộ vẻ. Đó là... Phượng Vũ bị cái này kinh thiên nhất kích hấp dẫn, một mục nhìn lại, lúc này liền là hoa dung thất sắc. Làm sao có thể, là hắn. Vậy bóng tối hơi thở, tuyệt đối không sai được. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vậy kịch chiến người, là Diệp Thần. Trước mặt hai người, một cái kinh khủng nước xoáy chậm rãi hiện ra, vạn vật bị chiếm đoạt hầu như không còn, cả tòa Kỳ Lân vực bị xé ra hai nửa, vô tận không gian phong bạo lực tàn phá. Nhưng cũng bị cái này vô hình chàng vực cắn nuốt. Đây là, chém ra cảnh có thể bùng nổ lực lượng. Phượng Vũ không khỏi được đắng chát cười một tiếng, đây cũng là luân hồi chi chủ lá bài tẩy. Cho dù là đối mặt với hôm nay cửu U, nàng một cái đường đường vô lượng cảnh hậu kỳ cường giả, huyền yêu vực trí cường một trong, nhưng cũng không dám ra tay. Vậy cùng nhân quả, nàng không chịu nổi, chín hỏa thần điện không chịu nổi, huyền yêu vực không chịu nổi. Hư không lôi kiếp. Không gian phong bạo lực lượng bị Tiểu Kỳ Lân thừa dịp loạn nơi dẫn dắt, nó muốn vận dụng cái này của tự nhiên lực lượng, dành cho cửu U sấm sét nhất kích. Không biết tự lượng sức mình, vậy siêu thoát thân hình chỉ là nhẹ giọng hư một cái, chờ tay trái hóa quyền, một cái quyền mang ngay tức thì động bể Tiểu Kỳ Lân thân xác. Ho! Máu tươi phun ra hư không, Tiểu Kỳ Lân hơi thở ngay tức thì uể oải xuống, thời khắc mấu chốt một bóng người thoáng hiện, mang đứa nhỏ độn đi. Lúc này mới miễn đi cửu U truy kích. Thu xanh mính. Lần nữa quay đầu lại, Diệp Thần gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt, kịch liệt như vậy giao phong còn có thể phân thần đem Tiểu Kỳ Lân tổn thương nặng, người này lưu không được. Vù vù. Diệp Thần vận dụng nắng ban mai hướng gió trước nước xoáy trung tâm liều chết xung phong, cửu U cũng là thẳng tiến lên đón, hai đạo thân hình ở đó trong hư không đánh giết. Phịch. Hai quả đấm đối oanh, kinh khủng sóng âm va chạm hư không. Từ vậy nước xoáy chỗ bắn tán loạn, Kỳ Lân vực bắt đầu vỡ vụn. Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng. Lại tới. Diệp Thần hét lớn một tiếng, Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng thi triển. Đối mặt như vậy mãnh liệt thế công, vậy một bộ màu đen trường sam thong thả, trôi giạt mái tóc dài tùy thân tư chập chờn, giữa trường càn khôn hóa thuẫn, dung hợp vạn pháp lực tùy tiện đỡ được Diệp Thần thế công. Hai người kịch chiến, không lên thủ đoạn đang diễn dịch, nước xoáy trung tâm tiếng nổ tung không ngừng.
chấn động được Kỳ Lân vực bao la cụm núi sụp đổ, bụi bặm che trời. Ta là thôn thiên thuật tới, nó là mấu chốt, người không cách nào trở ta. Lại là một phen kịch chiến, hai người chia làm, Cửu U cường thế nói. Diệp thần cũng là không cam lòng yếu thế, ta luân hồi chi chủ muốn ngăn trở, trừ phi ngươi từ ta trên thi thể bước qua đi. Lúc này Diệp thần, mặc dù có thiết ngai vàng và trần bia hộ thể, thân xác cũng là xem dạn nứt đồ gốm vậy, tùy thời sẽ vỡ nát. Cửu U tình huống so với Diệp thần hiếu thắng một ít, nhưng cũng là bình tĩnh, gương mặt bên trên một chút đỏ thẫm chảy ra, hiển nhiên vậy là bị tổn thương. Thôn thiên thuật ngươi không mang được, ta thế giới hiện thật đồ, không cho người khác khinh nhờn. Diệp thần cắn chặt hàm răng, lại tới. Cửu U ngang ngược dáng người lần nữa tấn công tới, giơ tay lên lật đổ gian chính là vô tận hắc ám phun trào, muốn đem Kỳ Lân vực nuốt mất. Ung ung, mặt đất nứt ra vực sâu vạn trượng, phần đáy tí ti hắc vụ bay lên, thiên địa ở yên lặng bái phục tại hắc ám, đó là cửu U pháp, cực kỳ kinh khủng. Tùy ý muôn vàn pháp, ta lấy máu lửa cháy hết ta non sông. Diệp thần hét lớn một tiếng. Đạo linh lửa và thánh thiên thần hỏa bạo tán, màu đỏ tươi căn căn linh vũ kích động, giống như tinh hỏa lực thành liệu nguyên thế thắp sáng hắc ám. Hống! Kỳ Lân vực tựa hồ có cảm ứng, cái này phiến sắp vỡ nát thế giới, lại là ở hô ứng hắn, tình nguyện hủy diệt cũng không muốn quy về hắc ám. Rắc rắc! Chín tầng trời uyển như một khối tinh khiết màn trời rạn nứt, vậy từng đạo lan tràn khe hở lúc đó, trong suốt màu tím giọt mưa rơi xuống. Thiên đang khóc! Đó là vô số chết trận Kỳ Lân anh linh ý chí bất khuất. Chúng ta đánh bại, gia viên không cách nào coi giữ, chiến hỏa đốt lần chư thiên cũng được, nhưng tuyệt không cho tộc nhân rơi vào hắc ám. Chân trời bên ngoài, từng tiếng không cam lòng gầm thét vang vọng, vô tận tím giọt lệ rơi thương khung, cùng thần hỏa lực hòa hợp, ở cháy hắc ám, định luyện hóa. Ta hiểu ý, thôn thiên thuật, Kỳ Lân tộc, cho ta lực lượng. Diệp thần trong mắt đỏ tươi. Vô tận máu nước mắt dòng nước chảy. Thiên địa lò luyện, ngao luyện thân mình. Hải nạp bách xuyên, hóa mạch sung thiên. Hắn tan mất quanh thân phòng ngự, đơn bạc thân hình mặc cho vậy lửa đốt mặc vô tận bóng tối khủng bố tím giọt lệ rơi, Diệp thần thân xác đang nhanh chóng bị bốc hơi. Ung ung. Một khắc sau, bao la suối máu ngược dòng trùng tiêu, tia máu bao quanh Diệp thần, xông về hắn kinh mạch bên trong. Tê tâm liệt phế tiếng gào thét vang vọng, thật giống như đáp lại trên bầu trời vô số Kỳ Lân thần hồn kêu nhẹ. Đây là, trọng thương tiểu Kỳ Lân hốc mắt bên trong đỏ thắm, tránh thoát thu xanh mính, cười to nói, hỗn độn Kỳ Lân thôn thiên thuật, lúc đầu một mực che giấu ở Kỳ Lân vực bên trong. Cửu U thấy vậy, cũng là sắc mặt trầm xuống, đáng chết lão già kia. Đã như vậy, vậy thì cùng nhau biến mất đi. Bạo ngược hơi thở ngay tức thì từ Cửu U trong cơ thể tản ra. Từng tầng một phòng ấn gông xiềng tựa hồ ở bị mở ra. Thất bại tù nhân, dù là thần hồn không cam lòng thì như thế nào? Một giới này sinh linh, bất quá là đê tiện tạp chủng thôi, tộc ta máu, đem chiếm đoạt các ngươi cái gọi là vương, mãi mãi không tiêu tan. Cửu U hét lớn một tiếng, liều lĩnh tiếng cười truyền ra, không ngừng kích thích Diệp thần. Giết! Dục hỏa sống lại Diệp thần sát ý bắn tán loạn, nghe được Cửu U nói, lúc này liền là cường thế đáp lại. Một giới này ý niệm giờ phút này cùng hắn tương thông, ngay tức thì đất rung núi chuyển, vô tận sức mạnh to lớn nhô lên. Cái này một chữ giết quyết, có thể nuốt trời. Vô dụng, không không thế giới đạo, là cao nhất, chấn áp. Ở Cửu U sau lưng, vô tận hắc ám năng lượng lan tràn, ở kinh khủng kia đen nhánh bên trong, một song song mắt sáng chớp động, nhìn chăm chú thiên địa vạn vật, dò xét bá tánh. Hắn hơi thở vậy nhảy lên tới trình độ cao nhất. Oanh! Hai cổ đại lộ lực va chạm, liền chín hỏa thần điện tông chủ Phượng Vũ đều là bị ảnh hưởng đến, ngay tức thì gặp nặng. Mặc dù có tổ lực bảo vệ thu xanh mính cùng tiểu Kỳ Lân, đều là trong lòng kiềm chế khó khăn ngăn cản, phun ra một ngụm máu tươi. Trong chốc lát vạn pháp không minh, đều là hóa thành vô căn cứ. Con kiến hôi nhất tộc, vậy mưu toan lật đổ tộc ta hoành đồ nghiệp lớn, nói vớ vẩn. Tiên đế cũng không làm được. Cửu U gầm thét, bóng tối lực lượng vô cùng. Chặn lại thôn thiên thuật uy áp, màu đen trường sam vù vù vang dội, hắn khuôn mặt dữ tợn. Hôm nay ta liền cầm ngươi lễ truy điệu vô số Kỳ Lân hồn, ta là luân hồi chi chủ. Diệp thần gào thét, thân hình không ngừng về phía trước đạp chết, muốn áp chế Cửu U. Vù vù,
Kỳ Lân vực vang lên vạn cổ bất hủ chiến ca, hắn từng ở Phá Thiên chiến trường vậy một giấc mộng bên trong, nghe nói qua. Ha ha ha, hôm nay ta liền chém tới đời này luân hồi chi chủ. Cửu U Sán màu vàng kim chữ thập con ngươi bên trong bắn tán loạn đầy trời sát ý, chín miệng thần kiếm từ hắn mâu gian kích động ra. Thu Xanh Mính lúc này sắc hàn, hắn từng thấy qua máu kia suối để đánh một trận, chỉ là ba chuôi thần kiếm, chính là chém huyền yêu vực các vị vô lượng chết. Tiểu Kỳ Lân cũng là cảm nhận được liền uy nghiêm cảm giác bị áp bách, vậy chín chuôi thần kiếm đồng loạt xuất thế, muốn chém đoạn một giới này toàn bộ sức sống. Ngày xưa thí thần địa ngục bên trong, cũng là cái này chín cây kiếm, cắn nát thiên linh tông mạnh nhất truyền nhân Tuyết Cơ sôi sục chiến ý. Liền Diệp thần đều là suýt nữa chết, hôm nay gặp lại, uy thế kinh khủng so với ngày xưa sâu hơn gấp mấy lần. Không thể địch, vô địch tư. Hợp nhất, chấn hồn. Chín chuôi thần kiếm quy nhất, uy áp kinh khủng cơ hồ cắt đứt thời không, vĩnh hằng không tiêu tan. Là một kiếm này. Tiểu Kỳ Lân vành mắt sắp nứt, năm đó chính là một kiếm này, miễn cưỡng bổ ra mình phụ thân đầu lâu, một đời chí cường cuối cùng hạ màn nơi này. Oanh! Bất hủ chiến ca đang gầm thét, đó là vô số Kỳ Lân hồn bất an run sợ, ngày xưa thanh kiếm này, tàn sát liền bọn họ nhất tộc. Không sợ! Diệp thần hét lớn một tiếng, tà long giết hồn kiếm, xuất thế. Chân áp, gần như điên cuồng diệp thần trong đan điền, một chuôi trong suốt thấu lượng cốt kiếm bay ra, chuôi kiếm chỗ mơ hồ có tà lực đang gào thét, nhưng là bị hắn nắm chặt nơi tay, thôn thiên thuật nơi áp chế. Chém, cửu u kinh thiên một kiếm xuyên thấu qua hắc ám tới, tan biến một kiếm ngay tức thì chính là vét sạch Kỳ Lân vực vạn tượng, chúng sanh đều là diệt. Vù vù, cứ việc có thôn thiên thuật gia trì. Muôn vàn Kỳ Lân anh hồn bảo vệ lực phò hộ, cách xa chiến trường Tiểu Kỳ Lân cùng Thu Xanh Mính cũng là bị cái này uy áp đánh tan ý thức. Suy rồi. Vậy bổ ra lão Kỳ Lân đầu lâu kinh hồng một kiếm, nháy mắt khắc gian xé ra Diệp thần thân xác. Thiết ngai vàng, luân hồi thánh hồn, tà long chấn thế, chém. Ở một chớp mắt kia, Diệp thần lấy thôn thiên thuật mang theo giết hồn kiếm đâm ra. Hắn từng bị cảnh cáo không nên động dùng kiếm này. Nhưng hôm nay không có lựa chọn. Oanh! Giống vậy tươi đẹp tuyệt luân một kiếm, vậy ước chừng chém tới liền thí thần địa ngục nửa tòa địa giới giết hồn một kiếm lần nữa hiện thế, miễn cưỡng lột Kỳ Lân vực thiên địa, cắt rời liền đại lộ. Suy rồi! Cửu u thân xác cũng bị chém ra, hóa thành một bãi máu bùn. Sát sát sát! Vậy hắc ám bên trong, một đạo thần hồn phá thể ra, cùng Diệp thần vặn đánh nhau, thiên địa ở sụp đổ, hai người bóng người dần dần hư ảo. Cùng cái này một phiến khóc thầm thiên địa chung nhau quy về bụi bẩm, hóa thành hư không. Ha ha ha, cuối cùng ngươi vẫn thua. Cửu U sau cùng tùy ý tiếng cười truyền ra, mặc dù trả giá giá không nhỏ, nhưng cuối cùng hay là chém hậu hoạn. Đây là thực tế và không không đối lũy, là vạn cổ trước bi sợ hãi tiếc nuối, là đi qua cùng tương lai quyết chiến. Không biết qua bao lâu, Tiểu Kỳ Lân tỉnh lại lần nữa lúc đó. Cả tòa Kỳ Lân vực đã không còn tồn tại, ngẩng đầu là thương khung hoa mỹ vô số ngôi sao vẩy chiếu, dưới đất là nhìn không thấy bờ vùng đất hoang tàn. Liền không gian phong bạo đều là bị chém hết. Thu Xanh Mính trợn to hai tròng mắt, khó tin nhìn hết thảy trước mắt, thương khung bị chém ra, đỉnh đầu là một phiến hồng mông tinh không. Chủ nhân! Tiểu Kỳ Lân hét lớn, nhưng là không có được bất kỳ đáp lại. Thu Xanh Mính lật lần Kỳ Lân vực mỗi một tấc đất khô cằn. Đều là chưa từng tìm được Diệp thần phân nửa tung tích. Cũng hóa thành bụi bậm liền sao? Không. Tiểu Kỳ Lân bi uống gào thét, kết cục này nó không thể tiếp nhận, tất cả người thân qua đời, bằng hữu duy nhất vậy vì mình chết trận, hài cốt không còn. Ngay tại lúc này, một đạo kim sắc xá lợi trôi lơ lửng ra. Xá lợi bọc lại một đạo thân thể. Chính là Diệp thần. Diệp thần. Thu Xanh Mính cũng là bị một màn trước mắt cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp vậy nướng mãnh liệt kim mang bao phủ chỗ, một bóng người lại là chậm rãi đi ra, chính là Diệp thần. Kỳ quái, ta lại không có bất kỳ chuyện. Diệp thần tự lẩm bẩm, ở đó sau cùng kịch chiến bên trong, hắn một lần nữa cùng cửu u hiển hóa vậy một món chân ý liều giết, lấy mạng đổi mạng. Ngay tại lúc này, lại một cái bóng xuất hiện. Ngươi là, nhìn trong hư không hiển hóa vậy đạo hư ảnh, chính là hắn ở tiếng sấm trước chùa chôn vậy một người. Ha ha ha, đứa nhỏ, chúng ta rất lâu trước liền đã gặp mặt. Hư ảnh kia bên trong người trung niên cười lớn một tiếng, dung mạo lần nữa hiển hóa,
lại là biến thành tiếng sấm trước chùa, vậy quần áo xám phương trượng hình dáng. Là ngài. Không sai, là ta. Ngay tại Diệp Thần ngạc nhiên mừng rỡ để gặp, hư ảnh chính là lần nữa phun trào ánh sáng, lần này, xó xỉnh bên trong truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Diệp Thần theo tiếng kêu nhìn lại, chính là lúc trước cùng Huyền Yêu vực đám người tới đông đủ chín hỏa thần điện điện chủ, Phượng Vũ. Lúc này nàng ấn đường rạn nứt, thần hồn cực kỳ không yên, trọng thương gần như chết. Nhưng Phượng Vũ nhận ra quần áo xám phương trượng, lại là kích động nói, bái kiến chín tầng trời viêm đế. Diệp Thần ngẩn ra, tuyệt đối không muốn đạo cái này quần áo xám phương trượng chính là chín hỏa thần điện tổ sư ra, cái đó chín tầng trời viêm đế. À, quần áo xám phương trượng bóng người chăm chú nhìn nháy mắt, chính là xem thấu Phượng Vũ hết thảy, tay áo vung tay lên, sau đó nói. Ba thế thần đoạn đi hai, rốt cục thì đem ngươi khí cơ hoàn toàn xóa đi. Dự đoán vậy cửu u, vậy lấy vì ngươi đã chết, sẽ không ở tương lai tìm sự tồn tại của ngươi. Diệp Thần nghe vậy im lặng, tương lai nhất định xảy ra biến cố gì, lại là dẫn được vô số vạn cổ trước đại năng, không tiếc tham phá luân hồi, bỏ ra sinh mạng giá phải trả cũng phải che giấu hắn khí cơ. Diệp Thần đoán nghĩ tới một ít, ngẩng đầu chính là thẳng hỏi, tiền bối, như vậy nói cách khác. Ngài chính là chín hỏa thần điện biến mất chín tầng trời viêm đế, ngài cũng không tiêu vẫn. Coi là vậy đi. Bất quá còn có cả người bị giam cầm mà thôi, ở đó không không bên trong. Viêm đế hư ảnh cười một tiếng, đáp lại. Là vậy cửu u làm được quỷ. Diệp Thần hỏi, nhưng là cũng không được đáp lại. Hắn bây giờ, quá nhỏ bé, liền một đạo hắc ám khí tức đều là gian nan như vậy, mới liều chết song song chết. Diệp Thần. Người có thể nguyện bái ta làm sư phụ. Tựa hồ là nhìn thấu Diệp Thần như đưa đám, viêm đế hư ảnh nghiêm nghị mở miệng nói. Bái sư. Diệp Thần trong lòng đột nhiên run lên, mặc dù cùng trước mắt viêm đế bất quá le que mấy lần gặp mặt, nhưng trong bừng tỉnh nhưng là quen biết vạn cổ trước, chín tầng trời viêm đế ba thế thân, cùng mình cũng có không rõ ràng duyên. Máu hoàng tộc nữ đế đột nhiên mở miệng nói, ngươi sẽ không cần cự tuyệt đi. Ngươi nếu như cự tuyệt, thì thật là người ngu. Diệp Thần con người híp lại, hạ định quyết tâm, nói. Đồ nhi Diệp Thần, bái kiến sư tôn. Xa xa, Thu Xanh Mính nhìn về Diệp Thần ánh mắt cũng là tràn đầy hâm mộ, một bên Phượng Vũ, chính là ngay tức thì đờ đẫn. Chín tầng trời viêm đế cùng chín hỏa thần điện sâu xa khá sâu, tuy không phải máu hoàng tộc, nhưng là bằng vào đối ngọn lửa cao nhất trưởng khống lực, thêm tới chín tầng trời thần viêm uy thế, ở đó đoạn năm tháng bên trong. Yên lặng bảo vệ chín hỏa thần điện. Đám người đã sớm đem viêm đế coi là vô thượng tín ngưỡng, hôm nay cái này vạn cổ trước rung động hoàn vũ tồn tại đang ở trước mắt, đối nàng là coi mà không gặp, ngược lại nhưng là muốn thu Diệp Thần làm đồ đệ. Phượng Vũ ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thần, trước đây không lâu, nàng nhưng mà kiên định tỏ rõ qua thái độ, cùng Diệp Thần vạch rõ giới hạn, dẫu sao luân hồi chi chủ nhân quả, trải qua chín hỏa thần điện là một sau đó, nàng chẳng muốn lại dính phân nửa. Cái này trong thoáng qua liền bị đánh mặt cảm giác, cho dù là chín hỏa thần điện chủ Phượng Vũ, giờ phút này cũng là khó che giấu lúng túng. Đột nhiên, trong hư không viêm đế ánh mắt rơi vào Tiểu Kỳ Lân trên mình, mở miệng nói. Đứa nhỏ, ban cho ngươi một tràng tạo hóa. Viêm đế hư ảnh ngắm nhìn bốn phía, hai ngón tay vung lên, nháy mắt khắc gian tụ họp Kỳ Lân vực thiên địa đại thế, so với Diệp Thần cùng cửu U đánh một trận lúc đó, còn kinh khủng hơn. Người sau trận chiến ấy, dựa vào chính là vô số Kỳ Lân vực chết trận không tiêu tan hồn, dù sao lấy Diệp Thần tu vi, có thể điều động thiên địa khí vận lực, cực kỳ có hạn. Vù vù, đã sớm đổ nát không chịu nổi Kỳ Lân vực mỗi một sừng, đều là dâng lên vô số tinh điểm, xếp thành một đầu lại một đầu Kỳ Lân, tràn vào đứa nhỏ ngực bên trong. Đây là Tiểu Kỳ Lân mừng như điên, nó cảm nhận được liền một cổ năng lượng tinh thuần đang không ngừng tắm rửa mình kinh mạch. Vậy huyền diệu vô cùng cảm giác. Phịch, một tiếng rên, Tiểu Kỳ Lân tựa hồ đột phá. Vô số cát đá nghiền nát hóa thành bụi bặm, liền mặt đất đều ở đây biến mất. Diệp Thần thấy vậy, hướng về phía Tiểu Kỳ Lân la lớn. Thôn thiên thuật, lấy Kỳ Lân vực toàn bộ khí vận, tế luyện Kỳ Lân thôn thiên thuật. Theo đứa nhỏ một tiếng chấn động uống bầu trời tiếng gào, cả tòa Kỳ Lân vực vạn vật ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán. Đã sớm đổ nát không chịu nổi cụm núi đỉnh rừng hóa thành phấn vụn cuốn lên, vậy bị dự là thánh địa thánh nước suối đều là lấy tốc độ cực nhanh bốc hơi,
hóa thành từng luồng màu máu khói mù bay lên bốc hơi, chậm rãi tràn vào Tiểu Kỳ Lân trong cơ thể. Cái này, Diệp Thần cũng ngây dại mắt, mình lúc trước cùng Cửu U lúc đối chiến, cũng không có như thế kinh khủng lực lượng hiện lên, cái này đứa nhỏ, hoàn toàn là phải đem Kỳ Lân vực rút sạch. Thu Hùng, người thật là không dự định lại để lại đường lui. Có lẽ người vậy đoán được sẽ có ngày hôm nay. Liền liền trong hư không nhìn Kỳ Lân vực không ngừng tiêu vẫn, thẳng đến hết thảy hóa thành hư vô viêm đế, đều là không khỏi chắt lưỡi. Thu Hùng có lẽ chính là Kỳ Lân tộc vị kia tộc trưởng. Kỳ Lân vực tiêu vẫn, cũng chỉ đại biểu vạn cổ trước mạnh mẽ hỗn độn Kỳ Lân nhất tộc, lúc này hoàn toàn lâm vào là đi qua. Cái này đứa nhỏ, có thể hay không nặng hơn đúc Kỳ Lân nhất tộc vinh quang. Nhìn vô tận khí vận lực thêm người tiểu Kỳ Lân, viêm đế lại là nhìn một chút Diệp Thần, không nhiều lời nữa. Đây hoàn toàn tiêu tán một vực hoàn toàn không gặp, đám người dưới chân bao la chỗ hư không, không gian phong bạo lực bắt đầu phun trào. Định. Viêm đế một tiếng khẽ quát, thời không ngay tức thì đông ngưng trệ một cái, liền vậy nhấc lên gió bão đều là mau chóng ngừng, chỉ gặp hắn tụ thủ nhẹ nhàng vung lên, thiên địa càn khôn nháy mắt tức thì biến ảo, ám dạ hắc dần dần che lồng liền gò má. Rắc rắc, một đạo sấm sét màu tím tàn phá, tại vậy trong mông lung tỏa ra mấy người gò má, Diệp Thần lúc này mới chú ý tới, mình các người đã sớm trở lại Huyền Yêu vực bên trong. Chính là lúc trước đám người tề tụ cụm núi bên trong. Bất quá lúc này đã sớm yên tĩnh không tiếng động, lại không có dấu người. Ta đã che giấu nơi này khí cơ, đứa nhỏ thừa kế truyền thừa lực lượng, thượng còn cần một đoạn thời gian. Viêm đế cười một tiếng, nói tiếp nơi đây chuyện đã xong, ta cái này đạo tàn niệm lực lượng vậy gần như tiêu hao hầu như không còn, còn dư lại lực lượng ta sẽ niêm phong, có lẽ có thể ở thời khắc mấu chốt, cứu ngươi một mạng. Những lời này, hiển nhiên là nói cho Diệp Thần nghe. Sư tôn. Ta, Diệp Thần hơi lộ vẻ xúc động, mới vừa muốn mở miệng nói gì, bên tai nhưng là lần nữa truyền đến viêm đế cảnh cáo. Ta không cách nào bầu bạn ở bên người ngươi tu hành, vạn sự còn cần ngươi nhiều hơn chú ý. Không không thời không chí cao ý chí bố trí, có thể nói là không chê vào đâu được, vậy một đạo thần niệm nếu như đem ngươi chém tới, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Một chiêu này man thiên quá hải cũng chỉ có thể bảo ngươi tạm thời thôi, lấy tên kia tâm tính. Phát hiện là chuyện sớm hay muộn, người phải nhanh một chút lớn lên. Lời nói tới giữa, vậy đạo hư ảnh bộc phát tan rã, viêm đế thời gian xác thực không nhiều lắm, Diệp Thần cũng không có chen vào nói, chỉ là yên tĩnh lắng nghe sư tôn dạy bảo. Còn có, không có trưởng thành đến vô lượng cảnh trước, vĩnh viễn không nên đi định tìm ta chân thân, vạn cổ trước các lão gia có một ít còn ở, sẽ không dễ dàng để cho vậy bóng tối một mặt lật đổ nhân tộc, ta một mực tin chắc một điểm này. Tử Hoàng Tiên Cung tín niệm cũng là như vậy. Trong hư không, vậy dần dần tan rã hư ảnh nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt bên trong đều là đối với Diệp Thần kiên định, cuối cùng hóa thành lau một cái lưu quang trào hướng võ đạo luân hồi đồ bên trong, không thấy dấu vết. Diệp Thần, ta. Lúc này Phượng Vũ rất có một loại lòng chua xót cảm giác, từ đầu chí cuối, viêm đế không có xem nàng một mắt, nhưng là đối nàng tự tay đẩy ra người, che chở trăm bề. Diệp Thần chỉ là ngẩng đầu. Nhẹ khẽ cười cười, ngươi có chính ngươi lựa chọn, hơn nữa. Ta là luân hồi chi chủ, vốn là số mệnh vậy đã là như vậy, đây không phải là ngươi sai, chín hỏa thần điện, còn cần truyền thừa tiếp. Diệp Thần quay đầu nhìn về Thu Xanh Mính, hỏi, ngươi có cái gì dự định? Thu Xanh Mính chỉ là nhún vai một cái, có một số việc ta muốn đi chứng thực, nếu rời đi Kỳ Lân vực, cũng coi là thoát khỏi trói buộc. Hắn xoay người về phía sau đi tới. Chưa từng quay đầu hình bóng chỉ là nhẹ nhàng khoát tay một cái, có duyên phận gặp lại. Phượng Vũ lúc rời đi, từng đối Diệp Thần nói, viêm đế công nhận ngươi, ta sẽ chiêu cáo Huyền Yêu vực, ngươi là ta chín hỏa thần điện thánh tử. Nói xong, cũng không cùng Diệp Thần tỏ thái độ, chính là hóa thành lau một cái lưu quang chạy trốn xa đi. Huyền Yêu vực sao? Diệp Thần quay đầu lại nhìn về vậy một phiến biến mất cổ, trừ mình các người ra, Huyền Yêu vực rất nhiều vô lượng cường giả đã chết. Tin tức một khi truyền ra, không biết sẽ đưa tới như thế nào sóng to gió lớn. Cùng lúc đó, Huyền Yêu vực, một cái thành nhỏ bên trong. Như thế nào, suy nghĩ kỹ sao? Cầm đầu nho nhã nam tử ngồi đàng hoàng ở trà trên đài, ở hắn sau lưng, mấy tên vô lượng cảnh tản ra khiếp người cảm giác bị áp bách, để cho người không lạnh mà run. Nhất là vậy một bộ quần áo đen nam tử, cho người cảm giác đặc biệt là mãnh liệt.
nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra, cái này mấy người chính là đế nhà Tam gia và Tứ gia các người. Người muốn đối mất đi điện động thủ, sợ rằng không như thế đơn giản, đế Phong Hoa cũng coi là một đời hào hùng. Trước mặt người thần bí tựa hồ có chút động tâm, nhưng suy nghĩ một hồi lâu sau, nhưng vẫn bỏ qua dự định. Ha ha, đan vực bên trong chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, không ai dám đối mất đi điện đưa ra giúp đỡ, cho dù là linh vực mấy thế lực lớn, vậy bán ta mấy phần mặt mỏng. Đế nhà Tam ra một bộ áo xanh trôi giạt, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ điểm mặt bàn, phát ra đông đông rên, nói tiếp. Còn như huyền yêu vực sao, kỳ lân vực hiện thế, rất nhiều vô lượng cường giả đã sớm lao tới trong đó, đến nay còn không có tin tức gì truyền ra, dự đoán vậy cùng bảo địa, tranh đấu vậy sẽ bộc phát mãnh liệt. Đây là ngươi duy nhất cơ hội, huống chi không cần ngươi ra mặt, chỉ cần ám sát chết cái đó gọi làm Chu Uyên tiểu tử, còn dư lại tự nhiên có chúng ta ra mặt giải quyết. Lời chắc không lỗ mua bán, suy nghĩ kỹ một chút đi. Đế nhà Tam gia nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, yên tĩnh không tiếng động gác lửng bên trong, nhưng là càng làm cho người ta thêm khó chịu. Nếu Tam gia, không đúng, là đế gia chủ lên tiếng, ta tự nhiên thức thời, cho ta mưu đồ một phen, hành động lúc đó, từ sẽ cho biết. Cáo từ, thần bí nam tử đứng dậy, cũng không quay đầu lại thẳng rời đi. Thẳng đến hắn hơi thở biến mất không gặp, một bộ quần áo đen đế trần lúc này mới lên tiếng nói, Tam ca, nhằm vào mất đi điện là một. Có thể xảy ra vấn đề gì hay không, Thái Thượng Công Đức Chiến lập tức tới ngay. Đế rơi nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng là mở miệng nói, ta tự nhiên rõ ràng, dưới mắt gia tộc bên trong cường giả chết rất nhiều, lại gặp dược điển chuyện, cái này mất đi điện cũng là khối xương khó gặp. Nhưng chúng ta mục đích, bất quá chỉ là đế ấn thôi, đế hợi sán chung ý nhất đệ tử nếu như xảy ra chuyện, ta không tin hắn còn có thể an ổn vùi ở mất đi điện bên trong. Còn như cái thằng nhóc đó. Lợi dụng hoàn, tùy tiện tìm cái lý do tống cổ đi cũng được. Đế Trần nhẹ khẽ gật đầu, vậy Giang Thiền Tử thủ đoạn không bình thường, giết người vô số, do hắn tới ám sát, lại không quá thích hợp. Bất quá sau lưng hắn cái tổ chức kia, ngược lại có chút khó dây dưa. Đế rơi hừ lạnh một tiếng, lấy được đế ấn, ta đế nhà liền có vấn đỉnh hết thảy tư cách, cho dù là những thế lực kia, cũng sẽ không vì liền một cái vô danh tiểu tử, tới xúc chúng ta rủi ro. Trước để cho hắn đi giày vò đi. Đột nhiên, mấy người mật đàm tới giữa, ngoài cửa nhưng là xuất hiện hư không chập chờn, liền đế rơi cũng là sững sờ, nhưng điệu bộ này, hiển nhiên cũng không phải là hướng về phía bọn họ tới, hẳn chỉ là đi ngang qua mà thôi. Hình như là ám hư điện người. Đế Trần trầm giọng nói. Giống như là ở truy đuổi giết người nào, người đi tìm hiểu một tí, tốt nhất đừng hư chúng ta kế hoạch, ở nơi này giờ phút quan trọng mà trên. Ta không cho phép có người ngoại lai phá rối. Đế rơi dặn dò. Tam gia. Cùng lúc đó, Giang Thiền Tử ra mật thất sau đó, thần sắc ngưng trọng hướng một nơi phương hướng đi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới có người mời được hắn, lại là vì giết một tên tiểu tử. Chu Uyên. Người này thật có như thế trọng yếu. Hắn thực lực và thủ đoạn, đều không phải là vậy vô lượng cảnh có thể cân nhắc. Hắn muốn giết người. Cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Nhưng đế nhà mời hắn đối phó một cái không biết lai lịch tiểu tử, vẫn là để cho hắn có chút bất ngờ. Giang Thiền Tử đầu óc bên trong không ngừng lặp đi lặp lại trước Chu Uyên tình báo. Chu Uyên và đế nhà người nọ bây giờ cùng đế Phong Hoa dính, nếu như điều này có thể rời đổ đế Phong Hoa, những cái kia lão già kia, hẳn biết mở rộng tầm mắt đi, ha ha ha. Vừa nghĩ tới này, Giang Thiền Tử tâm tình phá lệ thoải mái. Hư không chập chờn, tiêu tán ở giữa đất trời này. Mà giờ khắc này bên ngoài thành, mấy đạo tiếng xé gió vang lên. Vèo, không gặp bóng người, thu xanh mính trên mình nhưng là lần nữa khó hiểu thêm mấy đạo vết thương dễ sợ, màu tím nhạt máu tươi không ngừng nhỏ xuống, kích thích trong hư không vô số đôi con ngươi. Đáng ghét, thu xanh mính nhổ mấy ngụm máu tươi, trong tay súng trường ném ra, hóa thành một đầu tàn bạo kỳ lân ngay tức thì cắn nát hư không một góc. Ở đó hắc ám bên trong, mấy cái không có chút nào sinh cơ thi thể rơi xuống. Không xong không có. Hắn nhịp bước dưới chân mới vừa bước động, bên tai lại lần truyền tới một hồi tiếng động lạ, đó là lưỡi dao sắc bén xuyên qua mà đến thanh âm. Suy rồi. Vừa muốn giơ tay lên ngăn cản, vậy đạo hàn mang đã là càng qua tay mình ở giữa súng trường đâm thẳng ấn đường tới, thu
Thu Xanh Mính cơ hồ là trong nháy mắt tựa đầu lệch hướng nửa tấc, một món phát sao lên tiếng đáp lại cắt đứt. Chín vực thiên lôi. Thu Xanh Mính giơ tay lên đem súng trường hoành tại trước ngực, bàn tay dùng sức kéo một cái, vậy liền Diệp Thần cũng thì không cách nào dung chuyển súng trường ngay tức thì vỡ nát, hóa thành đầy trời màu tím quang vũ tung lần hắn quanh thân mỗi cái xó xỉnh. Diệt. Mang theo hủy diệt và cao nhất lực lượng lôi mưa rối rít lên cao rơi xuống, màu tím lôi giọt bao phủ chu vi chi địa, Thu Xanh Mính tránh ở hư không một nơi trong góc, miệng to thở hổn hển. Đông Bắc, Tây Nam, Đông Nam, vì sao nhiều người như vậy muốn giết ta? Trong mấy hơi thở, hắn chính là phong tỏa ẩn núp trong bóng tối nơi vị trí có người. Đã đến cực hạn sao? Hắn dùng sức đè lại mình không ngừng xông ra huyết dịch vết thương. Ồ ồ mà trào loãng huyết dịch màu tím tản mát ra mùi tanh gai mũi, vậy bại lộ Thu Xanh Mính vị trí. Thằng nhóc, không cần chạy, cầm ngươi biết nói ra, chúng ta sẽ không làm khó cùng ngươi. Yên tĩnh trong hư không, một giọng nói vang lên, Thu Xanh Mính dựa lưng vào đầy đất, lảo đảo đứng dậy, trong mắt bên trong hiện ra hết sát ý. Mà giờ khắc này, chạy như bay qua Diệp Thần đang suy nghĩ cùng Quá Thần và Chu Uyên hội họp, dựa theo Quá Thần giải thích. Mất đi điện chỗ tại Huyền Yêu vực, Linh vực, cùng Đan vực cái này ba vực chỗ giáp giới, thuộc về một nơi khu hỏa hoãn, trong đó các thế lực lớn phân tạp, tranh đấu vậy hàng năm không nghỉ. Nhưng ngại vì vị trí địa lý, không có vậy một vực sẽ nguyện ý trêu chọc nơi này một ít thế lực, nơi này vốn là hung ác đồ thiên đường. Bởi vì nơi này quá mức hỗn loạn, Vũ Hoàng thế gia người cũng không muốn ở chỗ này lâu ngây ngô, thậm chí năm đó một vị Vũ Hoàng gia tộc thiên tài ở chỗ này ly kỳ mất tích. Vũ Hoàng cổ đế tức giận, chu diệt nơi này hơn 10.000 cường giả, nhưng vậy chỉ là cảnh cáo nơi đây 10 năm. 10 năm sau đó, nơi này vẫn là thái thượng thế giới rất nhiều tội ác thế lực thiên đường. Năm xưa đế Phong Hoa ra đi đế nhà, cũng là nhờ vào nơi này nguyên nhân, lúc này mới tránh khỏi đế nhà thế lực đuổi giết, ẩn núp đến nay, thành tựu một phen thế lực. Một đường tập kích bất ngờ tới, Diệp Thần vậy gặp được rất nhiều chém giết tình cảnh, đen ăn đen lại là thường gặp thủ đoạn. Mùi máu tanh gai mũi ở nơi này u ám trong rừng, lại là kinh niên không tiêu tan. Mất đi điện. Có thể ở nơi này chờ địa giới thành tựu một phen thế lực, xem ra cái này đế Phong Hoa, vậy không người tầm thường. Diệp Thần cũng không có dừng chân dừng lại, những người này chém giết chưa bao giờ dừng lại, nhưng chỉ cần ngươi trên mình không có người khác mơ ước đồ, không có ai sẽ xem nhiều ngươi một mắt. Từ Kỳ Lân vực chém giết ra Diệp Thần. Bởi vì ngựa không ngừng vó đi đường dưới mắt áo quần lam lũ cùng lôi thôi chật vật sung mạo, căn bản không sẽ đưa tới người bất kỳ chú ý. Trọng yếu hơn chính là trọng bảo thường thường bị cường giả đạt được, một cái trăm giả cảnh võ giả, trên mình làm sao có thể sẽ có trọng bảo gì? Ừ, đột nhiên, Diệp Thần con người đông lại một cái, đột nhiên dừng bước, chậm rãi hướng một phương hướng đi. Nơi này lại có từng luồng màu tím nhạt dấu vết. Cùng cái này u ám địa giới tạo thành so sánh rõ ràng, phá lệ rõ ràng. Người khác có lẽ không biết, hắn nhưng là rõ ràng, đó không phải là cái khác, là Kỳ Lân máu. Tiểu Kỳ Lân truyền thừa thượng chưa kết thúc, như vậy cái này máu chỉ sẽ bởi vì là một cái người. Diệp Thần nheo lại trong mắt, nhất định là Thu Xanh Mính không thể nghi ngờ, hắn tại sao lại ở chỗ này, hơn nữa còn gặp phải phục kích. Sau đó, Diệp Thần mở ra tinh thiên thủy kính, suy diễn xem bói. Mơ hồ thấy Thu Xanh Mính bóng người, tạm thời còn không nguy hiểm tánh mạng, nhưng nếu như chỉ hoãn đi xuống, vậy thì khó nói. Quen biết một chàng, trước hay là tìm được người nói sau. Nhìn cái này đã khô khốc qua một đoạn thời gian vết máu, Diệp Thần tìm hiểu nguồn gốc, thay đổi phương hướng, hướng một phương hướng chỗ sâu đuổi theo. Hình ảnh quay về. Oanh! Một tiếng nổ vang, mấy đạo che giấu bóng người từ trong hư không đập xuống, mất đi sức sống. Màu tím lôi mưa sớm đã không lại, trên mặt đất bùn đất mùi tanh cùng máu xen lẫn, rất là gai mũi, Thu Xanh Mính lảo đảo nghiêng ngã thân hình lần nữa ngã quỵ, trong phảng phất có thể cảm nhận được có người đang đến gần. Ám hư điện làm việc, không liên quan người cùng mau rút đi, không ta truy cứu. Ở Thu Xanh Mính sau lưng, một đạo quát chói tai tiếng vang lên, sợ quá chạy mất vậy bản muốn đi lên phía trước điều tra tình huống mấy vị võ giả. Âm thầm nhìn chăm chú đây hết thảy mấy đôi tròng mắt, nghe được người đến tự giới thiệu sau đó, do dự luôn mãi, cũng là lựa chọn rút đi, dẫu sao ở nơi này trở thành hoang địa giới, đắc tội ám hư điện, có thể tương đương với tùy thời cầm mệnh giao cho tử thần. Thậm chí ngoại giới còn lời đồn đãi, giới này thà đắc tội vạn khư,
vậy không thể đắc tội ám hư điện. Vèo. Ba cái bóng người đuổi theo Thu Xanh Mính bước chân phân tới, cầm đầu to lớn nam đầu chọc tử hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói. Như vậy đuổi giết dưới tình huống, còn thật có thể chạy. Ta đây muốn xem, người rốt cuộc là lai lịch gì, lại có thể để cho ở trên hạ lệnh muốn bắt sống. Nam đầu chọc tử ngoắc tay, ở hắn bên người hai người vô lượng cảnh cường giả về phía trước mấy bước, đem hấp hối Thu Xanh Mính xách lên. Đại nhân, thằng nhóc này cùng tổ chức trong truyền thuyết tựa hồ có chút. Bạn còn muốn nói gì, nhưng là bị nam đầu chọc người một cái tát vỗ vào trên đầu, ám hư điện cơ mật không nên đánh nghe, nếu không giết không tha. Lời còn chưa dứt, vậy giống như thú bị nhốt Thu Xanh Mính đột nhiên mở ra hai tròng mắt, ánh sáng màu tím chớp mắt, ở hắn vậy như đuốc con người bên trong một chuôi súng trường sáng, đâm rách mây màu ra. Rắc rắc, trong chớp mắt, chính là lột bỏ vậy bắt hắn người đầu lâu, nhất kích được thế. Thu Xanh Mính rơi xuống đất xoay mình, xem một cái dã thú bị thương vậy hướng về phía sâu trong rừng chạy trốn. Hô! Nhưng mà Thu Xanh Mính thương thế cuối cùng là nghiêm trọng đến trình độ cao nhất, hắn nhịp bước càng ngày càng chậm, hắn cảm thấy mình thân thể giống như là ngàn cân vậy khó mà kéo, dứt khoát đặt mông rơi xuống trên đất, tham lam hô hấp không khí. Cũng không lâu lắm, cổ họng giữa ngọt vẫn là để cho hắn một hơi thở dừng lại, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao không chạy? Vang lên bên tai sâu kín hài hước tiếng, thượng không cùng Thu Xanh Mính phản ứng, ở bên người hắn súng trường chính là tự đi múa, thay hắn đỡ được công kích chí mạng. Phịch! Chẳng biết lúc nào, vậy quanh thân phun trào ra cực mạnh sát ý đầu chọc đàn ông đã xuất hiện ở Thu Xanh Mính sau lưng, một cước càn quét tới. Rắc rắc! Đó là xương cốt truyền ra vết nứt tiếng, Thu Xanh Mính thân hình giống như là một viên đạn đại bác vậy bắn ra, trùng trùng đập xuống đất. Vật này ngược lại là phẩm cấp không thấp, liền đưa cho ta. Nam đầu chọc tử lại nữa đi xem Thu Xanh Mính, ngược lại đi tới cách đó không xa, đem chuôi này tràn đầy khủng bố võ đạo ý vận súng trường nhặt lên, vào tay cẩn thận ngắm. Suy rồi. Thân súng ngay tức thì sinh ra vô tận nghịch lân đổ gai, đem nam đầu chọc bàn tay toàn bộ đâm thủng cắn nát mở. Rắc rắc. Súng trường vỡ vụn, hóa thành một đầu màu tím kỳ lân tràn vào Thu Xanh Mính ngực bên trong không gặp. Nam tử thấy vậy, sắc mặt trầm xuống. Hắn bỏ rơi vùng đó đã là hóa thành thịt vụn bàn tay, một tay kia làm nhận, ánh sáng sáng lên ngay tức thì chém tới liền mình một trường, chân mày chỉ là khẽ nhíu một cái, chính là Vân Đạm Phong khinh vậy mở miệng nói. Hỗn độn kỳ lân nhất tộc. Xem ra ngược lại không giống như là truyền thuyết, vật kia thật ở trong tay ngươi, giao ra đi, ta cho ngươi cá thể mặt một chút hiểu chết. Nam đầu chọc tử nhẹ nhàng vuốt ve mình đoạn trưởng chỗ. Vậy từng giọt không ngừng rơi xuống máu chảy xuống, hắn vậy không để ý chút nào. Hoặc là chờ ta giết ngươi, từ từ cắt chi. Hắn bình tĩnh trên gương mặt quỷ dị cười một tiếng, bóng người hóa thành một đoàn hắc vụ tại chỗ tản đi, ở đó u ám trong rừng, cơ hồ không thể ngửi nổi. Rồi sau đó, đột nhiên, bốn đạo tiếng xé gió vang lên, trong nháy mắt sáng lên dị mang giống như là màu bạc trắng may vá lượn lờ tại hắc ám bên trong, lên tiếng đáp lại hiện ra chỗ. Thu Xanh Mính giống như là một viên bánh trưng vậy, bị quấn quanh cắt kim loại lực bọc, lôi kéo lên. Nói đi. Hắc ám bên trong, lạnh nhạt một tiếng giống như tuyên bố tử hình, Thu Xanh Mính ra bên trên, nhỏ dài trong suốt sợi tơ đang lưu chuyển, từng giọt màu tím nhạt máu chậm rãi chảy xuống. Cần ta nhắc nhở ngươi sao, liền từ, thánh kỳ trục cuốn bắt đầu đi. Vừa nghe đến thánh kỳ trục cuốn bốn chữ. Nguyên bản rơi vào trạng thái hôn mê Thu Xanh Mính trong mắt lần nữa mở ra, dần dần mất đi thần trí hắn một tiếng chấn thiên hống, tránh đoạn liền nam đầu chọc tử trói buộc, một phiến phiến vảy từ máu thịt bên trong sinh trưởng ra. Là ở bên kia sao? Giờ phút này chạy tới Diệp Thần nghe được cái này một tiếng kỳ lân tiếng gào, than thầm một tiếng không ổn, nhịp bước dưới chân tăng nhanh, hướng vậy gào to phương hướng chạy như bay, cùng lúc đó, mấy đạo khí tức mạnh mẽ cũng là cùng hắn sấp xỉ. Thừa dịp vậy tiếng gào chỗ đến gần. Đều là vô lượng cảnh cường giả. Mới vừa bước ra mấy bước, tiếng xé gió chính là gào thét ở hắn vang lên bên tai, trước mặt hư không ngay tức thì vặn vẹo, bị cắt kim loại thành mấy đoạn mảnh vỡ nện xuống. Các hạ còn xin dừng bước. Một đạo không mang theo bất kỳ cảm tình gì tiếng cảnh cáo vang lên, lại nữa cho phép Diệp Thần đến gần. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, không để ý nữa, biến dạng hư không đi. Hống. Mà giờ khắc này,
một đầu kỳ lân loang lổ vết máu đã sớm nhuộm thấu nguyên bản màu tím nhạt thú thân thể, nó nhẹ tiếng gầm nhẹ trước, trong mắt bên trong đều là tuyệt vọng. Nam đầu chọc tử mới vừa muốn nói gì, mấy đạo tiếng xé gió vang lên, muốn nói lại thôi hắn trong mắt lạnh mấy phần. Như thế nào, có tình huống gì không? Ba tên đồng dạng là vô lượng cảnh tu vi hắc y nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người hắn, nhàn nhạt mở miệng nói. Hẳn là lầm, cùng cái đó truyền thuyết không liên quan, bất quá ngược lại là một đầu còn sống huyết mạch không trọn vẹn hỗn độn kỳ lân, giá trị không rẻ. Nam đầu chọc cười mỉa nhìn chằm chằm ba tên hắc y nhân, đáp lại. Huyết mạch không thuần trưởng thành hỗn độn kỳ lân, sẽ không bị thuần phục, giữ lại cũng là một gieo họa. Người áo đen cầm đầu nhìn một cái nam đầu chọc đoạn trưởng, tiếp theo phân phó nói, nếu không liên quan thánh kỳ trục cuốn, làm sạch sẽ một chút. Dù sao lấy huyền yêu vực những cái kia bao che thế lực mà nói, giết một đầu đã tuyệt thế hỗn độn kỳ lân, khó bảo toàn không bị bắt được cái chuôi rơi nhân khẩu lưỡi. Nhưng vào lúc này, hư không chập chờn, một đạo thân ảnh tựa như biến dạng hư không tới. Ai? Hắc y nhân ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, nhìn về hư không một góc, một trường đánh ra. Oanh! Sức lực gió mạnh thổi phất trong núi rừng, liền không khí đều là trong nháy mắt ngưng trệ một cái, bạo tản ra năng lượng cắt kim loại hư không, khủng bố đến trình độ cao nhất. Các hạ, xin hiện thân vừa gặp. Hắc y nhân mắt gặp mình một trường rơi vào khoảng không. Cũng là không xuất thủ nữa, ngược lại thì dửng dưng mở miệng, ở bên người hai người khác cùng nam đầu chọc tử đều là cảnh giác nhìn bốn phía. Có thể để cho tinh thông ám sát bọn họ không cảm giác được hơi thở, chẳng lẽ là vô lượng cảnh cường giả? Suy rồi. U ám trong rừng, một đạo màu máu ánh sáng lóng lánh, nướng mãnh liệt nhiệt độ làm được người ở chỗ này đều là một hồi nghẹt thở, ở đó tiên sắc như suối trào ánh sáng bên trong, lãnh đạm mặt mũi tràn vào lộ vẻ. Giả thần giả quỷ. Ở thấy Diệp Thần bộ kia trẻ tuổi lại lãnh đạm khuôn mặt sau đó, người áo đen cầm đầu hiển nhiên giận dữ, bất quá là một cái trăm giả cảnh võ giả, cũng dám trêu đùa tại bọn họ. Nam đầu chọc tử hừ lạnh một tiếng, thân hình dẫn đầu tiêu tán dung vào trong hư không, ngay sau đó, Diệp Thần chính là cảm nhận được sau lưng truyền tới một cổ hàn ý lạnh như băng. Kiếm năm, thanh thu cách ca. Trảm thiên cửu kiếm kiếm ý, đột nhiên nổ bể ra. Giống như thanh thu bên trong tấu vang lên một khúc cách ca, nghiêm nghị ai uyển, động lòng người. Diệp Thần một kiếm vung ra, vô hình luân hồi ý chí xuyên qua mà qua. Mà vậy âm thầm bóng người, lại là lại không bất kỳ sống truyền ra. Thằng nhóc này có cổ quái, cùng tiến lên. Người áo đen cầm đầu ánh mắt đông lại một cái, ba người có góc thế, đem Diệp Thần bao vây trong đó. Kỳ quái! Diệp Thần nhìn một mắt đã hôn mê thu xanh mính. Bằng vậy nam đầu chọc tử thực lực, đoạn không khả năng làm bị thương hắn mới là, cái này trong đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hoảng hốt tới giữa, mấy đạo chí mạng giết mang tấn công tới, Diệp Thần trong tay luân hồi thiên kiếm lật đổ, vô tận luân hồi ý chí đang lưu chuyển, vô số hủy diệt đạo tắc phun trào, bức bách ba người liên tiếp lui về phía sau. Thằng nhóc này là người nào? Người áo đen cầm đầu kinh hãi, bất quá là trăm già cảnh tiểu tử. Đối mặt vô lượng cảnh sơ kỳ hắn những thứ khác vô lượng cảnh ám hư điện thành viên liên thủ, lại là chút nào không rơi hạ phong, thậm chí mơ hồ có chút áp chế. Trảm thiên cửu kiếm kiếm khí ngang dọc, ép được ba người sử dụng từng đạo bảo thuật ngăn cản, nhưng là vẻn vẹn chỉ là hơi chậm Diệp Thần phân nửa vậy ác liệt thế công. Oanh! Vô cùng lực lượng rung động hoàn vũ, bao trùm chỗ, kiếm ý uy áp thậm chí đem bên trong một tên thần cảnh người quần áo đen thân xác miễn cưỡng đẻ bể. Từng đạo vết rách từ hàn ấn đường không ngừng lan truyền, mắt gặp chính là phải bỏ mạng. Thằng nhóc, đắc tội chúng ta ám hư điện người, người chết chắc. Người áo đen cầm đầu nghiêm túc quát một tiếng, quanh thân diễn hóa ra vô số phù văn gia trì tự thân, ra uyển như tinh thần vậy sáng chói cứng rắn, lôi cuốn vậy bên người hai người rất miễn cưỡng giết ra Diệp Thần trảm thiên cửu kiếm lãnh vực. Lượn lờ âm sát, hắc y nhân bọc quanh thân phù văn ở hắn thoát khỏi Diệp Thần lãnh vực sau đó. Chợt bạo tán ra, đầy trời điểm sáng bên trong, một hơi ám sắc đen nhánh chuông ngưng tụ thành một chút, chậm rãi trôi lơ lửng ở trước người. Chuông reo. Một tiếng thanh thúy âm hưởng, vô số quy luật lực ngay tức thì ngưng kết, theo sóng âm diễn hóa dần dần hung mãnh, nơi cướp chỗ, vô số sinh linh kích động, trong rừng cự thú rối rít thất khiếu chảy máu mà chết. Ừ. Diệp Thần nhướng mày một cái này phương thức công kích, để cho hắn nghĩ tới một người. Quá tôn tiên đế trước khi lâm trung diệt thế nhất kích.
sững sốt một chút ngay tức thì, may là lấy Diệp Thần có luân hồi thánh hồn thiên hòa luân hồi thần thân thể, cũng là trong phút chốc bị vô số đạo pháp thì nơi cắt kim loại, tí ti máu tươi tiệm nhiễm. Ha ha ha, không biết tự lượng sức mình. Hắc y nhân mắt gặp nhất kích được như ý, cười lớn. Bất quá như vậy, Diệp Thần cũng không giống như hắc y nhân dự liệu vậy ngã xuống, ngược lại thì mở ra màu máu hai tròng mắt, thần sắc lãnh đạm. Nếu như vận dụng thiết ngai vàng và trần bia bảo vệ, có lẽ đã sớm cản trở. Nhưng là các ngươi thủ đoạn còn chưa xứng ta vận dụng thiết ngai vàng. Nhan Tuyền Nhi, ra tay. Suy rồi. Diệp Thần quanh thân phá vỡ lớn nhỏ mấy trăm vết thương xông ra máu tươi lại là dần dần xinh đẹp đứng lên, giấy lên vô tận lửa mang. Cái này không thể nào. Hắc y nhân hoảng hốt, hắn chưa bao giờ gặp qua kinh khủng như vậy quái vật, chúng hắn chuông âm, thần hồn cùng thể xác hẳn hoàn toàn bị chóc tiêu vẫn mới đúng, tên này lại, hoàn hảo không tổn hao gì. Thu, một tiếng kêu nhẹ, Diệp Thần dòng nước chảy trên đất máu chậm rãi hóa thành một đầu máu hoàng. Giữ tợn bóng dáng chớp mắt rồi biến mất. Sắc sắc, người quần áo đen đầu lâu lên tiếng đáp lại vỡ vụn, nửa cái thân thể không lành lặn thẳng tắp ngã xuống, lăn xuống ở một bên cỏ dại bên trong, mất đi sức sống. Giải quyết hết thảy, Diệp Thần con người rơi vào thu xanh mính trên mình, gặp phải ta, coi là ngươi vận khí tốt. Sau một nén nhang, một tiếng gào thống khổ, thu xanh mính chợt mở mắt ra, hung quang đại trán. Chính là nếu lại lần chém giết lên, ửng đỏ sung ánh mắt máu bên trong, có chỉ là như dã thú lạnh lùng. Ngay tại lúc này, hai cây ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm ở hắn đầu vai, trong nháy mắt đó tại ý thối lui, thu xanh mính lúc này mới thấy rõ, người trước mắt, chính là Diệp Thần. Ngươi thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, khá tốt ta thiên tiên cá chép sao cho ngươi hóa giải. Diệp Thần cười nhạt, cũng là đứng dậy vỗ tay một cái, hướng về phía thu xanh mính nhẹ giọng nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thu xanh mính gặp lại Diệp Thần, khóe miệng dâng lên vẻ cười khổ, tên này mạnh mẽ chiến lực, đang cùng vậy cửu u lúc đối chiến, hắn nhưng mà tràn đầy cảm giác, cường đại kia cửu u một đạo phân thân, đều bị hắn nơi chém. Hôm nay chia cách vẫn chưa tới một ngày, nhưng là lần nữa bị Diệp Thần cứu. Thu xanh mính ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đây cũng không phải là lúc trước vậy phiến chém giết đất, Diệp Thần hiển nhiên đem hắn dẫn tới nơi an toàn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lấy người thực lực, mấy người kia tuyệt đối chờ không cản được mới được. Diệp Thần có chút nghi ngờ, hắn từng cùng Thu Xanh Mính giao thủ qua, người sau thực lực, hắn là lại rõ ràng bất quá, mấy người áo đen kia tuy mạnh, nhưng muốn lưu lại hắn, tuyệt không khả năng. Kỳ Lân vực phong ấn bị phá, Thánh Tuyền để, ta thừa dịp loạn dung hợp thân xác, nhưng là vạn cổ trước phong ấn lực quá mức bá đạo, thần hồn của ta và thân xác ra một vài vấn đề. Thu xanh mính cười khổ một tiếng, mình thân xác còn cần thích ứng, lại vừa gặp bị người đuổi giết, lúc này mới rơi vào chật vật như vậy quẫn cảnh. Những tên kia, tựa hồ là vì cái gì thánh kỳ trục cuốn. Diệp Thần cũng là núp trong bóng tối lúc đó, nghe mấy người áo đen kia đề cập tới đồ chơi này, sở dĩ đuổi giết Thu xanh mính, cũng là bởi vì là vật này. Thánh kỳ trục cuốn. Thu xanh mính nhìn Diệp Thần một mắt, do dự hồi lâu. Vẫn là mở miệng giải thích, là ta ở Thánh Tuyền để, tìm về thân xác lúc đó, được một đạo cơ duyên truyền thừa. Diệp Thần con ngươi híp lại, thu xanh mính trước, nhưng mà đối với lần này chỉ chữ không sách. Cái này trục cuốn bên trong, phong ấn một đầu hồng hoang hung thú, cầm thánh kỳ trục cuốn người, có thể bằng vào quyển trục lực lượng thao ngự nó, nếu là có thể đem thu phục, có thể hoàn toàn ngự thú mà chiến. Thu xanh mính cũng không có rất giải thích cặn kẽ. Chỉ nói ngắn gọn gian Diệp Thần đã đại khái biết được ngọn nguồn. Vậy ám hư điện tổ chức, là như thế nào biết được ngươi có thánh kỳ quyển trục? Dựa theo Thu Xanh Mính mà nói, nếu là hắn ở Kỳ Lân vực Thánh Tuyền để lấy được vật, làm sao sẽ cùng cái này ám hư điện liên hệ quan hệ? Đối phương lại là như thế nào biết được hắn thân hoài bảo vật cùng một? Ta, Thu Xanh Mính cũng là lắc đầu một cái, tựa hồ có chút không muốn nói tới bí mật, Diệp Thần thấy vậy vậy không hỏi tới nữa. Nói tóm lại, bọn họ tùy thời có thể tùy chỗ theo dõi đến ngươi vị trí, bỏ mặc đối phương có thủ đoạn gì, ngươi bất quá là tức nước vỡ bờ. Nếu đối thủ có thể không có dấu hiệu nào điều động nhiều người vây giết hắn, như vậy nhất định còn sẽ có lần thứ hai, không thể nghi ngờ. Thái thượng thế giới Vân Mộng Thành, ta cũng coi là có một cố nhân, năm đó có nguyên nhân quả dính, nếu như hắn còn sống,
có lẽ có thể rõ ràng này vây. Thu Xanh Mính cầm ra một khối ngọc bội, tỏ ý nói. Diệp Thần nhận lấy Thu Xanh Mính đưa tới một khối ngọc bội, hơi đưa mắt nhìn, loáng thoáng có thể gặp vậy trên cùng tinh thần ngọc tủy chế tạo dịu dàng nhuyễn ngọc truyền tới nhẵn nhụi cảm giác, trừ cái này ra, nhưng là không cảm giác được bất kỳ hơi thở chập chờn. Tinh thần ngọc tủy, vốn là đặc thù vật, rửa hết trì hoa tại muôn vàn tinh thần vỡ nát lúc mới có thể sinh ra một món nước miếng, vạn năm mới có thể ngưng hình, chính là vô số cường đại thái thượng thế giới thế lực cầm tới khoe khoang tự thân tượng trưng. Diệp Thần đối với cái này cùng vật ngoại thân, ngược lại là cũng không thế nào để ý, cũng chỉ là chợt có nghe thôi, đột nhiên, hắn con ngươi đông lại một cái, kỳ quái. Lại cẩn thận vừa thấy, nhưng là phát hiện đầu mối, Thu Xanh Mính đưa cho hắn khối ngọc bội này, không có vậy đặc biệt tinh thần lực. Bị che giấu hơi thở sao, liền cái loại này lực lượng cũng có thể lau đi. Diệp Thần ngay tức thì rõ ràng liền Thu Xanh Mính dụng ý, cái này tặng ngọc người, có thể giúp được hắn. Thu Xanh Mính cũng là nhẹ khẽ gật đầu, có thể tìm được hắn, có lẽ liền có thể thoát khỏi đuổi giết. Ho! Lời nói kích động tới giữa, Thu Xanh Mính khóe miệng lại là một chút máu chảy ra, Diệp Thần thấy vậy, cũng là nhàn nhạt nói. Ta cùng ngươi cùng đi, lấy ngươi hôm nay trạng thái, sợ thì không cách nào an toàn đi tới Vân Mộng Thành. Thu Xanh Mính có chút áy náy nhìn một mắt Diệp Thần, xin lỗi. Hắn có rất nhiều sự việc, cũng không đối Diệp Thần nói tới. Có lẽ có mình nỗi khổ tâm, nhưng cái này vậy tác phái, tên trước mắt nhưng là vẫn nguyện ý đối hắn thì lấy giúp đỡ, đây cũng là làm Thu Xanh Mính khá cảm thấy ngoài ý muốn. Không việc gì, xem ở Tiểu Kỳ Lân phân thượng, ta cũng sẽ giúp ngươi. Diệp Thần cười một tiếng, lại hỏi nói, năm đó ngươi một mực bị kẹt ở Kỳ Lân vực bên trong, cùng vậy Vân Mộng trong thành người, làm sao sẽ cùng ngươi có đồng thời xuất hiện. Thu Xanh Mính mở miệng nói, Kỳ Lân vực không gian rất không ổn định. Cộng thêm mấy lần huyền yêu vực đem người đánh tới, đem nguyên bản thủ trận lực lượng cũng tiêu hao xong hết rồi, mỗi lôi mưa giáng thế lúc đó, ta liền có thể lấy thần hồn lực, tạm thời thoát khỏi giam cầm. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, giống như là lúc trước ở đó huyền yêu vực bên trong cùng hắn đánh một trận lúc trạng thái giống nhau, bất quá nhưng thì không cách nào cách xa mảnh khu vực kia. Kỳ Lân vực vốn là đến gần huyền yêu vực vòng ngoài, ta có thể hoạt động phạm vi lớn nhất, vậy chính là phụ cận đây. Còn như Vân Mộng trong thành, ta cũng chưa từng đi qua. Thu Xanh Mính nói, ta cùng hắn quen biết, cùng ngươi trận chiến ấy sự chênh lệch thời gian không nhiều, bất quá nhưng là ở trước kia rất sớm, cũng coi là ở nơi này trần thế bên trong, bằng hữu duy nhất đi. Diệp Thần yên tĩnh lắng nghe, đại khái cũng là hiểu rõ ràng, có chút không đánh nhau thì không quen biết, tinh tinh tương tích ý. Ta biết hắn ở Vân Mộng thành chỗ ở. Thu Xanh Mính đúng sự thật nói. Diệp Thần cũng là nhẹ khẽ gật đầu, có thể lấy ra cái này cùng bút tích đưa tặng ra hỏa, sợ rằng ở nơi này thành nhỏ bên trong, cũng là phi phú tức quý tồn tại, sau khi nghe ngóng liền cái gì cũng biết. Hai tiếng sau đó, hư không chập chờn, hai đạo thân ảnh lộ vẻ hiện ra. Chính là Diệp Thần và Thu Xanh Mính. Thu Xanh Mính, người đi trước trong thành chờ ta đi, những thứ này cái đuôi giải quyết hết, ta sẽ đuổi theo. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng. Thần sắc lãnh đạm nói. Đây không tính là khoảng cách xa, đã đếm không hết là lần thứ mấy tập sát, cũng may thực lực không tính là quá mạnh mẽ, hắn dùng Trảm Thiên Cửu Kiếm là có thể dễ như trở bàn tay hóa giải. Thu Xanh Mính nhẹ khẽ gật đầu, bóng người dẫn đầu hướng trong thành chạy đi. Lão đại, vậy tiểu tử bên người ra hỏa, thật sự là có chút khó giải quyết, kiếm pháp quá mức khủng bố, các huynh đệ đều đã thiệt ở bên trong tay hắn. Hắn tinh thông không gian ý chí và kiếm pháp, chúng ta tập sát, không tạo được hiệu quả, chính diện đánh giết. Vậy rất khó. Kỳ quái, một cái trăm già cảnh vì sao có cái loại này thực lực? Nếu như không phải là gần đây Thái Thượng Công Đức Chiến sắp đến, ta cũng hoài nghi tên này là Luân Hồi Chi Chủ. Âm thầm thanh âm một hồi trầm mặc, yên lặng không khí bên trong đều là giật tán ra nhàn nhạt sợ hãi. Bọn họ người đâu? Bọn họ hướng Vân Mộng Thành phương hướng đi. Chúng ta một nhóm cuối cùng đi trước chặn lại huynh đệ còn không có tin tức truyền về, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lời còn chưa nói hết, hư không chập chờn, Diệp Thần bóng người chính là xuất hiện ở mấy người sau lưng. Kiếm 8, sát tâm vô ngân. Đây là Trảm Thiên Cửu Kiếm kiếm thứ 8, sát tâm vô ngân. Mấy tức sau đó, Diệp Thần giải quyết xong hết thảy, thở ra một hơi, Thái Thượng Công Đức Chiến càng ngày càng gần, Tư Thanh còn không có rơi xuống. Giải quyết xong những chuyện này,
chỉ có thể đi trước tìm Nhược Tuyết. Dứt lời, Diệp Thần đột nhiên cảm thấy võ đạo luân hồi trong bản vẽ chập chờn. Vù vù. Võ đạo luân hồi đồ bên trong, một bức họa cuốn đổ ánh màu máu đỏ nguồn suối bên trong, từng đạo sấm sét tỏa ra, ở đó kiếp lôi quang cầu bên trong, Tiểu Kỳ Lân bóng người ngẩng đầu ưỡn ngực. Ha ha ha. Lúc này Tiểu Kỳ Lân thoải mái cười to, non nớt tiếng cười xuyên thấu qua võ đạo luân hồi đồ truyền tới, anh vũ tinh màu tím Kỳ Lân, phiến phiến vảy toát ra khiếp người ánh sáng rực rỡ, cổ lúc đó lại là có ngũ sắc quang mang ở thai nghén. Võ đạo luân hồi đồ, nghịch chuyển. Diệp Thần hai tay hội tụ, một đạo thế giới lực triệu hoán truyền ra, Tiểu Kỳ Lân lòng có cảm giác, phù diêu thân hình thẳng chào đón. Rắc rắc, nguồn suối tựa hồ bị vô hình không gian uy áp đẩy ra từng đạo vết rách, ở đó ửng đỏ suối để, Tiểu Kỳ Lân thân hình cá nhảy ra. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền rời núi. Diệp Thần cười một tiếng, Tiểu Kỳ Lân nhìn trước mắt Diệp Thần, híp lại thành một cái mà may mắt ti hí nhất thời run lên, chủ nhân, người bị thương. Đáng ghét, dám can đảm có người đánh ta hỗn độn Kỳ Lân nhất tộc chủ ý, đáng chết, ta phải đem bọn họ hết thảy ăn. Diệp Thần hơi ngẩn ra, lúc này đánh một tí Tiểu Kỳ Lân. Ngươi là rất sợ người khác không biết, ta còn có một cái thuần chủng hỗn độn Kỳ Lân sống trên đời đúng không? Tiểu Kỳ Lân bị đau, một cái móng che chán, khác một cái móng hướng về phía Diệp Thần chỉ trỏ, chủ nhân, ngươi dám gõ vĩ đại hỗn độn Kỳ Lân nhất tộc, ta phải đem ngươi. Oanh! Một cổ động trời sức mạnh to lớn bạo tán ra, rủ xuống liền đầy trời mây màu, lần trước dây sáng rỡ xuân quang lại nữa, thay vào đó là vô tận mây sấm đầy vải, trong bầu trời, từng đạo mãnh liệt sấm sét hối biển ở xô trào. Cái này, ngươi lúc nào học biết, cái này thì là chân chánh thôn thiên thuật sao? Diệp Thần trợn to tròng mắt, thiên địa dị tưởng, chỉ là trước mặt cái này chỉ có vậy yêu thú lớn nhỏ, nhìn như người vô hại Tiểu Kỳ Lân mà là. Hụ hụ, chủ nhân. Biết bản thánh tôn lợi hại đi. Tiểu Kỳ Lân ưỡn ngực, dẫn lấy làm hãnh diện dơ lên một cái nhỏ móng vuốt một móng chỉ thiên, thanh âm non nớt nói tiếp, đợi ta trưởng thành, giận dữ là được lật đổ càn khôn. Đến lúc đó cái gì vô thiên và vũ hoàng cổ đế, ta cũng sẽ giúp ngươi tiêu diệt. Diệp Thần ngẩn ra, hiếu kỳ nói, ngươi trưởng thành phải bao lâu? Tiểu Kỳ Lân suy nghĩ sâu xa chỉ chốc lát sau, mở miệng nói, dưới tình huống bình thường, muốn 100 năm. Diệp Thần ngẩn ra, 100 năm sau, sợ rằng mình cũng tiêu diệt vạn khư, đi không không thế giới. Chủ nhân, tới, ăn ta một quyền. Đứa nhỏ thấy Diệp Thần như vậy hoài nghi, giảo hoạt cười một tiếng, bốc lên một cái nhỏ móng vuốt đánh tới. Một quyền này, lần nữa lật đổ Diệp Thần nhận biết. Ừ, thấy trên bầu trời vô số sấm sét gào thét, hắn cũng biết, cái này đứa nhỏ hôm nay chân chính lột xác. Diệp Thần không dám kéo lớn. Đại thiên trọng lâu trưởng thi triển. Phịch. Trong phút chốc, giống như thiên địa đối xông lên vậy, năng lượng to lớn chút xuống màn trời, bộc phát ra đủ để dung chuyển vô lượng cảnh cường giả lực lượng, thẳng xé nát cái này gần đây lấy vững chắc nổi danh không gian. Rắc rắc. Ở đó hai mạnh đụng nhau nơi trung tâm, kinh khủng lực lượng tạo thành một cái vòng xoáy vậy lực tràng, cắn nuốt bao la không gian. Mở. Diệp Thần hét lớn một tiếng, cảm thụ cái này lực tàn phá kinh khủng. Hắn không khỏi cau mày, như vậy giao phong kịch liệt, rất có thể sẽ đưa tới vô lượng cường giả theo dõi. Oanh! Nổ kịch liệt ngay tức thì đem một người một Kỳ Lân thân hình tung bay đi, Diệp Thần xương cốt thân thể ước chừng bắn thủng mấy chục ngọn núi loan, cái này mới đứng vững liền nổ bắn ra ra khuynh hướng. Hô! Hắn xương cốt toàn thân đều ở đây lạc lạc vang dội, đây là gần như kiệt lực mạnh chống đỡ thân thể xuất hiện tác dụng phụ. Truyền thừa lực quả nhiên bá đạo. Diệp Thần hiểu ý cười một tiếng, lúc trước cái đó gầy yếu đứa nhỏ, vậy lớn lên thành một tên và huyết long vậy một mình đảm đương một phía cường giả. Không hổ là ta công nhận chủ nhân, không hổ là có thể đánh chết cửu u người. Một nơi chân núi phế tích bên trong, Tiểu Kỳ Lân thân hình bay lên trời, bốn vó đạp màu tím sấm sét bước chậm trên hư không, mở miệng nói. Thân xác chống cự thôn thiên thuật ra chỉ Kỳ Lân một quyền, thật là trước không có người sau cũng không có người. Đừng đánh, đừng đánh. Diệp Thần khoát tay một cái, đánh tiếp nữa, cần phải bị cái này đứa nhỏ cầm cả người xương phá hủy không thể. Yên tâm đi, chủ nhân, ta sau này sẽ bảo bọc ngươi, ai dám khi dễ ngươi, ta liền đem nó ăn. Tiểu Kỳ Lân một móng nắm quyền, so cái kỳ quái động tác tay. Sau đó,
có lẽ Tiểu Kỳ Lân cảm giác được mình có chút phóng đại, có chút chột dạ, lại nữa nhìn thẳng Diệp Thần, chỉ để lại cho hắn một cái thương hoảng hốt hình bóng, hóa thành lao một cái lưu quang trốn vào võ đạo luân hồi đồ nơi dừng lại bên trong. Tiểu Kỳ Lân, vậy trong thành có thể là có không thiếu vô lượng cường giả chấn giữ, thậm chí vô lượng cảnh bên trong hậu kỳ người tàn nhẫn có lẽ cũng không thiếu, không ta cho phép, không thể bại lộ. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, lợi dụng không gian ý chí lao đi liền trước kia dấu vết, vận dụng nắng ban mai phong hóa làm một đạo gió mát trốn vào Vân Mộng Thành bên trong. Một hồi lâu sau, hai bóng người phân tới, nhìn cái này tàn phá phế tích, liếc mắt nhìn nhau, Vân Mộng Thành bên trong, còn có cái này cấp bậc cường giả khác so tài. Một người khác lắc đầu một cái, nghi ngờ nói, không đúng, nào có vô lượng cảnh cường giả chỉ riêng so đấu lực lượng. Bất quá tựa hồ có 9 tầng trời thần thuật đậu, chính là không biết là kia cửa 9 tầng trời thần thuật. Hai tiếng sau đó, Diệp Thần bước chân dừng lại. Căn cứ thu xanh mính vậy tiểu tử lưu lại đầu mối, hẳn chính là chỗ này. Diệp Thần con ngươi híp lại, nhìn trước mắt nháo bên trong lấy yên tĩnh đại điện, rõ ràng đứng ở trong hồng trần, nhưng là lại cho người một loại siêu thoát trần thế bên ngoài cảm giác. Yên tĩnh như chết. Xin hỏi công tử, nhưng mà họ Diệp. Ở đó trước cửa, có một lá thư đồng hình dáng vậy thiếu niên chờ, mặt lộ vẻ nụ cười. Đúng vậy. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, hắn nhìn trước mắt đứa nhỏ này, cho hắn cũng là cùng loại cảm giác, tựa như người này cũng không tồn tại. Có một kêu làm thu xanh mính người nói qua, Diệp công tử như tới, thẳng vào trận là được. Thư đồng cung kính nói. Diệp Thần sửng sốt một chút, vào trận. Hồi Diệp công tử mà nói, chủ nhân nhà ta một mực không biết khách, nhưng có hắn ngọc ấn ở chỗ này, có thể mở trước ví dụ, tiến vào cửa này, như có thể tìm được lối ra, tự nhiên gặp được chủ nhân nhà ta. Thư đồng khom người, làm một cái động tác tay mời, chính là hóa thành một đoàn khói xanh miểu tán tại hồng trần bên trong. Trận pháp. Diệp Thần cảm giác không sai, lúc trước cùng hắn đối thoại cái đó thư đồng, cũng không phải là chân thân đích thân tới, cực kỳ quỷ dị thủ đoạn, có thể làm được không có chút nào tu vi người bình thường hiển hóa trong đó. Thậm chí so Phạm Thiên Thần công trận tự quyết còn muốn bá đạo. Xem ra thái thượng thế giới rất nhiều địa phương đều không thể khinh thị. Ngay lập tức, hư không chập chờn. Hai cánh cửa đón khách mở ra, liếc nhìn lại, chỉ là một cái lại tầm thường bất quá hành lang mà thôi. Có cổ quái. Ta đánh hơi được không không thời không hắc ám khí tức. Võ đạo luân hồi đồ bên trong, Tiểu Kỳ Lân thanh âm đột nhiên truyền tới. Diệp Thần ngừng bước chân, ngay tức thì lộ ra thần niệm, mấy phen dòm ngó dưới, nhưng là không thu hoạch được gì, đích xác là ở Kỳ Lân vực bên trong cảm nhận được vậy cổ hắc ám năng lượng, rất yếu ớt, nhưng tuyệt sẽ không sai. Tiểu Kỳ Lân kinh nghi thanh âm lần nữa truyền tới, chớp mắt rồi biến mất, không thấy, kỳ quái. Ta cảm thấy thu xanh mính hơi thở, hắn nếu như thế tin tưởng vị này bạn cũ, chắc hẳn nên cũng không phải đại gian đại ác người. Diệp Thần nhún vai một cái, lần nữa dặn dò Tiểu Kỳ Lân nói, cái này trong đại điện, sợ rằng không đơn giản như vậy, người không muốn hiển lộ hơi thở. Nói xong, hắn chính là bước vào vậy cánh cửa sau đó. Một đường tới, không thấy xuyên con đường phía trước hành lang, yên tĩnh như chết, chỉ có vô tận vang vọng ở bên tai tiếng bước chân. Cái này để cho Diệp Thần nguyên bản bình tĩnh tim, có vẻ ngưng trọng dần dần leo lên. Không có bầy trận hơi thở, lại có thể để cho ta thân ở trận pháp bên trong, ngay cả động dùng trận tự quyết, tâm trận đều là không có chút nào đầu mối khả tuần. Diệp Thần dừng một chút bước chân, quay đầu nhìn về phía sau, nhưng là phát hiện mông lung một phiến đen nhánh, lúc tới đường, đã nứt. Rắc rắc, yên tĩnh bên trong, một tiếng nổ vang ngay tức thì vỡ ra, vô tận hành lang dài bên trong. Nguy hiểm hơi thở ở tràn ngập. Màu đen đậm sấm sét ở Diệp Thần đỉnh đầu gào thét, bên người hắn hành lang ở biến mất, hết thảy đều là hóa thành bọt nước vậy sụp đổ, trừ tiếng sấm nổ ầm ra, không nghe thấy cái khác. Ừ, quỷ dị này lực lượng, sợ rằng thật và không không thời không trận pháp có liên quan. Bất quá hẳn chỉ bắt trước một phần chia, cái này người sau lưng kết quả là ai? Diệp Thần chau mày, hắn bước vào cái này tự thành một mảnh không gian bắt đầu. Chính là cảm thấy một cổ không rõ lực lượng. Vo ve tiếng sấm bộc phát mãnh liệt, ngẩng đầu nhìn lại, sâu màu đen trong hư không, màu đen sấm sét giống như thiên hà treo ngược, trải xây vô tận hắc ám kéo dài đến Diệp Thần xem có thể đạt được cuối. Hắn cố gắng muốn mở mắt thấy rõ vậy không rõ hết thảy,
trong bất chi bất giác hai hàng máu nước mắt đoạt hố mắt ra, cảm giác đau nhói truyền tới, Diệp Thần tầm mắt mơ hồ. Hồng Mông đại tinh không, thiên tiên cá chép sao, hóa giải. Diệp Thần thi triển hai đạo thuật pháp lúc này mới hóa giải mấy phần. Thu Xanh Mính ở nơi nào? Chỗ này, tuyệt không tầm thường chi địa, cực kỳ nguy hiểm. Diệp Thần lộ ra thần niệm cảm giác, thậm chí vận dụng luân hồi thánh hồn trời, vẫn như cũ là không cảm giác được Thu Xanh Mính hơi thở nửa điểm chập chờn. May mắn vậy trong hư không màu đen kiếp lôi, cũng không có công kích hắn ý, chỉ là không ngừng phun trào lan truyền. Chỉ là vậy giật tán ra khí tức kinh khủng, làm Diệp Thần đều có chút lòng rung động, bằng hắn cảnh giới, dù là chưa nhiều thủ đoạn thêm thân, chống lại một tí phỏng đoán thân xác cũng sẽ vỡ nhỏ. Gặp nguy hiểm. Võ đạo luân hồi đồ lóe lên màu tím tinh mang, đó là tiểu kỳ lân đánh hơi được nguy hiểm, nó đang chống cự trong trời đất này uy áp. Tựa hồ cảm nhận được liền đứa nhỏ hơi thở, một đạo kiếp lôi lên tiếng đáp lại tới, đánh thẳng Diệp Thần mặt. Kỳ lân thôn thiên thuật. Đứa nhỏ ngự động tám phương trong thiên địa đại thế, muốn há mồm nuốt vào vậy đạo sâu màu đen sấm sét, Diệp Thần nhưng là kinh hô, không muốn. Một khi bị vậy lôi quang dính phân nửa, bọn họ hai cái ngay tức thì sẽ xảy ra chuyện. Vù vù. Hai cổ lực lượng đối xông lên, ngay tức thì tiếp xúc hơi thở gần như hoàn toàn xé Diệp Thần thân xác. Mắt xem thì phải phai mờ, Diệp Thần muốn sử dụng lôi bia. Vậy cổ kinh khủng lực lượng tựa hồ không muốn giết bọn họ hai người, mà là lấy một loại thả bắn vậy năng lượng bạo tán trong hư không, đem Diệp Thần hoàn toàn bao phủ trong đó, đen nhánh một phiến, không thể dòm ngó phân nửa. Đáng ghét! Ở nơi này phiến quỷ dị không gian bên trong, hào hùng lực lượng không ngừng tràn vào, đảo huyền chân trời nghiêng xuống, ở màu đen kia sông dài nơi cướp chỗ. Đều là bị vô tận hắc ám chiếm đoạt. Sốt cuộc là thứ gì dẫn động lôi đình này? Diệp Thần kinh hô thành tiếng, trong tay luân hồi thiên kiếm chấn động hư không, một kiếm lại một kiếm vung ra. Kiếm nhất, ngàn dặm tuyết. Hắn thi triển ra kiếm thứ nhất, nhất thời cuồng bạo gió tuyết, gào thét ra, băng lãnh như hàn xương vậy kiếm khí, hướng chung quanh tập sát đi. Kiếm 6, Thánh Vương phách giả. Trảm thiên cửu kiếm cuốn lên luân hồi ý chí. Kiếm mang kích động dậy vô số thời không gian mảnh vỡ cuồn cuộn lên, nhưng là ở tiếp xúc quỷ dị kia năng lượng màu đen ngay tức thì tiêu trừ tại vô hình. Thôn thiên thuật, thánh thiên thần hỏa. Làm sao hắn cùng tiểu kỳ lân thi triển các loại pháp, cũng thì không cách nào ngăn trở vậy lăn lăn sông dài tới, đi đôi với tiếng nổ, giống như đại thế sụp đổ, muốn làm tan rã nhất giới, mắt xem thì phải đem bọn họ chiếm đoạt. Trảm thiên cửu kiếm, lại bị trực tiếp cắn nuốt. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói như vậy, vậy lực lượng quỷ dị trung tâm, dính đến không không, hơn nữa xa so hắn nắm giữ ý chí mạnh hơn gấp vạn lần. Tiểu kỳ lân ở gầm nhẹ, Diệp Thần cũng ở đây hồi tưởng trước mới vừa từng chút, chẳng lẽ là hỗn độn kỳ lân hơi thở dẫn động cái này của lực lượng vô danh. Cái này rất hiển nhiên, ở vậy lực lượng quỷ dị sau lưng, sớm đã không phải là ban đầu trận pháp thế giới. Nói bậy. Chưa nghe nói qua vậy một loại kinh khủng lực lượng còn sẽ chuyên chọn chủng tộc ra tay. Tiểu kỳ lân nhe răng tuét miệng, vậy sau lưng, rất có thể và không không lúc nào không có quan, chúng ta một khi bị cuốn vào. Sẽ rất phiền toái. Chúng ta không chịu nổi lực lượng kia chiếm đoạt, sẽ chết. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nào có như thế nhiều không không thời không nhân quả, lúc trước nếu không phải những cái kia vạn cổ trước đại năng bố trí hiện ra. Che đậy bộ phận thiên cơ, đại khái vậy sẽ như vậy bị chiếm đoạt đi. Muốn theo dõi một góc tương lai, đây chính là phải trả giá thật lớn, hiển nhiên, lấy Diệp Thần cùng tiểu kỳ lân cảnh giới trước mắt, đoạn không tiếp nhận có thể, sẽ bị thẳng xé nát hóa thành bụi bặm. Mau nghĩ biện pháp, chủ nhân. Màu đen nước xoáy bộc phát đến gần, hai người nơi cảm nhận được uy áp cũng là bộc phát mãnh liệt, mơ hồ tầm mắt không biết là không gian vặn vẹo vẫn là thân xác bị biến dạng. Từng đạo máu tươi bão tố bắn ra. Tiểu kỳ lân lo lắng hô to, kinh khủng kia sông dài xoắn tới, liền trời trăng sao đều là bị chiếm đoạt, trước mắt trừ khủng bố ra, đều là vô tận hắc ám, nó nơi mi tâm, thần hồn dấu vết lóe lên, tùy thời sẽ vỡ nát. Diệp Thần cũng không khá hơn chút nào, không gian mảnh vỡ giống như là từng chuôi cắt ra lưỡi dao sắc bén thẳng tắp cắt kim loại hắn quanh thân, dù là lại còn không cam lòng, hắn liền gầm thét thanh âm đều là không phát ra được. Rắc rắc, mắt xem thì phải hóa thành đầy trời bụi bặm cuốn lên để gặp, võ đạo luân hồi đồ nhưng là bạo tán ra một cổ lực lượng mạnh mẽ,
đem Diệp Thần cùng Tiểu Kỳ Lân che chở xuống. Đây là... Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, lúc trước Tiểu Kỳ Lân tản ra hơi thở, là nó mở ra võ đạo luân hồi đồ thế giới cửa, lúc này mới đưa tới kinh khủng này nước lũ thúc đẩy hết thảy, đem bọn họ đẩy vào không gian lối đi bên trong. Vù vù, bức tranh tuyệt mỹ cuốn hiện ra hư không, đổ ánh muôn vàn tinh thần, chăm sóc triều đại núi sông đồ lục từ từ tách ra, thời khắc này võ đạo luân hồi đồ, càng giống như là một cái chát đao. Định đứng ở trong hư không, nhưng là đem vậy cuốn tới màu đen sông dài ngay tức thì phân nhánh, uy áp kinh khủng ở Diệp Thần cùng Tiểu Kỳ Lân đỉnh đầu quanh quẩn, nhưng là chưa từng hạ xuống sát kiếp. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, vậy làm người ta hít thở khó khăn cảm giác bị áp bách tự thân bên vạch qua, Diệp Thần thần sắc ngưng trọng. Vù vù, tựa hồ võ đạo luân hồi đồ bên trong, có một chút dị động, Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, rất là khó khăn xem, thật giống như có vật gì phải ra đời. Diệp Thần, Tiểu Kỳ Lân cũng là phát hiện sự khác thường của hắn, nhưng đây tuyệt không phải vậy cổ thần bí màu đen dòng sông thời gian dài uy áp gây ra. Ta không có sao. Hô, hít sâu một hơi, lần nữa điều chỉnh hô hấp, thi triển luân hồi thánh hồn trời, Diệp Thần tầm mắt vậy dần dần rõ ràng, vẫn như cũ là một phiến đập vào mắt hắc, nhưng thật giống như bị khó hiểu truyền đến một nơi kỳ dị không gian bên trong. Chung quanh thành lũy đôi thế một cái rộng lớn lại u ám thâm thúy dưới đất quảng trường, đường thông nhiều hướng hành lang thông hướng không biết địa vực. Đây là địa phương nào? Nhìn một mặt đờ đẫn Tiểu Kỳ Lân, Diệp Thần cũng là như vậy, bọn họ bị vậy cổ lực lượng vô danh truyền đến một cái không biết địa phương. Vĩnh rơi hắc ám. Hắn nhìn thấy đá vụn bên trong, loáng thoáng có thể thấy được nhuốm máu chữ viết, loang lổ không rõ, tựa hồ sớm ở rất lâu trước, chính là bị khắc ấn hạ. Theo thời gian trôi qua, nơi đây vậy nhiều lần biến đổi, tan hết. Rắc rắc, hắc ám bên trong, đột nhiên một bóng người đi đôi với thiên quang, xé rách khói mù tới, hắn quanh thân tràn ngập hà thủy. Diệp Thần chấn động một cái, bởi vì hắn từ trên người của đối phương cảm nhận được liền võ tổ hơi thở. Không không lúc nào không bị kẹt võ tổ tin tức. Cùng lúc đó, Vân Mộng Thành bên trong, một tòa sừng sững ở trong hồng trần. Siêu thoát tại trần thế bên ngoài đền. Giang Thiền Tử nhìn trên bàn bày đầy tấm bản đồ, đầu ngón tay từng đạo lưu quang làm mực, ở trên đó vòng ra vô số phương vị, ở đầu ngón tay hắn vây khốn giữa trung tâm, bất ngờ ba chữ to, mất đi điện. Đại nhân, có người tới thăm. Ngoài cửa, truyền tới thư đồng tiếng thông báo. Nam tử bị một trận này thanh âm quấy dày, trên mặt hơi có vẻ một chút vẻ mong mỏi, lăn. Tổng thể không tiếp khách. Giang Thiền Tử khoát tay một cái, ánh mắt lần nữa ngưng mắt nhìn trước mắt bản đồ, mấy hơi thở sau đó, khẽ thở dài một cái. À, mất đi điện, thật là khối xương khó gặp. Mất hứng thú Giang Thiền Tử rời tới ngoài cửa, gặp được vậy nhỏ tiểu thư đồng đang trước viện quét dọn trước cửa lá rơi, cũng là hỏi. Đúng rồi, ai muốn gặp ta? Tiểu thư đồng một cái buông xuống trong tay chổi, ngượng ngùng gãi đầu một cái, xin lỗi, mặc dù biết ngài bận bịu. Có thể vậy tới thăm người có ngài Ngọc Ấn. À, Giang Thiền Tử nghe vậy, trong mắt híp lại, là hắn. Hắn làm sao sẽ tới này? Không nên à. Giang Thiền Tử ngón tay bắt pháp quyết, cổ xưa phạm văn và bát quái đổ vần quanh quanh thân. Trước mặt không gian ba động, mơ hồ xuất hiện một đạo hình ảnh. Hình ảnh bên trên chỉ có đơn giản mấy chữ. Thánh kỳ trục cuốn. Vì sao xem bói sẽ là cái kết quả này, kỳ quái. Gần đây thánh kỳ trục cuốn xuất thế. Chẳng lẽ những lão gia hỏa kia trong miệng truyền thuyết, là thật? Ngay tại lúc này, Giang Thiền Tử trước mặt hư không chập chờn, một cái bóng đen chậm rãi xuất hiện. Giang Thiền Tử, thánh kỳ trục cuốn ra đời tin tức, là thật không có lầm. Giang Thiền Tử nghe vậy thân hình run lên, thật không? Coi là thật, hơn nữa, người ở trước đây không lâu thoát khỏi đuổi giết, tới Vân Mộng Thành. Theo gió nhỏ như ẩn như hiện giọng nói lơ lửng, nhưng là chữ chữ khác ở Giang Thiền Tử trong lòng. Ở nơi nào, hắn mở miệng hỏi, nếu đã tới địa bàn của mình, này cùng của trời, hắn không có lý do cự tuyệt. Thậm chí loại cấp bậc này đồ, có thể cùng vĩ đại thần vật như nhau. Ở ngươi địa bàn, Giang Thiền Tử không khỏi ngạc nhiên, ở ta đền. Dứt lời, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ là tên kia? Xem ra... Người này cùng ngươi từng có sự giao hảo. Trong hư không thanh âm lần nữa truyền tới, tựa hồ đã sớm đoán chừng. Ừ, Giang Thiền Tử hai cánh tay vòng ngực,
ánh mắt híp một cái, tựa như đang nhớ lại cái gì, vậy vẫn là rất lâu trước, ta thi hành tổ chức mệnh lệnh, đuổi giết một tên vô lượng cảnh ba tầng thiên thiên ngoại phi tiên phản nghịch. Sau đó tình cờ gặp một cái tóc tím thanh niên, ta xem bói biết được người trong lòng nghịch thiên cơ duyên, cố ý kết giao, nhưng tới giữa xảy ra một ít chuyện, hai chúng ta người giao thủ. Chính là như vậy, không đánh nhau thì không quen biết. Giang thiền tử dừng một chút, nói tiếp, lúc ấy ta loáng thoáng nhớ, người này là một đạo thần hồn thân, chiến lực nhưng là phi phàm, ngại vì loại nào đó giam cầm, không cách nào rời đi huyền yêu vực quá xa, cũng có thể là một cái đại năng tàn hồn loại. Ta muốn, kết cái thiện duyên vậy là tốt, liền tặng cho liền hắn một khối tinh thần ngọc tủy, mặc dù quý giá, nhưng vậy không việc gì thực chất tính tác dụng. Âm thầm thanh âm yên lặng hồi lâu, chậm rãi nói, người tùy thân khối kia. Thảo nào, hắn sẽ đến này. Giang thiền tử oán hận nói. Hắn tới đây hoặc có lẽ là vì né tránh đuổi giết. Âm thầm thanh âm khinh thường hừ lạnh một tiếng, ngược lại là mình tìm tới cửa, tỉnh không ít thời gian, người mình làm sạch sẽ chút. Giang thiền tử nhún vai, còn người híp lại nói, cái này thì chuyện không liên quan ngươi, nói cho những lão gia hỏa kia, ta tự có an bài. Đối mặt âm thầm vậy đối đầu gay gắt sát ý, Giang thiền tử sững sốt cười một tiếng, hồn nhiên không để ý, thẳng đến mấy hơi thở sau đó vậy làm người ta không rét mà run lăng liệt hơi thở biến mất, hắn lúc này mới lẩm bẩm nói, à. Phỏng đoán hắn là tiến vào trận pháp kia, nơi đây bởi vì và không lúc nào không có trước liên hệ nào đó, ta liền mua nghiên cứu, thậm chí xây xong đại điện, nhưng nhiều năm như vậy, cũng không nghiên cứu ra kết quả, dứt khoát đem thiết lập là bảo vệ trận pháp. Trận pháp kia bên trong, liền ta cũng không dám tùy tiện đến gần, ngươi nếu như chết ở trong đó, ta đi cho ngươi nhặt xác cũng được, ngược lại không uổng ngươi ta giao tình một chàng, miễn đi ta tay dính ngươi máu. Tiểu thư đồng im lặng không lên tiếng giơ tay lên bên trong chổi quét dọn lá rơi, đối với chủ tử nhà mình mà nói, làm như bịt tai không nghe. Cùng lúc đó, Diệp Thần và Tiểu Kỳ Lân hiển nhiên phát hiện trong bóng tối người đến. Rõ ràng có tiên quang kèm theo cỡ đó. Màu đen trường sam tại không gian lối đi bên trong vù vù vang dội, một góc vạt áo quất vậy hắc ám năng lượng, lại là đem kinh khủng kia quỷ dị chập chờn miễn cưỡng rút ra tán. Đây chính là liền hắn và Tiểu Kỳ Lân dùng sức cả người thủ đoạn đều không cách nào chống đỡ tồn tại, ở thần bí nhân này dao động vạt áo hạ, chính là bị luyện hóa. Hắn ngạo nghễ đứng thẳng hắc ám bên trong, kinh khủng sát ý để cho người không được nhìn thẳng chút nào, vừa thấy liền là tới từ địa ngục sát thần vậy tồn tại. Vậy tràn ngập hà thủy, lộ vẻ được 10 phần quái dị. Người thần bí trong mắt đột nhiên mở ra, một đường thiên địa cũng đang rung động, hoàn vũ dường như muốn vỡ nát vậy, Tiểu Kỳ Lân ngay tức thì trong mắt đỏ thắm, giống như là tẩu hỏa nhập ma vậy khó nhịn tâm thần, giống to lên tiếng. À! Kỳ Lân gầm một tiếng, cả tòa quảng trường đá vụn không ngừng đập xuống, đứa nhỏ thần trí đều là bị cái này kêu lên liếc một cái nơi dẫn dắt. Diệp Thần vận dụng luân hồi thánh hồn trời. Lại nữa nhìn thẳng vậy trong hư không bóng người, chỉ gặp vậy sát thần vậy nam tử nhưng là mở miệng nói. Đến sớm sao? Nghe này một lời, Diệp Thần hoảng hốt, lại là một vị đủ để nhiễu loạn thời không, khoa giới mà đến cường giả, chỉ là không biết là địch hay bạn. Bất quá cùng võ tổ có quan hệ, có thể là bạn bè tỷ lệ lớn hơn một chút. Chẳng lẽ là hắn dẫn động cái này mảnh không gian, đem chúng ta đẩy vào cái này mảnh không gian bên trong? Phế tích dưới, mấy cái xiềng xích từ bát phương rớt xuống, đem đất để đập ra một cái không thấy đáy hố sâu, hỗn loạn không chịu nổi đá lớn san sát, tạo thành một cánh cửa đá, trên đó mơ hồ có khắc ấn phủ văn đang lấp lánh. Người này huyết khí dâng trào, rõ ràng cũng không phải là vạn cổ trước đại năng chết trước bày ra thủ đoạn, làm hắn lại trải qua vậy nhất thế. Mà là rất miễn cưỡng đánh thủng lúc vách ngăn không gian, vượt qua tới, là còn sống sinh linh. Hắn liền như vậy bình tĩnh nhìn Diệp Thần, một lời sau đó, lại không mở miệng, tựa hồ kiêng kỵ cái gì. Một cái sống sờ sờ cường giả cái thế, cách thời không cùng hắn ngắm nhìn, Diệp Thần cả thân tóc gáy dựng lên, cái này là chuyện không thể nào. Liền liền ra ra mình, cũng hoặc là vạn cổ trước tinh thông thời không gian thành tựu thái thượng thế giới nắm giữ, quá tôn tiên đế, cũng không có như vậy thông thiên thủ đoạn, hắn rốt cuộc là người nào. Oanh! Ở cường giả thần bí một giới khác. Ở hắn sau lưng, chư thiên nổ tung, ở đó diễn hóa khủng bố không gian bên trong, tiếng la giết không ngừng, tựa hồ có người đang đuổi giết hắn, hơn nữa không chỉ một người, là một chi quân đoàn.
Cái này không thể nào, đi qua, hiện tại, tương lai, làm sao có thể có người đem bất đồng thời gian tuyến cưỡng ép hỗn hợp. Diệp Thần chân thực quá nhỏ bé, hoặc là nói cách khác, thế giới hiện thật quá nhỏ bé, hắn căn bản không có thể nhìn thẳng vậy tiên quang tràn ngập, nhưng là sát ý ngập trời thần bí nam tử, tức đã là như vậy, hắn võ tổ đạo tâm đều là đang động đong đưa. Nếu không phải có võ tổ đạo tâm và luân hồi thánh hồn thiên gia trì, sợ rằng hắn cũng sẽ giống như Tiểu Kỳ Lân như vậy, chỉ là nhìn liếc mắt nhìn, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Phịch, 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 vô số màn hình ở cường giả thần bí sau lưng nổ tung, chư thiên điệp huyết cảnh tượng 10 phần khủng bố, hắn thân ở trong đó, nhưng là tựa như bất động minh vương, lãnh đạm con người tùy ý sau lưng hoàn toàn màn hình chết bụi bẩm. Vậy nổ cướp sóng ở Diệp Thần trước mặt không gian chỗ, bị loại nào đó lực lượng vô danh nơi che giấu, bền chắc không thể gãy, liền liền dư âm phân nửa cũng thì không cách nào ảnh hưởng đến hắn nhà thế giới. Ngươi là tới cầu viện sao? Xem ra nam tử này tình cảnh thực là không ổn, hắn ở gặp các phe đuổi giết. Cường giả thần bí nhẹ khẽ gật đầu, thở dài nói, đáng tiếc, đến nhầm liền thời không, ngươi không phải ngươi. Có lẽ bây giờ ngươi còn không có bước vào không không, thấy bị kẹt võ tổ. Không cách nào giúp ta. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong mắt bên trong ngút trời sát ý giảm đi mấy phần, một bên Tiểu Kỳ Lân nhất thời khôi phục trong sạch, run lẩy bẩy nó thẳng chui vào Diệp Thần trong ngực, hóa thành một cái màu tím nhỏ quả banh ra không dám lỗ mãng. Đã như vậy, vì sao kêu ta tới? Cường giả thần bí nhìn vòng quanh Diệp Thần sau lưng, hồi lâu, hắn con mắt giống như là nhìn thấu hết thảy, nguyên lai là như vậy, vạn cổ trước có người bày thủ đoạn, trước thời hạn đem ngươi kéo vào cục. Trăm gia cảnh sáu tầng thiên, hôm nay ngươi lại là như thế nhỏ yếu. Hắn lắc đầu một cái, sau lưng từng đạo giết mang đã khóa giới tới, vô số đạo mang sát ý trói lọi đồng loạt bỏ ra, vậy nhất giới tựa hồ có thanh âm truyền ra, Diệp Thần nhưng là không nghe được phân nửa. Chỉ gặp thần bí chàng trai bên người, vô số tuyệt đại cao thủ bị hắn xé thành khối vụn, màu vàng kim máu tươi điệp rơi hư không, lại là chiếu chư thiên sáng, đó là cái gì dạng vĩ đại sinh linh. Máu có thể kêu gọi nhất giới sức sống. Đáng tiếc, may là mạnh mẽ như vậy sinh linh thành đoàn, đều là bị thần bí nam tử cái tay bóp bạo, xóa đi hết thảy hơi thở. Chẳng biết tại sao, nguyên bản lưu lại một tay nam tử bỗng nhiên đại khai sát giới, chư thiên ma thần đoạn làm mấy khối, máu bay vẩy, thi hài gần như chất đầy cả thế giới. Hắn chẳng muốn để cho người thấy ngươi. Tiểu Kỳ Lân tim hồi hộp nói. Ngay tại lúc này, hình ảnh trước mắt giống như là tan vỡ tấm gương vậy, xuất hiện loang lổ vô số vết rách. Giao phong quá mức kịch liệt, thần bí nam tử này còn sót lại lực lượng, không cách nào duy trì cái lối đi này, hắn không qua được. Rắc rắc. Cùng lúc đó, Diệp Thần bên trong đan điền võ đạo luân hồi đồ dị biến lại xảy ra, từ hắn bụng, mấy cây màu vàng kim quấn liên nhập vào cơ thể ra, phù diêu hướng thương khung lên, chúng muốn vững chắc vậy một phiến vỡ nát không gian. Không tốt. Thần bí nam tử quay đầu lại, thấy một màn này, lúc này liền là một chỉ điểm ra, tiên quang lượn lờ phun trào, hắn muốn cắt đứt cái này một mảnh không gian, tránh Diệp Thần gặp nạn. Diệp Thần hét lớn một tiếng, người muốn đi qua sao? Người đến chỗ này, là muốn nói cho ta cái gì? Hoặc là nói, để cho ta rõ ràng cái gì? Hắn cố gắng ngẩng đầu lên, tùy ý hốc mắt chỗ hai hàng máu nước mắt phun trào, mờ mịt màu máu con người bên trong. Vẫn như cũ là không cách nào thấy rõ nam tử kia dung nhan. Ta sẽ không chết, nhưng ta cũng không cách nào đi qua, vậy không cứu được võ tổ và những người khác. Chàng trai hình bóng có chút tịch mịch, bằng một mình hắn thực lực, mặc dù có thể nối liền cổ kim tương lai, có một đường hiện ra, nhưng nếu là muốn bước ra một bước kia, hắn không làm được. Đáng tiếc, ngươi không phải cái đó ngươi. Nếu không, có lẽ hôm nay cũng có thể thử nghiệm khóa giới. Thành lập chân chính luân hồi thiên đường. Rắc rắc. Vỡ nát hình ảnh văng lên, giống như là từng đạo lưỡi dao sắc bén vậy cắm ở thần bí chàng trai ngực, lối ra nhưng là không tiếng động, tựa như bị che giấu. Quả nhiên vẫn là không được sao. Hôm nay có lẽ không là chính xác thời gian. Sắp sụp đổ vậy nhất giới trước, Diệp Thần cùng thần bí nam tử cách một trường khoảng cách, gần như vậy, hắn thân xác còn mở nứt ra, ở tiêu vẫn. Lấy hắn tu vi. Không cách nào chịu đựng như vậy uy áp, vậy còn là vượt qua thời không gian giật tán ra phân nửa mà thôi. Là võ đạo luân hồi đồ. Diệp Thần nhìn không rõ lắm, vậy không nghe được trừ cái này ra bất kỳ thanh âm, hắn trong đầu hồi tưởng hết thảy các thứ này.
không đúng, không đúng. Hắn quay đầu nhìn về vậy quấn quanh ở chư thiên trên mấy cây quấn liên, ngay tức thì nghĩ tới điều gì. Là bỏ đời tuyệt cảnh sao, là vậy một hơi đồng xanh thần quan. Là nó dẫn ngươi tới sao? Hắn bỏ sót bỏ đời tuyệt cảnh bên trong, vậy đã từng bị hắn chấn áp tại đỉnh núi một hơi thần bí quan tài, cũng chính là nó, gần như hút khô Diệp Thần tất cả thủ hộ giả kim ấn lực, vậy làm được bỏ đời tuyệt cảnh bên trong đại ma sinh ra phá cảnh mà chạy vọng niệm. Chính là nó. Ngươi cần cái này miệng thần quan. Võ đạo luân hồi đồ bên trong, bỏ đời tuyệt cảnh đỉnh núi, mây mù vòng hơi thở bên trong, một hơi sâu màu đen đồng xanh thần quan yên lặng. Quả nhiên, thời gian không đúng. Ngươi không cách nào trưởng ngự nó, vậy liền không có có thể giúp ta thủ đoạn. Hắn đưa ngón tay ra nhẹ một chút, thì phải cắt đứt điều này thời không gian lối đi, Diệp Thần nhưng là hô to một tiếng, dừng tay, ta đi qua. Một bước xa, cách nhau tương lai, bây giờ ngươi, xa không làm được. Cuối cùng vẫn sẽ bị thời gian chôn vùi, không còn tồn tại. Thần bí nam tử than nhẹ một tiếng. Liền hắn đều không cách nào khóa giới tới, Diệp Thần thì như thế nào có thể làm được? Cho dù là có thể được, vậy chỉ sẽ làm được tất cả giới trật tự tan vỡ, tiêu diệt nhà một giới này mà thôi. Ta, có thể. Diệp Thần thân hình chớp mắt, hiện ra ở bỏ đời tuyệt cảnh đỉnh núi, bàn tay hắn khẽ vuốt ve cái này khẩu lệnh hắn chịu nhiều đau khổ màu đậm đồng xanh thần quan, vận dụng tuyệt cảnh thủ hộ giả lực, đem vậy còn sót mấy cây phong tỏa thần quan màu vàng quấn liên chặt đứt. Oanh! Trong nháy mắt, kinh khủng hơi thở bắt đầu tràn ngập, vậy không rõ cảm giác lần nữa xông lên đầu, quan ở giữa một góc tựa hồ tỉnh lại, đang không ngừng sao động. Ta là luân hồi chi chủ, bỏ đời tuyệt cảnh chủ. Cho ta mở ra. Diệp Thần hai tay dùng sức, đem vậy miệng to lớn thần quan lưng đeo trong người, hắn cảm nhận được sau lưng truyền tới hắc ám khí tức ở chiếm đoạt mình thần trí, cùng không không lúc nào không độc nhất vô nhị, đen nhánh con người bên trong hét lớn một tiếng. Phá cho ta. Diệp Thần lưng đeo đồng xanh thần quan, muốn khóa giới đi. Diệp Thần lưng đeo một hơi quan, kinh khủng hắc ám khí tức đang không ngừng lan tràn, mất đi bỏ đời tuyệt cảnh trấn áp lực lượng, thiên địa này cũng không tha cho vậy một cổ động trời ý chí. Chỉ là mấy trượng khoảng cách, Diệp Thần mỗi bước ra một bước, chính là cảm giác mình thần hồn đều là bị miễn cưỡng chóc một nửa. Dù là hắn có luân hồi thánh hồn trời, cũng không có tư cách. À. Hắn huyết nhục khu vỡ nát, xương cánh tay và thân thể chỗ, hóa thành một đoàn dũng động hắc vụ đang chống đỡ mình, sâu màu đen con người bên trong, thống khổ cùng tuyệt vọng lúc đó, khắc xuống sâu nhất con dấu, là quật cường. Phịch, không chịu nổi gánh nặng Diệp Thần sống lưng một cong, tựa như vậy đủ để đè bể thế giới sâu đồng sắc quan tài một góc nghiêng, bên trong dũng động hơi thở tràn ra nửa tia, thiên địa đều là nháy mắt khắc gian thất sắc. Ở đó không gian màn sáng một bên kia, thần bí nam tử trợn to con ngươi nhìn một màn trước mắt. Lúc này luân hồi chi chủ lại làm được. Khô đét lại không có chút huyết sắc nào khóe miệng kéo một cái, khiếp sợ đến không thể thêm phục, trăm già cảnh tu sĩ, có thể bằng dựa vào ý chí dung chuyển vậy đồ chơi. Hôm nay Diệp Thần, thân thể đã sớm chìm ngập ở hắc ám nước lũ bên trong, liền liền đôi tròng mắt kia, đều là lạnh như băng hết sức. Phá! Vô tận hắc ám bên trong, một tiếng gào thét vang vọng, vậy giọng run rẩy tựa hồ xuyên thấu thời không, làm được bờ bên kia một giới khác sinh linh đều là kinh nghi. Ở đâu ra hơi thở, cực kỳ quen thuộc, không phải hẳn mất mạng sao? Không tốt, thanh thế quá lớn, xé ra thời gian giới vách đá, mau lui lại. Bao la không không lúc nào không chỗ sâu, mấy đạo thanh âm truyền ra, ở thần bí kia nam tử nhà sau lưng, từng tầng một không gian lột mở tung tới. Mỗi một lần đung đưa mảnh vỡ vạch qua, nơi này thời gian tốc độ chảy chính là gia tăng. Có mấy người mạnh mẽ huyết khí lực, ngay chớp mắt chính là bị cái này khí tức thần bí miễn cưỡng lột bỏ một nửa, thậm chí, đã bước vào tuổi xế chiều. À, chỉ gặp vậy không trung sâu thẳm bờ bên kia chỗ cuối, một con kiến hôi vậy nhỏ yếu lãnh đạm bóng người, lưng đeo một hơi màu đậm quan tài đồng xanh, chậm chạp tới. Đúng vậy, con kiến hôi, ở trong mắt của bọn họ. Người đàn ông kia tu vi chân thực quá nhỏ bé, liền vậy miệng phong bế quan tài giật tán một tia khí tức, đều đủ để đem hắn hoàn toàn chiếm đoạt. Giết hắn! Một tiếng quát lạnh truyền ra, vô số đạo quy luật lực trong phút chốc rơi xuống, bốn phương tám hướng dũng động lực lượng, một số gần như đem vũ trụ miễn cưỡng đánh xuyên. Thần bí nam tử không để ý tự thân thương thế, lần nữa nghênh kích lên, ánh mắt quét nhìn chỗ,
làm người ta sợ hãi. Hắn giống như một tôn ma thần vậy, thân hình phù diêu lên, nơi cướp chỗ, thiên địa đồng tình, vậy một cái khoan hậu bàn tay, lại là trực tiếp lộ ra, hắn phải tiếp ứng Diệp Thần. Suy rồi. Ở đó dưới vách đá vỡ nát chỗ, đại đạo lực lượng nháy mắt khắc gian đè xuống, mảnh thiên địa này không cho. Phịch. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, lưng đeo đồng quan Diệp Thần đã nhích tới gần vậy mảnh không gian, ở trước người hắn cách đó không xa, là khác một phiến thời không. Đó là Diệp Thần lần đầu tiên đến gần không không lúc nào không. Thậm chí Diệp Thần còn có thể cảm nhận được Nhân Hoàng Thánh Đao đang run rẩy, dường như muốn là cái thời không này mà chiến. Đồng quan một góc đập về phía giới vách đá, vậy chiếm đoạt vạn linh lực lượng thiên địa uy áp, cũng thì không cách nào dung chuyển nó phân nửa, muốn vượt ranh giới. Rắc rắc, may là lấy đồng quan hắc ám khí tức bọc trong đó Diệp Thần, đều là ở tiêu tán. Luân hồi chi chủ vậy là đủ rồi, sống khỏe mạnh. Ta mong đợi ngươi tiêu diệt vạn khư, bước lên không không một khắc kia. Thần bí nam tử đến gần Diệp Thần, cường đại như hắn, quanh thân huyết khí lực đều là ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán, vậy chỉ già dặn có lực khoan hậu bàn tay, giờ phút này cũng đã làm khô. Phịch, một góc đồng quan nện xuống, tựa hồ vốn là đại lộ hoàn toàn vỡ vụn, cường giả thần bí xu thế suy sụp cũng sẽ không, ở vậy khí tức thần bí phun trào hạ, hắn vượt qua không gian lối đi hình bóng bộc phát rõ ràng. Liền vậy hoa dâm râu tóc, đều là dần dần lần nữa biến ảo, giống như là trung niên, càng giống như là một cái thiếu niên. Lại nhìn lại Diệp Thần, mất đi đồng quan lực lượng che chở, cho dù có luân hồi thánh hồn thiên che chở, còn là bị tổn thương rất nặng. Phá! Ý thức đang lúc hấp hối, Diệp Thần thấy được nam tử tay trái kéo quan, chinh chiến chư thiên vạn tượng, đẫm máu vô tận cường giả một màn, vội vàng lúc đó, vậy đạo hình bóng quay đầu, hướng về phía hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Chủ nhân! Chủ nhân! Tiểu Kỳ Lân ở trước mặt hắn bay lượn, kéo một cái Diệp Thần quần áo, ngươi thế nào, bỗng nhiên ngẩn ra. Ừ, Diệp Thần trừng mắt nhìn, có chút bất ngờ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn nhìn vòng quanh bốn phía, ngay tức thì lông tơ chợt nổi lên, chính là trước kia hành lang dài, Tiểu Kỳ Lân ở bên người hắn. Ngươi! Một người một thú đối mặt, đều là kỳ quái nhìn đối phương. Ngươi cái gì cũng không nhớ. Ngươi thế nào? Vo ve tiếng sấm bộc phát mãnh liệt, ngẩng đầu nhìn lại, sâu màu đen trong hư không, màu đen sấm sét giống như thiên hà treo ngược, trải xây vô tận hắc ám kéo dài đến Diệp Thần xem có thể đạt được cuối. Lại tới một lần, Diệp Thần kinh hãi, thần bí kia kiếp lôi, vô cùng kinh khủng, lúc trước chính là bị cuốn vào trong đó, suýt nữa bỏ mình, lại là trải qua từng màn kia. Đây cũng không phải là ảo cảnh, đây là thiết thiết thật thật phát sinh. Mà vị kia đại năng lại là dùng thủ đoạn nghịch thiên, xóa đi hết thảy. Thậm chí Tiểu Kỳ Lân vậy không nhớ. Cho không được hắn phản ứng, dị tượng chính là hiện lên, chỉ nghe được Tiểu Kỳ Lân quát một tiếng, cái gì yêu ma quỷ quái ở chỗ này quấy phá. Bản thánh tôn nuốt ngươi. Kỳ Lân thôn thiên. Thuật chữ chưa lối ra, Diệp Thần chính là một cái tát hung hăng vỗ vào đứa nhỏ trên đầu, chào hỏi, không cho phép làm bậy, cùng ta đi. Hắn xoay người nhìn về phía sau, ở đó đoạn đường mông lung tới giữa, Diệp Thần bước nhanh tới, hướng vậy vô tận hắc ám thâm uyên bên trong, không có chút nào do dự đạp đi. Chủ nhân, ngươi! Thấy Diệp Thần bóng người biến mất, Tiểu Kỳ Lân trù trừ hồi lâu, nhìn trước mắt tuyệt lộ, nó cắn răng, đi theo Diệp Thần bước chân bước ra. Ồ, ngươi làm sao biết đường? Tiểu Kỳ Lân nhìn Diệp Thần, mở miệng hỏi nói, không nghi ngờ chút nào. Bọn họ đã tiến vào tòa đại điện này bên trong. Vậy vĩnh viễn không đi ra lọt hành lang dài kết giới, đã bị phá giải. Ừ, ngươi thật không nhớ chuyện gì xảy ra. Diệp Thần hồ nghi nhìn Tiểu Kỳ Lân, lúc trước vậy đoạn trải qua, rõ ràng cái này đứa nhỏ cũng ở đây, xem ra thật sự là bị xóa đi. Tiểu Kỳ Lân giơ lên móng vuốt ở Diệp Thần trước mắt quơ quơ, cái gì nhớ không nhớ, ngươi vào hành lang dài, chúng ta một mực dậm chân tại chỗ à. Khó khăn xem ra thật bị động tay chân. Diệp Thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vùng đan điền ánh sáng lóe lên, võ đạo luân hồi đồ khí đời tuyệt cảnh đỉnh. Cái này, tê, Tịch Liêu đỉnh núi, mấy cây màu vàng kim quấn liên vết nứt, đã hóa thành đạo tác lực vững chắc cái này mảnh không gian, nguyên đồi núi gian một phiến tường hòa, vậy nguyên bản chấn áp thần quan lực lượng tản ra, bao phủ ở bốn phía, vậy ban đầu mơ hồ có sao động tà hồn, đều là ẩn nặc hơi thở.
Ở đó vốn là địa giới, trống rỗng đỉnh núi chỗ, đi sâu vào để mấy trượng bốn phương dấu vết còn ở, có thể vậy đồng xanh thần quan, đã biến mất không gặp. Là thật, đó là thật. Ở tương lai, ta thật tiêu diệt liền Vũ Hoàng Cổ Đế, bước lên không không, gặp được bị kẹt Võ Tổ. Vân Mộng Thành ánh mặt trời sáng rỡ bỏ ra, Diệp Thần quanh thân dùng mình nhưng là làm được Tiểu Kỳ Lân đều là cảm thấy khó chịu. Mà ở Diệp Thần phá vỡ trận pháp cùng trong chốc lát, Giang Thiền Tử hiển nhiên vậy cảm giác được. Thú vị, thú vị. Giang Thiền Tử cảm nhận được liền một cổ vô hình chập chờn, dừng lại động tác trên tay, đứng dậy đi ra ngoài. Lại có thể đi ra phá ngông kết giới. Biết hay không trao đổi không không lúc nào không, cái này tỷ lệ quá nhỏ, vậy trăm già cảnh tiểu tử hẳn làm không được. Khách nhân đến này, thật là làm được nhà nghèo thêm rực rỡ à. Giang Thiền Tử thân hình trôi giạt tới, cười to mở miệng nói. Diệp Thần bị đạo thanh âm này chủ nhân đánh bị cắt đứt suy nghĩ, cũng là mạnh nén rung động trong lòng xuống, chợt nhìn về trước mắt nam tử, Tiểu Kỳ Lân cũng là ở thời gian đầu tiên chui vào võ đạo luân hồi đồ bên trong, cũng không có bại lộ mình. Giang Thiền Tử một bộ màu xám cho áo gai, có dũng khí xuất trần khí chất, giống như trên trời tiên nhân vậy, cùng cái này huy hoàng đại điện, nhưng là hoàn toàn xa lạ. Ta kêu Giang Thiền Tử, là thu xanh mính để cho các ngươi tới. Giang Thiền Tử ấm áp hỏi một chút, cũng không cùng Diệp Thần đáp lại, nhẹ nhàng chắp tay chỉ phương hướng, mình chính là dẫn đầu dẫn đường, hướng đại điện chỗ sâu đi tới. Lúc cười nói, cho người một loại như mộc xuân phong cảm giác, liền liền Diệp Thần mình, cũng không nhìn ra người trước mắt tu vi, xem thu xanh mính trong tay khối ngọc bội kia vậy, kỳ chủ người và nó vậy, khó mà đoán. Thu xanh mính đâu? Diệp Thần nhíu mày một cái, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cái này Giang Thiền Tử thái độ, ngược lại cũng là làm hắn không cách nào làm khó dễ. Ngươi là như thế nào hiểu được ta phá ngông kết giới lối đi đâu? Giang Thiền Tử không có trả lời thẳng Diệp Thần vấn đề, ngược lại là nghi ngờ đặt câu hỏi. Cho tới nay, ngoại trừ chính hắn, còn không người có thể từ cái đó kỳ huyễn khốn trận bên trong đi ra, cho nên hắn viện này rơi bên trong. Hàng năm không có dấu người, ít đi mấy phần yên hỏa khí. Không có trận cơ, trận tâm, cái này phá ngông kết giới, cơ hồ không thể nào ra tay. Giang Thiền Tử giải thích. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, đáp lại. Đích xác, như người ngươi vậy, rất là thần bí. Ta không cách nào phá trận. Giang Thiền Tử ánh mắt nghi hoặc ném tới, chưa mở miệng, chính là nghe được Diệp Thần tiếp tục nói. Trước sau liền con đường này. Ta cảm nhận được liền vậy cơn gió lốc bên trong, có cực kỳ nguy hiểm lực lượng. Diệp Thần cũng là lễ phép đáp lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang Thiền Tử, tựa hồ muốn nghiệm chứng chút gì, nhưng hắn nhưng là thất vọng. Giang Thiền Tử trong con ngươi, có chỉ là kinh ngạc cùng đối Diệp Thần mấy phần tán thưởng, cũng không chỗ không ổn. Cho nên, ta chỉ có thể lựa chọn lui về phía sau, dù là không thể lui được nữa. Cũng coi là, vận khí tốt. Diệp Thần nhún vai một cái, không biết làm sao cười nói. Như vậy phải không? Các ngươi tới tìm ta, là có chuyện gì không? Giang Thiền Tử gật đầu một cái, không hỏi tới nữa, thẳng hỏi Diệp Thần ý đồ. Thu xanh mính không cùng ngươi nói qua, Diệp Thần hỏi ngược lại nói. Giang Thiền Tử ánh mắt một lần, chỉ Diệp Thần, ta trong nhà này, những năm gần đây không việc gì quý khách, ngươi là vị thứ nhất. Thu xanh mính là bạn của ta không giả, nhưng... có thể còn ở vậy phá ngông kết giới bên trong. Diệp Thần cũng là sững sờ. Hắn là tới giúp Thu xanh mính, kết quả cái này người trong cuộc còn khốn tại trong trận không đi ra. Vậy cổ màu đen kiếp lôi, có không rõ hơi thở, rất là nguy hiểm. Yên tâm đi, chỉ là một khốn trận mà thôi, nếu như 10 ngày tháng giới hạn hắn không đi ra lọt tới, cũng sẽ bị vậy mảnh không gian bài xích ra ngoài, chúng ta lại đi đón hắn là được. Giang Thiền Tử nhưng là đối với lần này không chút phật lòng, bước chân chưa từng dừng lại, chính là phải dẫn Diệp Thần đi chỗ nghỉ ngơi. Diệp Thần nhưng là dừng bước, nhìn trước mặt cái bối cảnh này, rơi vào trầm tư. Tựa hồ là cảm nhận được người sau lưng cũng không theo tới, Giang Thiền Tử cũng là dừng lại, quay đầu lại nhìn về Diệp Thần. Thế nào, tiểu huynh đệ? Diệp Thần đối với trước mắt cái này, luôn là có dũng khí cảm giác không nói ra được, rất là quỷ dị. Ta nói, người cái đó trận pháp bên trong, ta cảm nhận được liền một cổ nguy hiểm lực lượng. Giang Thiền Tử sửng sốt một chút, chợt nhẹ khẽ gật đầu, che giấu ở trường sam tay áo bảo hạ tay gầy nhom trưởng vung lên,
ngón tay thon dài cách không rạch một cái, trước mặt một bức tranh từ từ phơi bày. Chính là thu xanh mính. Chính ngươi xem đi. Hơi có vẻ không nhịn được hắn tỏ ý Diệp Thần, có thể mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là trước mắt khiếp sợ nhìn hình ảnh trước mắt. Ở đó hành lang dài bên trong, vô tận hắc ám khí tức ở tràn ngập, kéo dài thành màu đen kiếp lôi tàn phá, thu xanh mính hóa thành kỳ lân thân, cũng khó mà ngăn cản, quanh thân vảy bị hắc ám ngâm nhuộm, mắt xem thì phải ngã xuống. Cái này, Giang Thiền Tử con mắt bên trong, hiện ra khiếp sợ cùng sợ hãi, lúc này liền là sắc mặt trầm xuống. Đáng ghét, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Diệp Thần nghi ngờ nói. Giang Thiền Tử sắc mặt thật không tốt xem, cực độ âm trầm, nghe được Diệp Thần truy hỏi, cũng là vội vàng giải thích. Sư Tôn từng dặn dò qua, trận pháp này tuy là khốn trận không giả, nhưng cũng là vì che giấu một ít tồn tại. Cụ thể là cái gì ta cũng không rõ lắm, tựa hồ là loại nào đó có thể che giấu thời không lực lượng, làm cho không người nào có thể phong tỏa, từ đó né tránh đuổi giết. Trận pháp này sở dĩ không trận tâm trận cơ, một phần chia nguyên nhân chính là, nó thuộc về sẵn có, cho dù là ta sư tôn, vậy chỉ là thi lấy tay đoạn thêu hoa trên gấm thôi. Diệp Thần con ngươi híp lại, hỏi, vậy ngươi nhưng có phương pháp phá giải? Có là có, Giang Thiền Tử lúc này liền là hướng đại điện chỗ sâu đi tới, ngươi đi theo ta, mặc dù cái này khốn trận ta không cách nào phá trừ, nhưng là có thể tự do ra vào, ta vậy thì đem người mang ra ngoài. Một tòa khoáng đạt trong đại điện, theo Giang Thiền Tử quanh thân linh lực phun trào, vậy gạch vàng nơi đắp trên bầu trời, một tòa lớn bát quái pháp trận từ từ tách ra, 36 vị lúc đó, không ngừng thay đổi. Mở. Tốn vị cửa từ từ mở ra, ở đó cửa ánh sáng một bên kia, chính là vậy vô cùng thông suốt lại không thấy đáy hành lang dài, mơ hồ có vậy cổ bóng tối hơi thở truyền tới. Diệp Thần nhướng mày một cái, cảm giác này hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Tiểu huynh đệ ở nơi này chờ một chút, ta đi đem Thu huynh mang ra ngoài. Giang Thiền Tử thân hình chớp mắt, hướng vậy đạo cửa không gian lao đi, Diệp Thần cũng là vội vàng đuổi theo. Ngươi! Diệp Thần nhìn Giang Thiền Tử, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi biết bao lâu chưa từng tiến vào qua nơi đây. Nghìn năm tới, ta cái này phủ đệ, cũng không người tới cửa. Diệp Thần im lặng, nói như vậy, gần ngàn năm, ở trong đó sớm đã là xưa không bằng nay. Ta mới vừa từ bên trong đi ra, tình huống không thể quen thuộc hơn nữa, nơi đó rất nguy hiểm, ta cùng ngươi đồng hành. Hắn phải bảo đảm, Thu xanh mính an toàn. Giang Thiền Tử suy tính chốc lát, nhẹ khẽ gật đầu nói, cũng tốt, một đường đồng hành, có thể chiếu ứng lẫn nhau, đem người mang ra khỏi, các ngươi nhất định phải theo sát chân ta bước chân. Hai người thân hình tại chỗ biến mất. Nhưng ngay khi hai người rời đi lúc đó, một đạo thân ảnh gấp vội vàng đi vào. Đại nhân, có tin tức mới truyền tới, là liên quan tới mất đi điện cái đó Chu Uyên. Ồ, người đâu? Tư Đồng tiến vào đại điện, nhìn vậy mới vừa đóng kín cửa không gian, cũng là trong bừng tỉnh rõ ràng, gia chủ mình người, đi phá ngông kết giới bên trong. Tư Đồng hai ngón tay lộ ra, nhìn như nhỏ yếu thân hình lại là đem vậy nguyên bản khép lại đóng kín cửa không gian lôi kéo mở một cái khe hở, lau một cái lưu quang trào hướng trong đó. Mà giờ khắc này khốn trận bên trong. Thu xanh mình ý thức dần dần mơ hồ, cái này một cổ quỷ dị lực lượng cực kỳ khó dây dưa, phảng phất là không có dễ không nguyên, khó mà lau đi. Ở nơi này hành lang dài bên trong, hắn đã là không thể lui được nữa, ở sau lưng, là vực sâu vậy yên tĩnh. Lấy hắn tính tình, là tuyệt sẽ không lui về phía sau, thà đứng chết, đoạn không quỳ xuống đất xanh lựa chọn. Màu đen kia kiếp lôi phun trào tràn ngập. Cũng không tựa như lôi đình hung mãnh, ngược lại thì xem sương mù vậy đem Thu xanh mính chậm rãi chiếm đoạt, hắc ám bên trong hỗn độn kỳ lân, vô cùng tuyệt vọng. Thu huynh, Giang Thiền Tử thanh âm từ xa xa truyền tới, cùng tốc độ âm thanh đồng bộ, hai bóng người trước sau tới, phá vỡ hắc ám, đem hắn che ở trước người. Diệp Thần, Giang Thiền Tử, thấy hai người ngay tức thì, Thu xanh mính tan mất sau cùng phòng bị, kỳ lân hóa trạng thái giải trừ. Tóc tím nam tử tê liệt ngã xuống đất, cả người chảy xuôi màu tím đen máu, cực kỳ lạnh người. Liền đầu kia xinh đẹp tóc tím, đều là ảm đạm không sáng, bị hắc ám chìm ngập. Các ngươi chú ý, Thu xanh mính cưỡng ép chống đỡ gần như bể tan tành thân thể, mỗi một cái dư thừa động tác, đều là dính dấp hắn kinh mạch phún trương trước màu tím nhạt máu, nhưng rất nhanh lại là diễn hóa thành màu đen vết máu.
Diệp Thần trong mắt đông lại một cái, vật này lại một lần nữa xuất hiện, mặc dù xa không đế gia tổ điện vậy một nơi thế giới hỗn độn bên trong hắc ám năng lượng bá đạo, nhưng như cũ đang không ngừng tạm thực thu sanh mính. Tứ tượng thiên địa, Giang Thiền Tử chắp tay hành lễ, ở bên người hắn, một cổ kinh khủng năng lượng ba động nháy mắt phát, một cái thanh long, một cái phượng hoàng, một đầu bạch hổ, một cái huyền vũ. Bốn chỉ thánh thú hư ảnh chậm rãi hiển hóa, mang điềm lành hơi thở nhô lên sáng mờ, đem hắn bảo vệ ở chính giữa, như chúng tinh phùng nguyệt. Vậy giật tán ra hắc phụ, lại là phân ly ở hắn chàng vực ra, không cách nào đến gần, theo Giang Thiền Tử di động, vậy bốn thánh thú hư ảnh, từ đầu đến cuối kèm theo ở hắn quanh thân vài mét, chống đỡ hắc ám ăn mòn. Giang Thiền Tử đem thu xanh mính đỡ lên, một bên Diệp Thần một kiếm vung ra. Luân hồi diệt thiên trảm. Kiếm vô hình khí tàn phá cắt kim loại, tại bóng tối sương mù dày đặc gian xé ra một đạo sáng ngời lỗ hổng, ở đó trung tâm, mơ hồ có lôi đình lực đập xuống. Ba người hướng lỗ hổng một bước bước vào, theo Giang Thiền Tử nhịp bước bắt đầu rút lui. Hô! Thẳng đến sau lưng hắc ám sương mù dày đặc dần dần biến mất ở tầm mắt bên trong, quỷ dị kia bất thường lực lượng lại nữa mãnh liệt, thu xanh mính thân hình run lên bần bật, quỳ sụp xuống đất. Hụ hụ! Giang Thiền Tử thấy vậy, cũng là nhẹ giọng nói, không sao, cách lối ra không xa, tu sửa chốc lát cũng không lầm chuyện. Lần này, coi như là huề nhau, thu xanh mính hướng về phía Giang Thiền Tử cười một tiếng, yếu ớt nói. Hai không thiếu nợ nhau, Giang Thiền Tử như có điều suy nghĩ đáp lại. Ta muốn để cho ngươi giúp ta lau đi tự thân hơi thở. Một hồi lâu sau, thu xanh mính mở miệng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Giang Thiền Tử nhướng mày một cái, một bên Diệp Thần không nói, thu xanh mính giải thích, ta thân trong lòng một đạo trục cuốn, nhưng tựa hồ vậy vì vậy bị xác định vị trí. Thánh kỳ trục cuốn, nghe xong thu xanh mính giải thích, Giang Thiền Tử than nhẹ một tiếng nói, ta có thể giúp ngươi. Chợt hắn từ trong ngực móc ra một quả mang óng ánh sáng bóng đan dược, đưa cho thu xanh mính, hơn nữa nói. Ngươi thương thế rất nghiêm trọng, đan dược này, có giúp cho ngươi thương thế khôi phục. Cũng có thể tạm thời che giấu người khí tức trên người, để cho người tránh đuổi giết. Thu xanh mính lảo đảo đứng dậy, đưa tay đón Giang Thiền Tử đưa lên đan dược, Diệp Thần nhưng là ngưng trọng, nhẹ giọng đáp lại, ta nhớ, ta thật giống như không nói với ngươi qua, có người đang đuổi giết chúng ta chứ. Yên tĩnh như chết. Ba người đều là xem không thấy bất kỳ biểu lộ gì, nhưng rất ăn ý cũng không có lên tiếng, Thu xanh mính nhận lấy Giang Thiền Tử đan dược trong tay. Cùng trong chốc lát, dị biến hoành xanh. Vậy một viên thuốc hóa thành lau một cái giết mang, đi vòng thu xanh mính hướng Diệp Thần tới, ở Diệp Thần trong tầm mắt, hắn không nhìn thấy Giang Thiền Tử động tác nhỏ. Đinh! Một tiếng giòn giã, chẳng biết lúc nào, thu xanh mính bàn tay, nguyên cái cánh tay đều là hóa thành một cán tinh màu tím súng trường, đem một kích kia bắn ra đi. Thật là một chuyện xấu ra hỏa à! Giang Thiền Tử âm nhu cười một tiếng. Nghiêng đầu bên mắt nhìn một bên Diệp Thần, nếu không phải là hắn, mình đã đắc thủ. Thu xanh mính vậy không hạ người hồ đồ, hắn mấy cái lắc mình cùng Diệp Thần sóng vai, lúc trước một kích kia, để cho vốn là thương thế nghiêm trọng hắn, lại là liên tiếp gặp tai nạn. Tí tách, máu không ngừng nhỏ xuống, cánh tay phải hóa thành súng trường cũng là chậm rãi tản đi, lộ ra rỉ ra vết máu ra thịt. Ngươi là từ lúc nào nhìn ra được, Giang Thiền Tử gương mặt cười trúng chím. Tựa như đang cùng một vị lão hữu chuyện trò. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng, thiết ngai vàng hội tụ, có người truy đuổi giết chúng ta, từ ngươi suy đoán mà nói, cũng không khỏi thỏa, nhưng ta có thể chân thực không tin, ngươi biết nghìn năm không đặt chân nhà mình trận pháp. Thà nói đúng không tin tưởng ngươi, ngược lại không như nói là, ta không tin vậy cổ bóng tối lực lượng, ngươi không biết chuyện. Sự thật chính là, vậy cổ bóng tối lực lượng, và không không lúc nào không có quan. Thế giới hiện thật và không không lúc nào không dính, tuyệt không phải loại hiền. Vì nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, càng là vì thu xanh mính an nguy, hắn lựa chọn tạm thời tin Giang Thiền Tử. Nguyên lai là như vậy. Không quá ta quả thật không biết cổ lực lượng kia là lai lịch gì, nhưng ta có thể điều khiển nó, không giả. Giang Thiền Tử dứt khoát hào phóng thừa nhận, nhìn về phía thu xanh mính, lúc trước ám người giết ngươi, là ta ám hư điện sát thủ. Bất quá chuyện này ta cũng là mới vừa biết. Hắn nhàn nhạt đáp lại, nhìn thu xanh mính nói, vốn là ta không dự định tham dự vào, dẫu sao vậy chỉ là một hư không mờ mịt truyền thuyết phục, có
có thể ngươi lại cho ta mang tới ngạc nhiên mừng rỡ. Thánh kỳ trục cuốn ở trên mình ngươi đi, giao ra, xem ở ngươi bạn ta một trận phân thượng, ta sẽ thả các ngươi rời đi. Dẫu sao ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Giang thiền tử thu liếm tự thân sát ý, lại là vậy một bộ làm người ta nhìn không thấu hình dáng. Tại sao, các ngươi có thể tìm được ta? Thu xanh mình ánh mắt dần dần lạnh như băng, hắn thanh âm đạm mạc hỏi. Cái này ta thì không rõ lắm, dẫu sao ngươi là tự chui đầu vào lưới, vậy giảm bớt ta rất thời gian dài, cầm tới đi, bạn của ta. Giang thiền tử khẽ mỉm cười, ở bên người hắn, tứ thượng thiên địa lãnh vực lần nữa ngưng dậy, không giống với trước kia phải, vậy bốn chỉ thánh thú hơi thở, hiện ra hết yêu dị. Thanh long là máu, chu tước mị cốt, bạch hổ răng nanh, huyền vũ chán ghét đời. Bốn tôn hư ảnh lay động giữa trời đất, ở nơi này hành lang dài bên trong, bốn đạo sát ý đem Thu Xanh Mính cùng Diệp Thần bọc. Các ngươi không phải ta đối thủ, huống chi ngươi còn bị tổn thương nặng như vậy. Giang thiền tử giọng dần dần lạnh như băng, ta không muốn lãng phí thời gian, nếu như các ngươi gan dám động thủ, ta sẽ trong phút chốc đem các ngươi đánh chết, còn như thánh kỳ trục cuốn, ta muốn gỡ ra ngươi xương, nó vậy đi không hết. Thu Xanh Mính thần sắc run lên, tinh màu tím súng trường ở hắn trước mắt tụ lại, hơi có vẻ ảm đạm, Diệp Thần nhưng là nhẹ nhàng vỗ vỗ Thu Xanh Mính bả vai, hay là để ta đi. Ngươi tới, bất quá là một cái kiếm tu thôi. Giang thiền tử ánh mắt híp một cái, theo hắn một tiếng thấp lẩm bẩm, bốn tôn thánh thú ánh mắt bên trong hung ác vẻ hiện ra hết. Lúc trước Diệp Thần một kiếm kia, làm Giang thiền tử vậy là không dám có chút nào khinh thường chi tâm. Oanh! Giang thiền tử cùng Diệp Thần đại động can qua, chớp mắt nhất kích sắp đến nghẹt thở, thân hình đã tản ra, kiếm ý va chạm giòn vang mới là truyền ra. Quả nhiên! Giang thiền tử nhẹ giọng thổ lộ hai chữ, hắn mồ hôi đã thấm ướt vạt áo. Tiên chất lỏng màu đỏ theo ngực tích tích rớt xuống. Diệp Thần quanh thân, bốn đạo vết cắn dữ tợn đáng sợ, thiết ngai vàng bảo vệ điên cuồng vận chuyển, vậy tan vỡ trường sam hạ, vết thương đang khôi phục. Lên! Sau một kích, Giang thiền tử chính là không khinh thường nữa, hai cánh tay hoành tại trước ngực, lăng không cua múa một tuần, ngay lập tức, vô tận hắc ám sương mù dày đặc hướng Diệp Thần cùng Thu Xanh Mính lôi cuốn tới, bốn tôn thánh thú hư ảnh che giấu trong đó. Liền liền Giang thiền tử đây, cũng là dần dần biến mất ở hai người tầm mắt bên trong. Ừ. Diệp Thần hiện thân bóng tối sương mù dày đặc bên trong, nhìn lượn lờ quanh thân hắc ám lực lượng, phát ra một tiếng kinh nghi. Hư không bắt đầu chấn động, hai người nhà không gian nứt ra vô tận hắc ám thâm uyên, lóe lên cắn nuốt hơi thở, vậy hắc phụ càng giống như là độc dược mạn tính vậy, ở lôi xé tại chỗ tất cả mọi người giác quan. Yên tĩnh chiếm đoạt cảm, làm người ta kiềm chế. Run rẩy thế giới, lại là làm người sợ hãi, vô tận hắc ám bên trong, không gặp hết thảy. Đây là Giang thiền tử thủ đoạn, hắn giống như là một tên đi ở hắc ám bên trong sứ đồ, cùng cộng vũ, không hiện phân nửa sống. Đêm tối bên trong, bốn đôi tròng mắt như ẩn như hiện, thời khắc dẫn động tới Diệp Thần cùng Thu Xanh Mính hai người tầm mắt, chưa từng phát động đánh bất ngờ, đang gây hấn với trước bọn họ. Yên tĩnh! Chú ý, Diệp Thần sử dụng luân hồi thiên kiếm. Ngưng trọng nói. Thu Xanh Mính nghe vậy, chợt lắc đầu một cái. Ta, lúc trước hắc ám sương mù dày đặc chiếm đoạt, để cho thân thể của hắn sức chịu đựng đã đạt đến cực hạn, Diệp Thần có thể chờ, Thu Xanh Mính kéo không được. Đáng chết! Trong phút chốc phân thần, tiếng xé gió vang lên ngay tức thì, Diệp Thần trước ngực chính là tràn ra một đóa màu máu đóa hoa, không có bất kỳ khí tức gì, liền vậy bốn đôi tròng mắt, đều là giữ binh không nhúc nhích. Ha ha ha, người có thể như thế nào đây? Giang thiền tử hài hước thanh âm truyền tới, Diệp Thần không khỏi nhíu mày, cái này cực kỳ quỷ dị, cho dù là đứng ở trước người mình, cũng không cảm giác được bất kỳ chập chờn, huống chi ở nơi này hắc ám bên trong. Cái này so với sát tâm vô ngân ở một trình độ nào đó mạnh hơn mấy phần. Suy, chỗ vết thương, một chút màu đen vết máu dòng nước chảy, Diệp Thần thúc giục bát quái thiên đan thuật, cùng với nhan tuyển nhi ngọn lửa lực. Màu đỏ tươi thánh hỏa ánh sáng xé rách một góc hắc ám, hắn quyết định chủ động đánh ra, dẫn đầu hướng bốn tôn thánh thú hư ảnh làm khó dễ. Cái này bốn tôn thánh thú hấp thu không không thời không hắc ám lực, tuyệt không tầm thường. Nhưng hắn là luân hồi chi chủ, chém chính là không tầm thường. Giờ phút này, luân hồi thiên kiếm mang theo vô tận ngọn lửa, không cố kỵ chút nào hướng đầu kia phượng hoàng thánh thú chém tới,
tiếng rên rỉ vang lên ngay tức thì, nó quanh thân không gian vậy thiêu đốt nóng rực ánh lửa, lại cùng theo nó thân hình đồng thời luyện hóa. Tự tìm cái chết. Giang Thiền Tử biến ảo ra một tôn thánh thú liền như vậy bị chém đầu, ẩn núp tại chỗ tối hắn tuy giận, nhưng cũng thời gian đầu tiên tìm đúng liền thời cơ, dành cho Diệp Thần một kích chí mạng. Sắc bén hàn mang chớp mắt rồi biến mất, ngay tức thì đánh xuyên Diệp Thần nguyên cái cánh tay phải, máu bắn tung phun trào chỗ, nhiệt độ kinh khủng như cũ. Suy. Diệp Thần đối mặt cái này trong lúc bất chợt nhất kích, trong mắt bên trong tràn đầy vẻ chấn định, trong tay luân hồi thiên kiếm chấn động, tự đoạn một cánh tay, tay trái cầm kiếm, màu đen máu nhỏ xuống, kẹp theo hủy diệt quy tắc lực lượng ở phun trào. Hắn cái loại này cấp bậc, hơn nữa luân hồi thần thân thể khôi phục tính, rất nhanh là có thể khôi phục. Diệp Thần hiện tại phải làm là xác định Giang Thiền Tử kết quả ở nơi nào. Hắn hai tròng mắt đóng chặt, luân hồi thánh hồn thiên thi triển, chung quanh cảm giác rõ ràng đến trình độ cao nhất. Không tốt. Giang Thiền Tử hiển nhiên phát hiện cái gì, thầm mắng một tiếng không ổn, tên này ở xác định vị trí mình. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên ngưng hướng một nơi không gian, tay trái cầm kiếm vô căn cứ thua lập, giống như một tôn sát thần, màu đỏ tươi lửa mang bao phủ trong đó, từ hắc ám mà phá ra, làm người sợ hãi. Tới đi. Giang Thiền Tử biết được ám sát đã vô vọng, thân hình một trường đánh ra, cùng Diệp Thần kích đánh nhau. Phá ngông kết giới không gian bên trong, vỡ vụn không chịu nổi không gian quy tắc đang kích động, bốn tôn thánh thú còn sót ba thủ, Thanh Long bị Huyết Long và Thiết Ngai Vàng rút đi liền gân cốt, ngã xuống đất giống như là loài bò sát vậy lại cũng không cách nào bay cao, Bạch Hổ bị Diệp Thần mấy đạo Trảm Thiên Cửu Kiếm miễn cưỡng lột hơn nửa thân thể, chỉ có vậy Huyền Vũ còn ở bằng vào tự thân lực phòng ngự chống cự, quanh thân vết rách loang lổ. À! Giang Thiền Tử tự thân lãnh vực bị phá, bị Diệp Thần gắt gao cuốn lấy, cái này một đời đêm tối ở giữa quân vương, khá lộ vẻ chật vật. Chanh! Luân hồi thiên kiếm chấn động, Diệp Thần cánh tay phải chỗ máu thịt nảy sinh, mênh mông huyết khí lay động lóng lánh ánh sáng, giống như chín tầng trời thủy bộc vậy bỏ ra, tay cụt một lần nữa sinh trưởng, hắn muốn ở chỗ này chấm dứt Giang Thiền Tử. Giang Thiền Tử thủ đoạn cùng với xem bói cực kỳ nghịch thiên, lại là tinh thông ám sát. Cảnh giới lại là vượt qua Diệp Thần quá nhiều, nhưng bàn về thi triển năng lực, hắn căn bản không kịp Diệp Thần. Huống chi đây cũng không phải hắn bản thể. Luân hồi diệt thiên trảm. Diệp Thần tay cầm luân hồi thiên kiếm, trong mắt bên trong mũi nhọn lóe lên, từng luồng luân hồi ý chí ở sôi trào, mười phần khủng bố. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một khắc sau, một đạo trên để thương khung. Hạ có thể rơi xuống uyên kiếm mang tại giữa trời đất bỗng nhiên khởi thế, mở một đường tan biến ánh sáng giống như là một ngọn núi lớn từ chín tầng trời đập xuống vậy, thật sâu đè ở Giang Thiền Tử trong lòng. Phá ngông cực cảnh. Giang Thiền Tử hiển nhiên cũng không phải phiếm hạng người, dưới chân nhịp bước sinh gió, động một cái một càn khôn, làm được thiên địa đại thế không ngừng khép mở tụ lại, mười phần quỷ dị. Ừ. Diệp Thần rõ ràng có thể cảm giác đến, chung quanh hắn hắc ám bên trong. Tựa hồ có một thứ gì đó đang thay đổi, nhưng là không nói được đạo không rõ. Sát tâm vô ngân. Giang Thiền Tử hơi thở không ngừng bạo tăng, ở sau lưng hắn trong hư không, một kẽ hở lóng lánh chói lọi, một sáng một tối, đó là thực tế cùng phá ngông kết giới, hai cái thế giới lực lượng đường chéo hội tụ, như ẩn như hiện. Rắc rắc. Kinh người va chạm kích động dậy vô số bụi bẩm, hắc ám bên trong màu máu hiện ra hết, nhiệt độ kinh khủng bay lên, giật tán nóng bỏng hơi thở. Có thể đốt thủng thương khung. Đại nhân, ở nơi này bất phân thắng bại đối kháng bên trong, vô số cho tàn bay múa đầy trời phế tích bên trong, thư đồng thanh âm truyền tới, làm được Diệp Thần nhướng mày một cái. Giang Thiền Tử cũng là một lần, muốn lần nữa nghênh kích thủ đoạn không lại thi triển, tay áo bảo hạ tay gầy nhom trưởng thu hồi, nhìn trước mắt người đến. Chuyện gì? Trước mặt thư đồng hư ảnh mười phần không thật, muốn đến ở nơi này vậy hắc ám năng lượng bên trong truyền tin. Cũng là tiêu hao cực lớn, cái này đạo linh thân sắp tan vỡ. Mất đi điện tình trình diện, cái thằng nhóc đó, có tin tức. À, Giang Thiền Tử nghe vậy trong mắt nháy mắt, nhìn về phía Diệp Thần cùng Thu Xanh Minh ánh mắt bên trong có chút rất nhiều quấn quýt. Mất đi điện. Diệp Thần rất hiển nhiên cũng là nghe được cái này không thể quen thuộc hơn nữa tên chữ, hắn kết thúc kỳ lân vực chuyến đi, chính là muốn đi mất đi điện cùng Quá Thần và Chu Huyên hội hợp. Rồi sau đó liền dự định đi tìm Hạ Nhược Tuyết, Thái Thượng Công Đức Chiến không chờ được mình quá lâu.
chưa từng nghĩ nhưng là ở nơi này nhạc đệm bên trong, nghe được mất đi điện. Chẳng lẽ cái này và mất đi điện tới giữa còn có sâu xa? Diệp Thần giữ mình không nhúc nhích, đối diện hiển nhiên không biết chuyện hắn cùng mất đi điện sâu xa, nếu như có thể lại hỏi thăm nhiều một ít tình báo đi ra, có lẽ hữu dụng. Có thể sự thật làm hắn thất vọng, thư đồng kia một đạo phân thân chỉ là nhàn nhạt thổ lộ như thế một câu, Giang Thiền Tử chính là tay áo vung tay lên, đem hư hình tản liền đi. Ha ha, còn muốn hơn cùng các ngươi vui đùa một chút, có thể ta còn có tránh sự mà phải làm, vậy thì đưa các ngươi xuống địa ngục đi. Giang Thiền Tử âm nhu cười một tiếng, trong mắt vừa chuyển nhìn chằm chằm Thu Xanh Mính nói, ta sẽ trở về vì ngươi nhặt xác, sau đó sẽ tới từ từ tìm thánh kỳ trục cuốn. Thành tựu ngươi bằng hữu duy nhất, không đi xem ngươi thê thảm kết quả, để cho ngươi thể diện một ít rời đi cõi đời này đi. Trong bóng tối bóng người nụ cười lộ ra hai dãy hàm răng trắng noãn, Giang Thiền Tử hai ngón tay một vê, một món xương mù màu đen ở hắn đầu ngón tay lượn lờ, vậy cổ khí tức quỷ dị, Diệp Thần ngay tức thì cảnh tỉnh. Cùng thế giới hỗn độn và không không lúc nào không bên trong cảm giác giống nhau như đúc, chẳng lẽ tên này thật và nơi đó có quan hệ? Không tốt. Bót. Một cái thanh thúy hưởng chỉ tiếng gợi lên, như Diệp Thần sở liệu như vậy, Thu Xanh Mính phát ra một tiếng gào thống khổ, hắn ánh mắt bên trong còn sót vậy một chút ánh sáng bị hắc ám hoàn toàn chiếm đoạt, cả người đều là từ trong cơ thể tản mát ra nhàn nhạt hắc vụ. Vậy tâm hỏa đang cháy, muốn lửa đốt mặc hắn thần hồn, cùng khi đó trọng thương ngã gục Trụ Uyên không khác. À, Thu Xanh Mính mơ hồ có thể thấy được dưới da rỉ ra một chút hắc vụ, cũng dần dần đậm đà, quanh thân gân xanh nổ lên, thành màu nâu trạng, kinh mạch cũng là như ẩn như hiện đang không ngừng rạn nứt, mùi huyết dịch cùng một cổ khó mà danh trạng tanh hôi kích thích Diệp Thần lỗ mũi. Thu Xanh Mính ý thức ở dần dần rút đi, hắn tê liệt đổ xuống đất, tứ chi vặn vẹo tới một chỗ, thừa nhận khó mà danh trạng thống khổ, thanh âm khàn khàn nói. Giao cho ngươi. Hắn tuyệt vọng con ngươi nhìn về Diệp Thần, còn muốn mở miệng nói gì, nhưng là đã không cách nào lên tiếng, trợn to con ngươi bên trong, lau một cái tại ý đang lặng lẽ phun trào. Ngươi quả nhiên và không không lúc nào không có chút nhân quả dính. Diệp Thần xoay người, lạnh như băng nhìn Giang Thiền Tử, là quen thuộc hắc ám khí tức cùng không không lúc nào không thoát không khỏi liên quan, thậm chí vạn cổ trước liền tồn tại. Vậy trước mắt Giang Thiền Tử, chẳng lẽ là không không thời không bố trí một trong? Ừ, Giang Thiền Tử trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nhưng là cũng không giải thích thế nào, ngay tại Diệp Thần muốn xông lên trước để gặp, hắn hai cánh tay lần nữa mở rộng, từng đạo quy tắc lực lượng bện thành một tòa lồng giam, đem Thu Xanh Mính phong khốn. Còn như ngươi, là cái rất tốt đối thủ, nếu như không phải là xảy ra chuyện đột nhiên, ta ngược lại là không ngại tự tay giải quyết ngươi. Giang Thiền Tử nghiêng đầu liếc mắt, ngươi và hắn cùng đi chứ. Phá Ngông cực cảnh, càn khôn nghịch. Vô tận hắc ám bao phủ bên trong, Diệp Thần chỉ cảm thấy một cơn gió lốc đột ngột, hình ảnh trước mắt đang không ngừng cắt kim loại, biến ảo. Quanh thân nhà không gian ở cực nhanh lưu động, loại cảm giác này. Rất quen thuộc. Oanh! Ha ha ha, cái đó lãnh vực tuy nói là sư tôn thưởng cho ta trọng bảo, bất quá nhưng cũng là để cho ta chịu nhiều đau khổ cũng không từng hàng phục. Người cũng đi rơi vào vậy hắc ám, thành là nô bộc đi. Nếm thử một chút vậy phệ tim mà chết mùi vị. Ông Minh tiếng bộc phát mãnh liệt, Diệp Thần bên tai truyền tới Giang Thiền Tử cuối cùng vậy châm chọc khinh thường tiếng, lần nữa mở mắt ra lúc đó, hắn lúc này liền là sững sờ tại chỗ. Cùng lúc đó, ngoại giới. Người đâu? Giang Thiền Tử bóng người từ trước đại điện cửa không gian nhảy ra, một tay xóa đi không gian dấu vết. Nơi đó tàn phá bừa bãi hắc ám khí tức lại nữa tiết ra ngoài, yên tĩnh nấc thang trước, thư đồng bóng người chạy chậm tới. Đại nhân, mới vừa tin tức truyền ra, mục tiêu còn chưa rời đi mất đi điện, nếu như vậy, chúng ta kế hoạch. Liền phải thất bại. Giang Thiền Tử gật đầu, ánh mắt híp một cái, được cầm nặn một tí thời cơ mới có thể. Bọn họ không thể nào cả đời ở mất đi điện. Giang Thiền Tử cười một tiếng, hướng về phía thư đồng nói, ngươi làm rất tốt. Tiếp tục mật thiết chú ý mất đi điện, có tin tức thời gian đầu tiên nói cho ta. Đến lúc đó ta đi chuẩn bị một phần đại lễ, tốt đưa tặng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ vạt áo lên bụi bặm, vậy áo gai bên trên, phủi xuống ra nhàn nhạt hắc ám khí tức, nhưng là ở nơi này nguy nga lộng lẫy trước đại điện, bị vậy trường minh đăng ánh sáng vẩy chiếu, ngay tức thì hóa thành hư không. Đại nhân, thư đồng gật đầu một cái,
thấy gia chủ mình tử xoay người muốn rời đi, một bộ muốn nói lại thôi hình dáng. Giang thiền tử hình bóng lại truyền tới một tiếng hừ nhẹ, có lời liền nói. Tư đồng nhưng là lo lắng nói, đem bọn họ thả ở chỗ đó bỏ mặc, không thành vấn đề sao, nếu không ta đi xem. Giang thiền tử khoát tay một cái, chắc chắn nói, vậy vực trận tuy là sư tôn tặng cho ta, nhưng lại và không không thời không đầy đất có liên quan, như vậy phệ tim đau, ta cũng không thiếu bị, cũng không quá tiếng chuông có thể đặt chân mà thôi. Ngươi cảm thấy bằng ta tư chất, cái này nghìn năm tới khổ tu đều không cách nào bước ra một bước kia, một người tàn phế, một cái nho nhỏ kiếm tu, có thể như thế nào? Hắn để tay lên ngực tự hỏi, ở nơi này thái thượng thế giới tới giữa, trừ vũ hoàng cổ đế, nhâm phi phàm, thiên nữ những người đó ngoài ra, rất ít có người có thể từ bên trong lấy ra được. Để cho bọn họ chết ở nơi đó tốt lắm, ta tự sẽ đi nhặt xác, nếu như không phải là thánh kỳ trục cuốn, chúng ta có lẽ còn có thể trở thành bạn. Đáng tiếc, là vật gì lão gia chỉ đích danh muốn. Giang thiền tử lắc đầu một cái, xoay người rời đi trước đại điện, chỉ là dặn dò thư đồng một câu, mật thiết chú ý mất đi điện là được, chuyện nơi đây, không cần bận tâm. Hình ảnh quay về. T. Diệp thần bên này, ở thấy bị Giang thiền tử thi triển thủ đoạn khốn khóa cái này mảnh không gian sau đó, không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây là một phiến bao la trung tâm dưới đất quảng trường. Hắc ám bên trong mơ hồ có thể thấy vô số điều hang núi tựa như đường lót gạch thông hướng không biết tên địa giới, mơ hồ có thanh âm cổ quái truyền tới. Nơi này là nơi nào? Tiểu Kỳ Lân thanh âm truyền ra, nhao nhao muốn thử. Mới vừa được truyền thừa đứa nhỏ cần một cuộc chiến đấu chứng minh mình, lúc trước nếu không phải là Diệp Thần kềm chế liền Tiểu Kỳ Lân sao động tim, cần phải nhảy ra cùng Giang Thiền Tử đánh lên một tràng không thể. Bỏ mặc, lần này có thể trước thời hạn nói xong. Gặp lại cái đó cái gọi là Giang thiền tử, không nên cản ta. Tiểu Kỳ Lân siết chặt quả đấm, từ võ đạo luân hồi đồ bên trong chui ra, ở Diệp thần trước mặt khoa tay múa chân mấy phen, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Ngươi coi là thật không nhớ, chưa thấy được nơi này có chút quen thuộc sao? Diệp thần nhìn Tiểu Kỳ Lân, mở miệng hỏi nói. Ừ, Tiểu Kỳ Lân giò sáng loáng màu tím đầu hạt dưa nhìn vòng quanh bốn phía, vuốt móng vuốt, không biết làm sao lắc đầu một cái. Diệp thần không nhiều lời nữa, xem ra mình phỏng đoán quả thật không sai, vậy nếu như nói ra, người khác nhất định cho rằng hắn điên rồi. Thu xanh mính tình huống rất không ổn. Diệp thần bính đi nghi ngờ trong lòng, cùng Tiểu Kỳ Lân ở quỷ dị này trên quảng trường tìm, cuối cùng là ở một cái đường lót gạch trong góc, tìm được hắn. Giang thiền tử trước khi đi, vì để ngừa vạn nhất, ở trong cơ thể hắn trồng một đạo cấm chế. Diệp thần đem thu xanh mính rời đến trung tâm trên quảng trường, thi triển bát quái thiên đan thuật và thiên tiên cá chép sao, không có chút nào tác dụng, cho dù là khí lực mạnh mẽ Kỳ Lân nhất tộc, cũng chống đỡ không được bao lâu. Ta thử một lần. Diệp thần ngồi xếp bằng, luân hồi thánh hồn thiên thi triển, hồn thể hóa thành lau một cái lưu quang lộ ra, chui vào thu xanh mính trong cơ thể. Theo thời gian trôi qua, Tiểu Kỳ Lân thấy Diệp thần nơi khóe miệng chảy ra một món màu máu. Không tốt. Chủ nhân. Ho, Diệp thần mở mắt ra, khoát tay một cái tỏ ý mình không ngại, không có sao, đây là vạn đạo quy tắc hóa xuống cấm chế lồng giam. Ta nếu như cưỡng ép phá vỡ, lấy thu xanh mính trước mắt trạng thái, có thể không cách nào chịu đựng. Diệp thần nhướng mày một cái này Giang thiền tử tốt sắc bén thủ đoạn, như quả cưỡng ép phá vỡ cấm chế, thu xanh mính hội thần hồn văng tung tóe. Có thể trì hoãn tiếp nữa. Vậy hắc ám khí tức chiếm đoạt như nhau sẽ xóa đi hắn thần hồn, trở thành một cái xác sống. Nếu như phá vỡ cấm chế này, người có biện pháp ngăn cản vậy hắc ám khí tức chiếm đoạt hắn tim sao? Tiểu Kỳ Lân hỏi. Lúc trước Chu Uyên như vậy trọng thương, nếu không phải cướp đoạt đến 9 tầng trời linh thảo kéo dài tánh mạng, nói không chừng chống đỡ không tới mất đi điện. Nhưng hôm nay mình các người lõm sâu cái này phá ngông kết giới bên trong, tìm qua thần lại lộ vẻ được không thiết thực. Còn sót vậy nửa bụi cây 9 tầng trời linh thảo cũng bị hắn tặng cho liền đan tôn. Diệp thần thở ra một hơi dài, như có thể giải quyết cấm chế này lồng giam, có lẽ có thể thử một lần. Tiểu Kỳ Lân gật đầu một cái, giao cho ta đi. Ngươi có biện pháp, Diệp thần nhìn về đứa nhỏ, ngược lại có chút bất ngờ. Ngươi quên, ta sẽ Kỳ Lân thôn thiên thuật. Cũng đúng, thôn thiên thuật là hỗn độn Kỳ Lân nhất tộc trên hết truyền thừa. Bản chính là vì áp đảo chư thiên vạn đạo quy luật bên trên mới bị sáng tạo tồn tại.
Diệp Thần bỗng nhiên trước mắt sáng lên. Hỗn độn kỳ lân nhất tộc lão tổ đều không từng luyện tới đại thành vô thượng pháp môn, tin đồn bên trong chân chính thôn thiên thuật, có thể đạp bể vạn đạo, chân chính luyện hóa một phiến thiên địa cho mình dùng. Thậm chí một lần có người hoài nghi, cửa này tuyệt thế pháp, vốn cũng không phải là người là sáng chế, mà là khai thiên trước liền tồn tại thật rõ ràng, không cách nào bị vượt qua. Ta thử một chút. Tiểu kỳ lân gật đầu một cái, chợt bóp mấy cái pháp ấn, từng trận chập chờn giống như nước trong rung động vậy khuếch tán ra, sau đó nhi động, còn có cái này mảnh không gian thiên địa đại thế, đang không ngừng quay về gộp lại. Có thể được. Diệp Thần thấy vậy, còn người híp lại, có chút bất ngờ, đứa nhỏ mặc dù có thể điều động cái này mảnh không gian lực lượng, cũng là cái này tự thành một mảnh kết giới, chính là người là sáng chế, hơn nữa, tu vi có hạn, chưa từng đạt tới vạn cổ trước tồn tại, hoặc giả là cường giả thần bí kia cảnh giới. Kỳ lân thôn thiên, lên. Đứa nhỏ một tiếng giống to, cả tòa dưới đất quảng trường tất cả loại lực lượng đều là phun trào vượt qua, như sóng chiều vậy hắc ám khí tức đập vào mặt, cường đại chiếm đoạt lực để cho thi triển thủ đoạn tiểu kỳ lân đều là không khỏi được lòng rung động, thật là khủng khiếp hơi thở. Võ đạo luân hồi đồ, sơn thủy một quyển, cách. Diệp Thần thấy vậy, nơi đan điền lóe lên ánh sáng, như treo ngược vẫy ngân hà bức họa trải thiên xuống, tinh không sáng chói cuối. Bao la sơn xuyên cùng thiên so cao, cực kỳ lộng lẫy hùng tráng, tách rời ra hai cái thế giới. Ở bên người hắn, một bên thế giới u ám bao la, kinh khủng đại diệt chiếm đoạt hơi thở lưu chuyển, mà bên kia, ngân hà dài minh chim muông tiếng côn trùng kêu vang không ngừng, ở màn sáng kia tới giữa, tiểu kỳ lân ấp úng thu nạp. Cho ta bể. Tinh màu tím đứa nhỏ phiến phiến vảy tản ra ánh sáng nhu hòa, hàm chứa một chút đủ để hóa diệt vạn đạo lực lượng, ấm áp lại to lớn. Trong phút chốc, hai cái thế giới lực lượng xen lẫn, đều là biến thành đạo tắc mảnh vỡ, bóng tối lực lượng, trên quảng trường đá vụn, trong hư không người là khắc xuống phù văn bùa chú, liền liền võ đạo luân hồi đổ bên trong thiên địa tinh khí, trăng sáng chiếu rọi, đại nhật ánh sáng, đều là như vậy. Hóa thành một đoàn ánh sao vẩy chiếu vào thu xanh mính trên mình, hắn thân xác ở trải qua trước cái này cổ thuần khiết lực lượng cọ rửa. Từng tiếng giòn vang, đó là trói buộc ở hắn trong thần hồn. Gông xiềng bể tan tành thanh âm. Hụ hụ. Hôn mê bên trong thu xanh mính ho sặc sụa mấy tiếng, theo khóe miệng chảy ra chất lỏng, hiện lên một chút màu tím nhàn nhạt, còn có đạo quy tắc mảnh vỡ. Chủ nhân, như thế nào, ta lợi hại. Thấy thu xanh mính hơi thở hơi có vẻ vững vàng, Diệp Thần cùng tiểu kỳ lân đồng thời rút lui đi lực lượng, cả tòa quảng trường lần nữa khôi phục bình tĩnh. Diệp Thần hai ngón tay điểm ở thu xanh mính giữa trán. Lau một cái bát quái thiên đan thuật lực lượng tràn vào hắn ấn đường, võ đạo luân hồi đồ lực lượng, hôm nay vậy coi là phái lên công dụng. Mệnh là tạm thời giữ được, đi tìm đan tôn tìm về vậy một nửa kia 9 tầng trời linh thảo. Diệp Thần trong lòng ngầm từ so đo, cái này bóng tối chiếm đoạt hơi thở vượt quá từng bước xâm chiếm thân xác, càng sẽ dẫn động thần hồn lửa thẩm tách linh hồn, cực kỳ khó dây dưa, 9 tầng trời linh thảo loại bảo vật này, có thể gặp không thể được, mà đây bóng tối lực lượng. Ở nơi này thực tế thái thượng thế giới có thể nói là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Không biết có thể hay không tới kịp. Nghĩ đến đan tôn, hắn cũng nghĩ đến qua thần cùng Chu Uyên, lúc trước Giang Thiền Tử bố trí, hẳn là nhằm vào mất đi điện, nhưng hôm nay thu xanh mính. Trạng thái quá mức gay gâu. Ngươi xem, Diệp Thần vừa muốn có động tác, tiểu kỳ lân nhưng là nhẹ khẽ kéo kéo treo áo của hắn, theo liếc nhìn lại, một người một thú lúc này là thất sắc. Phá ngông kết giới bên trong lớn như vậy dưới đất trung tâm trên quảng trường, lúc trước bởi vì tiểu kỳ lân thi triển thôn thiên thuật nguyên nhân, nơi đây bị long đong trải qua hồi lâu thời gian trí nhớ cũng bị vén lên một góc, nguyên bản u ám, nhóm đống đá xây có màu nâu cùng vậy hắc vật chất tối tăm gần như hòa làm một thể không gian sản sinh biến hóa. T. Diệp Thần và tiểu kỳ lân đều là một hơi khí lạnh rót trong lòng, điều này thực quá quỷ dị. Bị thôn thiên thuật hóa đạo sau đó. Một phần chia đá vụn đập xuống, thậm chí hóa thành bụi bậm chóc ra, thật dày bụi đất một cước đạp xuống, đều là cuốn lên nổi lên bốn phía, nhưng vậy hiện ra một ít không muốn người biết kỳ lạ minh văn, đang chiếu lấp lánh. Mỗi một lần lóe lên, đều là dẫn được quanh mình thiên địa cộng hưởng, giống như vào huyền minh âm vậy, không có xảm tạp hắc ám khí tức cùng bất kỳ sát ý, tựa hồ là càng có thể đủ làm người an lòng, rất có một loại an thần hiệu quả. Chủ nhân, người không phải tinh thông phạm thiên thần công trận tự quyết sao, những phù văn này minh văn, người có thể xem hiểu sao?
Tiểu Kỳ Lân ánh mắt cuối cùng định cách ở bên cạnh Diệp Thần trên mình, nó mặc dù không hiểu những thứ này, nhưng trực giác tự mình nói, cái này nhất định là rất lâu trước liền tồn tại đồ. Thái thượng thế giới lại có như thế trăng mục nát phù văn bị khắc xuống. Cái ý niệm này ở Diệp Thần đầu óc bên trong quanh quẩn không đi, thế nhưng chấp động minh văn, mười phần rõ ràng, thậm chí có thể cảm nhận được nó lưu chuyển dấu vết, chập chờn. Giống như tân sinh vậy. Làm sao có thể? Liên liên vạn cổ trước Viêm Đế, thái thượng thế giới cự phách quá tôn tiên đế các người, cho dù là Kỳ Lân vực lão tổ lưu lại trận pháp, vậy không nhịn được thời gian cái này kinh khủng địch thủ. Không, không phải tân sinh, tựa hồ là ngươi kích hoạt nó. Tiểu Kỳ Lân ngửi một cái này không gian bên trong vạn đạo quy tắc mảnh vỡ còn có tồn lưu, vậy bao gồm hết thảy trước mắt, đã sớm bị khắc xuống, cũng không phải là trước đây không lâu. Ta không cảm giác được sát ý, nhưng trận pháp này, rất khủng bố. Diệp Thần chau mày, hắn suy nghĩ nát óc cũng là không cái câu trả lời, mặc dù chỗ này mình là lần thứ hai đặt chân, có thể trước một lần vậy không phát sinh cái gì không rõ tình trạng. Đi xem. Trong lòng có một cái to gan ý tưởng ở nảy sinh, nhưng cũng lại là bị hắn hủy bỏ, Diệp Thần suy nghĩ luôn mãi, vẫn là quyết định điều tra rõ ràng, trận pháp này Đường Vân mặc dù kỳ lạ, nhưng trận tâm nhưng là ở hắn hai người trước kia cử động bên trong hiển lộ, bằng hắn trận tự quyết và trận pháp thành tựu, hiểu thấu đáo bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi. Diệp Thần con ngươi híp lại, đến gần vậy phù văn thần bí trung tâm, minh văn dư thừa linh lực hóa dịch, không ngừng nhỏ xuống, ở yên tĩnh này trong quảng trường, hiện ra hết u tịch. Mới vừa tới gần một chút Diệp Thần, cái gì cũng không có làm, chính là dẫn động vậy phát ra tia sáng vô số minh văn, rối rít phun trào, xếp thành một nâng sáng chói ngân hà, ở hắn quanh thân lượn lờ, tràn đầy hà thủy. Oanh! Tan rã tản ra ánh sáng lấm tấm, vạn tượng mọc tùm gian tràn vào cái này mảnh không gian mỗi cái xó xỉnh, Diệp Thần vùng đan điền võ đạo luân hồi đồ sau đó hô ứng, lóe lên ánh sáng. Xem ra lúc trước dẫn động trận pháp này, cũng không phải là Kỳ Lân thôn thiên thuật, mà là võ đạo luân hồi đồ. Diệp Thần hơi cảm thụ, tựa hồ có vật gì đang kêu gọi. Từng đạo thanh thúy thanh âm tan vỡ vô căn cứ vang lên, nhưng là vô hình, nổ tung tiếng không ngừng, tựa như đến từ xa xôi hư ảo không không lúc nào không, để cho người không lạnh mà run. Chủ nhân, Tiểu Kỳ Lân gào thét tới, cùng hắn sóng vai, cái này quá quỷ dị, lúc trước vẫn là hà thủy phân bố, nháy mắt khắc gian lại là làm người ta nghẹt thở. Đột nhiên, ở Diệp Thần đối diện cách đó không xa một đạo tường đá chậm rãi rạn nứt, vô số đá vụn rơi xuống. Là bị phong ấn cửa ngầm. Lực lượng này, tựa hồ đang chấn áp thứ gì, nhưng bởi vì võ đạo luân hồi đồ, nó tiêu tán. Tiểu Kỳ Lân ngửi một cái, ở trong hư không, nó đã không cảm giác được lúc trước tinh hà kia vậy sáng chói hơi thở. Bụi bặm lắng xuống, Diệp Thần lúc này mới thấy rõ, ở hắn trước mắt, là một cái không lớn không nhỏ bốn phương mật thất, bên trong một phiến hắc vắng vẻ, không có bất kỳ khí tức gì truyền ra, vậy theo dõi không rõ. Tò mò Tiểu Kỳ Lân hóa thành một đạo tử mang cướp ra, đợi đến Diệp Thần kịp phản ứng lúc đó, thân hình đã không vào vậy đông nghịt cửa hang bên trong. Tiểu Kỳ Lân, Diệp Thần một tiếng quát to, cũng là lúc này đuổi theo, thấy đứa nhỏ bình an vô sự, lúc này mới ngưng trọng nói, vạn nhất có chút chuyện ngươi. Lời còn chưa dứt, Diệp Thần không khỏi được tròng mắt đông lại một cái, Tiểu Kỳ Lân đưa lưng về phía hắn bóng người không có bất kỳ thanh âm truyền ra, thậm chí là có chút run rẩy. Có thể để cho một đầu huyết mạch chí cường hỗn độn Kỳ Lân có như vậy kinh hoàng vẻ mặt, kết quả là cái gì? Từ Diệp Thần tầm mắt tới xem, vậy u ám bên trong thạch thất, loáng thoáng chỉ có thể nhìn được Tiểu Kỳ Lân tinh màu tím vảy, cái khác cũng không chân thiết, nhưng trực giác nói cho hắn, có khác thường. Cái này, đi về trước đạp động liền mấy bước, ở thấy thạch thất kia bên trong cảnh tượng sau đó, liền liền Diệp Thần đều là sững sờ tại chỗ. U ám thạch thất chừng mực. Nhưng là táng một cái. Quan tài. Đó là, đồng xanh thần quan. Tiểu Kỳ Lân từ từ xoay người, trợn to mê mang con ngươi, lắp bắp nói cái này. Vật này, không phải. Nó đã không có ở đây bỏ đời tuyệt cảnh bên trong. Diệp Thần cười khổ một tiếng, chuyện này giải thích cũng không phải một đôi lời có thể nói rõ ràng. Màu đậm đồng quan, khắc ấn trước vô cùng là phong cách cổ xưa lại không lưu loát phù văn, năm tháng cọ rửa hạ. Vậy đồng gì đã sớm rút đi, ngược lại thì lộ vẻ được vô cùng là bóng loáng, phơi bày ra màu nâu đen đường vân. Yên tĩnh phục ở thạch thất ở giữa quan tài,
liếc nhìn lại giống như là xuyên qua cổ kim tương lai vậy thấu triệt, thừa tái vạn giới qua lại, thập phần thần bí. Chủ nhân, nó, Tiểu Kỳ Lân cô lỗ một tí khẩn trương nước miếng, cái này mới chậm rãi nói, tựa hồ, không có lúc trước như vậy chiếm đoạt hết thảy khí tức quỷ dị. Diệp Thần cũng là gật đầu một cái, khoảng cách gần như vậy đối mặt nó đây là lần đầu, trước chỉ là vậy cảm giác bị áp bách hơi thở, cũng sẽ làm người ta thần hồn biến dạng. Diệp Thần hồi tưởng lại cùng cường giả thần bí sóng vai trận chiến ấy, không để ý tất cả mượn dòng sông thời gian dài chém cắt hết thảy sức mạnh to lớn thoát khỏi thần quan, lại là xuất hiện lần nữa ở mình trước mắt. Suy, Diệp Thần ngón tay nhẹ một chút ở quan tài bên trên, phát ra một hồi thanh âm chói tai, vùng đan điền ánh sáng phun trào, nguyên bản cực kỳ kháng cự đồng xanh thần quan tựa hồ vùng vẫy mấy phen, yên tĩnh lại. Bao phủ ở trên đó một tầng mông lung màn sáng ngay tức thì vỡ toang, trừ một tiếng giòn giã ra, chính là phá lệ yên tĩnh. Ừ, đầu ngón tay đụng chạm chỗ, Diệp Thần phát ra một tiếng kinh nghi, sau lưng hắn Tiểu Kỳ Lân thấy tình thế không ổn, lúc này liền là phải ra tay, cả người vảy đảo thụ, rất hiển nhiên, đứa nhỏ vẫn chưa tỉnh hồn trạng thái. Nhưng nó tuyệt không cho phép Diệp Thần xảy ra chuyện, ở Kỳ Lân vực, hắn đã là nó chết qua một lần rồi, mà sau đó nó, mới rõ ràng phần tình nghĩa này nặng bực nào. Ta không có sao. Diệp Thần khoát tay một cái, tỏ ý Tiểu Kỳ Lân an tâm, chợt mừng rỡ nói, nó giúp ta. Một cổ bóng tối năng lượng chậm rãi chảy hướng quan tài bên trên, hòa tan tại thần bí kia đường vân tới giữa. Liền ở thế giới hỗn độn lúc đó, chịu nội thương cũng có thể liệu khỏi bệnh. Diệp Thần trong mắt có chút ngạc nhiên mừng rỡ, đế gia chủ thành lúc đó, vậy đạo thần môn sau lưng, chính là bị vứt bỏ nhất giới, bị không không lúc nào không ăn mòn, phong ấn vô tận hắc ám lực lượng, cũng chính là vậy tranh đoạt đế ấn cùng 9 tầng trời linh thảo một nhóm, Diệp Thần chịu nội thương đến nay không có hết bệnh. Ngay cả là luân hồi thần thân thể và luân hồi thánh hồn trời, không không thời không lực lượng cũng là rất khó ngăn cản. Oanh! Hô! Cái này thần quan lại có như công hiệu này. Thế giới hỗn độn chịu nội thương cũng có thể hóa giải, như vậy thu xanh mính vấn đề có lẽ có cơ hội. Diệp Thần đầu óc bên trong bỗng nhiên toát ra một cái to gan ý tưởng, sao không mượn này cơ hội, một lần hành động trừ đi thu xanh mính trên mình hắc ám năng lượng. Ngay lập tức, Diệp Thần giải trừ thu xanh mính hết thảy, hắn thân xác ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan vỡ ra tay ngăm đen không ngừng dụng, thật là đáng sợ, đã sớm mất đi ý thức hắn, đã không cảm giác được bất kỳ đau đớn. Lúc này thu xanh mính, so chủ uyên khi đó trạng thái, còn nghiêm trọng hơn. Mau! Diệp Thần gọi một tiếng Tiểu Kỳ Lân, đem thu xanh mính dựa vào thần quan một góc bên trên yên tĩnh đưa, yên lặng chờ đợi. Thời gian đang trôi qua, từng giây từng phút, thu xanh mính vậy càng ngày càng nguy hiểm, nhưng cổ quái kia thần quan nhưng là từ đầu đến cuối yên lặng. Chẳng lẽ chúng ta đoán sai rồi? Tiểu Kỳ Lân có chút buồn bực, theo lý mà nói không nên à? Chủ nhân, có phải hay không được dùng võ đạo luân hồi đồ lực lượng, thúc giục nó à? Đứa nhỏ lầm bầm một tiếng, Diệp Thần cũng là ôm trước ngựa chết làm ngựa sống y thái độ thử một chút, vùng đan điền ánh sáng tách thả ra, lau một cái tự nhiên lực phun trào, cùng lúc đó, vậy yên tĩnh đưa thần quan lần nữa có phản ứng. Một tiếng rên, Trần Phong vạn cổ nắp quan tài bỗng nhiên rời đi một cái khe hở, bên trong thâm thúy hắc ám, không thấy đáy, cũng không gặp vật. Chỉ là vậy một góc. Nhưng cho Diệp Thần như vậy một mắt vạn năm cảm giác, thế sự lục bình, vạn giới tranh phong, đều là bất quá như vậy, bị bao gồm trong đó. Oanh! Một cổ vô hình sức mạnh to lớn trong im lặng giật tản ra, càng giống như là một hồi gió mát từ từ mà qua, thổi tan yên tĩnh này thạch thất tới giữa, vạn đạo sen lẫn khắc ấn quy tắc, liền mảnh vỡ đều không từng văng lên, thẳng thiêu vẫn, tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng có. Mau xem thu xanh mính! Không kịp hai người ngẫm nghĩ, u ám thạch thất bên trong, một tiếng kêu đau vang lên, chẳng biết lúc nào, lúc trước vậy trạng thái sắp chết nam tử, giờ phút này một đầu chói mắt tóc tím ở khẽ nhúc nhích. T, đây rốt cuộc là lực lượng gì? Lại có thể ở ngay lập tức tới giữa để cho thu xanh mính hết bệnh, cái này thần quan lực lượng có thể chiếm đoạt hắc ám lực. Vù vù, một tiếng ông minh, vậy vén lên một góc quan tài lại là nhô lên, hướng Diệp Thần nhanh chóng vọt tới, bất thình lình nhất kích. Không kịp cùng hắn phản ứng, cũng đã là bị cái này cuồng bạo lực đập trúng. Ừ, không cảm giác được bất kỳ đau đớn truyền tới, một bên Tiểu Kỳ Lân kéo một cái Diệp Thần ống tay áo, chố mắt nghẹn họng nói, nó chui vào,
Ngươi thân thể. Diệp Thần ngẩn ra, xé ra quần áo, quả nhiên phát hiện mình trên mình xuất hiện một đạo đồng xanh thần quan đường vân. Tiểu Kỳ Lân nhẹ nhàng đụng chạm dưới, một hồi vạn cổ trước tang thương đồng kêu vang dậy, cực kỳ bi thương, làm người ta có thể lã chã. Vậy một góc vén lên nắp quan tài chỗ, không thể theo dõi, một mục nhìn lại, liền Tiểu Kỳ Lân đều là cảm thấy một hồi chói mắt đau đớn. Và lúc trước vậy, không nghĩ tới lại lần nữa trở lại trên người ta. Là ngươi bố trí sao? Võ tổ ở không không lúc nào không kết quả chuyện gì xảy ra. Ngươi rốt cuộc tại sao như thế tin tưởng ta? Diệp Thần nghĩ tới cường giả thần bí kia, đẩy ra mình thời điểm, hắn rõ ràng đã chết, thậm chí thần hồn đều bị hắc ám lực biến dạng thành vô số, nhưng là bừng tỉnh như mộng vậy tỉnh lại lần nữa. Chẳng lẽ nói, cái này miệng thần quan bị hắn cưỡng ép đập ra dòng sông thời gian dài lối đi đưa qua, người nọ cậy vào cổ lực lượng này, thoát khốn. Rất hiển nhiên, cường giả thần bí kia đến từ và mình bất đồng thời không, cũng không phải là vạn cổ trước, mà là chân thực tồn tại, như vậy thông thiên thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không yếu võ tổ quá nhiều. Có phải hay không là cường giả thần bí kia thoát khốn sau đó, đem thần quan lần nữa táng trở về nơi đây? Bằng người thần bí thủ đoạn, cùng với không không lúc nào không, hắn đúng là có thể lần nữa đem vật này trấn áp xuống, bởi vì hắn biết, Diệp Thần ở tương lai một cái thời gian tiết điểm. Nhất định sẽ lần nữa đặt chân, đem thu hồi. Cũng coi là vật quay về kỳ chủ. T. Diệp Thần không khỏi được một hơi khí lạnh xông lên đầu, không không lúc nào không kết quả là như thế nào tồn tại. Nơi đó cường giả mạnh bao nhiêu? Có lẽ, nhiều tin tức hơn chỉ có tham gia Thái Thượng Công Đức Chiến, từ Tử Hoàng Tiên Cung nơi đó biết được. Cái này đồng quan lực lượng, cũng không phải là bị khám phá, mà là trải qua đánh một trận đại chiến, bị tiêu hao hết. Diệp Thần bỗng nhiên mở miệng, hướng về phía Tiểu Kỳ Lân nói. Bây giờ nó, bất quá là một hơi tàn quan, hoặc là nói, trước chính là, hiện tại hoàn toàn hơn nữa tàn phế. Tiểu Kỳ Lân như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, chủ nhân, ngươi nói là, có cao nhất đại năng xuất trình hắn chư thiên, tàn lụi sau tàn vật còn thừa lại về điểm kia mà lực lượng, vừa vặn có thể bị chúng ta điều khiển. Trước mắt xem ra, quả thật như vậy, hắn nhẹ khẽ gật đầu, bất quá không sao. Cổ lực lượng này ở trước mắt tới xem, vẫn là nghịch thiên. Đủ coi mình lá bài tẩy. Ngay tại một người một thú lời nói để gặp, một bên Thu Xanh Mính tỉnh lại, thấy mình lại hết bệnh, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về Diệp Thần. Tỉnh. Tiểu Kỳ Lân ánh mắt híp lại thành một kẽ hở mà, Thu Xanh Mính làm sao cũng coi là mình ở nơi này thế gian tộc nhân duy nhất, dĩ nhiên là muốn hôn gần một chút, nói sau Kỳ Lân vực một nhóm, Thu Xanh Mính cũng vì cứu mình, từng sóng vai tác chiến. Ừ, Thu Xanh Mính hướng về phía Tiểu Kỳ Lân cười một tiếng, nhưng là có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng xem Diệp Thần. Không cần như vậy. Tựa hồ xem thấu Thu Xanh Mính áy náy, Diệp Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, tự mình lời nói, đối người bất kỳ, đều không có thể tùy tiện thổ lộ tình cảm sau này thì đồng nghĩa với người biến thành giao phó, ở giao phó sau lưng, thì không cách nào giao phó. Làm người bên người có đủ để phó thác tánh mạng người lúc đó. Vậy liền không cần nói tiếp những đạo lý này, lẫn nhau tự nhiên sẽ hiểu. Thu Xanh Mính cười khổ một tiếng, nhìn trước mắt Diệp Thần, hắn đáy mắt chỗ sâu toát ra lau một cái hâm mộ vẻ mặt, lúc này mới lên tiếng nói. Thật ra thì, ta lừa các ngươi. Ta cũng không phải là Kỳ Lân nhất tộc tộc nhân, hoặc là nói, vạn cổ trước cũng không hoàn toàn đúng, có chút trí nhớ ta cũng không có truyền thừa xuống, mình thân phận còn cần thánh kỳ trục cuốn xác nhận. Hơn nữa. Thánh kỳ trục cuốn cũng không ở trên người ta, ta chỉ là mô phỏng nó hơi thở, chân chính trục cuốn, cũng không ở Kỳ Lân vực bên trong xuất thế, nơi đó chỉ có một chút đầu mối mà thôi, chỉ hướng phương vị là một nơi gọi là chết u tặng đất địa phương. Thu Xanh Mính đỏ mặt, nhẹ giọng nói. Cái này sát phạt quả quyết, cho dù là sắp chết vỡ nhỏ đều không kêu một tiếng đau nam tử, giờ phút này nhưng là đỏ mặt. Diệp Thần tựa hồ đã sớm đoán được mấy phần. Nhẹ giọng nói, bỏ mặc ngươi có phải hay không Kỳ Lân nhất tộc tộc nhân, đã không trọng yếu. Tốt lắm, nếu sự việc đều giải quyết, chúng ta cũng nên rời đi. Trước đi một chuyến mất đi điện đi. Cùng lúc đó, ngoại giới. Đại nhân, không xong. Tư Đồng tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, chưa đến khi Giang Thiền Tử phản ứng, một cổ lực lượng mạnh mẽ chập chờn phóng lên cao, nguyên bản nguy nga lộng lẫy đại điện trong phút chốc ầm ầm sụp đổ. Thương khung lóe lên nhỏ mang, đó là kết giới lực lượng bị mở ra.
Đáng ghét, liên phá ngông kết giới đều không vây khốn bọn họ sao? Giang Thiền Tử mặt liền biến sắc, cái này là thật ngoài hắn dự liệu, sau đó, thân hình hắn hóa thành lau một cái lưu quang chui ra, hướng vậy phế tích chỗ bay vút. Vô tận phế tích bên trong, một bóng người dựng thân trên hư không, một đầu tự nhiên tóc tím cực kỳ rõ ràng, trong tay súng trường mũi nhọn vượt quá. Ngươi lại vẫn không có chết. Giang Thiền Tử thấy Thu Xanh Mính hoàn hảo không huyên xuất hiện, rất là bất ngờ, thần niệm lộ ra, cũng là yên lòng, chỉ có một mình hắn. Xem ra cái thằng nhóc đó, đã là ở phá ngông kết giới bên trong, lâm vào là bóng tối đầy tớ. Giao ra thánh kỳ trục cuốn, ta thả ngươi rời đi, thằng nhóc kia mệnh, coi như là để ngươi đi. Ta tổng được có cái giải thích tới giao nộp. Giang Thiền Tử âm nhu cười một tiếng. Giải thích. Thu Xanh Mính chân mày cao lại, cũng không cần, ta sẽ xách đầu ngươi, hướng phía sau ngươi người thỉnh cầu cái giải thích. Trong tay súng trường vặn một cái, giữa trời đất một đạo hùng hậu kỳ lân tiếng gào chấn triệt, thương khung chấn động. Vô dụng, nơi này kết giới, cho dù là chính xác tiên đế muốn cưỡng ép phá vỡ, cũng được phí một phen tay chân, ngươi mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng... Giang Thiền Tử khẽ gật đầu một cái, khinh thường nhìn Thu Xanh Mính, cách không một chút. Một cái màu vàng kim bút ngang trời cần phải hiện. Một khoản vẽ vật thực, một khoản đoạn chết. Chết. Giang Thiền Tử trong mắt bên trong thoáng qua một chút vẻ độc ác, trong hư không một cái màu máu đỏ chữ to hiện lên, bất ngờ là chết. Từng tầng một quỷ dị hư không đang không ngừng chồng lên, Thu Xanh Mính trước mặt không gian, ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ vặn vẹo, phảng phất là một khoản một càn khôn, vậy đắp không gian chi lực. Đụng một tí liền sẽ bị hút vào vô tận luân hồi bên trong. Rắc rắc, Thu Xanh Mính thân hình tại chỗ biến mất, liền hơi thở đều là sau đó cùng tản đi. Ha ha ha, ta phải đem thần hồn của ngươi, vĩnh hằng trục xuất, vĩnh rời u minh. Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm ở nơi này thong thả giữa trời đất truyền ra, đây chính là ngươi thủ đoạn. Oanh, hư không rạch ra, một đạo kinh thiên kiếm ý lúc này rơi xuống. Một kiếm này, tựa như trao đổi không không. Đồng thời, từng đạo màu đỏ tươi lửa mang nổi lên bốn phía, nhiệt độ kinh khủng hiện thế ngay tức thì, đem vốn là phế tích đều là sống sinh dung luyện, cùng theo Giang Thiền Tử vậy nửa vách đá thân thể, cùng nhau hóa thành bụi đất rơi xuống. À! Một tiếng kêu rên vang lên, đột nhiên cái này phiến linh lực trong thiên địa cũng là rối loạn, trên bầu trời lóe lên nhỏ mang hóa thành từng đạo sấm sét quanh quẩn. Theo Giang Thiền Tử bị thương, đại điện này cũng là dị tượng hoành sanh. Nếu như hắn bỏ mạng ở này, Diệp Thần không nghi ngờ chút nào, thậm chí tòa đại điện này liên tiếp không gian, cũng sẽ là ngay tức thì biến mất. Bất quá, hắn tin tưởng, Giang Thiền Tử sẽ không như vậy dễ chết tại tay mình. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị tiếp tục ra tay lúc đó, một giọng nói nhưng là ở trong đầu vang lên. Đó là Hạ Nhược Tuyết thanh âm. Diệp Thần. Thái thượng công đức chiến sứ giả tới thông báo cho, rất nhanh đem mở thái thượng công đức chiến, như nhận được tin tức, mau trở về tinh nguyệt thần điện. Diệp Thần biết ở chỗ này kéo hồi lâu, thái thượng công đức chiến cũng nên mở ra. Thái thượng công đức chiến quá trọng yếu. Không chỉ quan hệ đến không không lúc nào không và thế giới hiện thật mồi lửa, còn quan hệ đến ma đế và thái thượng thiên nữ sống chết. Hơn nữa, nơi này chiến đấu chập chờn đã đưa tới vô số cao thủ. Muốn tiếp tục giết Giang Thiền Tử đã không thể nào. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, đối Thu Xanh Mính nói, người giúp ta làm một chuyện, ta phải rời đi nơi này một hồi, người đi mất đi điện thông báo Quá Thần và Chu Uyên hai người, để cho bọn họ không nên rời khỏi mất đi điện, chờ ta trở về. Thu Xanh Mính muốn nói cái gì, nhưng cảm nhận được Diệp Thần nghiêm túc, vẫn là gật đầu nói, được. Một giây kế tiếp, hắn bóng người liền biến mất ở giữa trời đất. Mà Diệp Thần nhìn một cái này một mảnh phế tích, vẫn là hướng một phương hướng đi. Nơi đó là tinh nguyệt giới. Cùng Diệp Thần rời đi sau đó. Đáng ghét. Bụi bặm tới giữa, một đạo thân ảnh chậm rãi ngưng hình, Giang Thiền Tử sắc mặt âm trầm, mặt mũi tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Hắn không giống Diệp Thần như vậy, cho dù là có thể chân tay gãy sống lại, thần hồn tiêu hao cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Hắn lại là luân hồi chi chủ. Giang Thiền Tử tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt bên trong hiện lên qua một chút sợ hãi, vội vàng hướng sau lưng phế tích đi tới. Đáng chết! Vốn là phá ngông kết giới bên trong, trung tâm trên quảng trường, Giang Thiền Tử thân hình chỉ không ngừng run rẩy, đó là sợ hãi, lại là tức giận.
nguyên bản nơi này hết thảy, cũng không tồn tại nữa, nói cách khác, sư tôn tặng cho mình không không thời không lực lượng, bị mang đi. Không thể nào, không thể nào. Giang Thiền Tử mái tóc dài bù xù, thất thần hắn rất ngồi ở đất, làm sao đều là không nghĩ ra, mình tìm hiểu nghìn năm, thượng không được lá bài tẩy, nhưng là bị một tên tiểu tử trong thời gian ngắn ngủi như thế hủy diệt. Hắn không thể tiếp nhận. À, một ngụm máu tươi ho ra, bằng bạc sợi tóc tuột xuống đầu vai, ngay tức thì bạc đầu. Là ta đoán sai Thu Xanh Mính và Luân Hồi Chi Chủ bản lãnh, ta hẳn đoán được. Tư Đồng lúc này vậy đi ra, thanh âm run run truyền tới, bọn họ rời đi. Giang Thiền Tử lẩm bẩm một tiếng, rời đi, ta muốn bọn họ chết, cho dù là Luân Hồi Chi Chủ. Khí tức lãnh liệt làm chung quanh không gian đều là ngưng kết, Thư Đồng nơm nớp lo sợ, hắn đã rất lâu, không có gặp qua chủ tử nhà mình bộ dáng như vậy, lần trước vẫn là. Vậy chuyện đại sự, oanh, bước ra một bước, vậy nhìn như yếu đuối, tùy thời sẽ ngã xuống thân hình, nhưng là mơ hồ đem nơi đây đại lộ áp chế, mười phần khủng bố. Người cầm ta ngọc ấn, dựa theo kế hoạch hành động, thông báo đế nhà, vậy cùng nhau tham dự đi. Mất đi điện hai người đó, một khi bọn họ rời đi mất đi điện, liền lập tức động thủ. Ta cũng không tin bọn họ sẽ ở bên trong tránh cả đời. Giang Thiền Tử đưa lưng về phía Thư Đồng, quăng cho hắn một quả cùng tặng cho Thu Xanh Mính vậy cái vô cùng tương tự ngọc bội, dặn dò. Ngài, Thư Đồng lời đến khóe miệng, lại là miễn cưỡng nuốt trở vào, không dám nói nữa, đành phải gật đầu đáp ứng. Tinh Nguyệt Giới, cảm nhận được Diệp Thần hơi thở, Hạ Nhược Tuyết thời gian đầu tiên biến dạng hư không tới. Diệp Thần thấy Hạ Nhược Tuyết, đem hắn ôm vào trong ngực, sâu đậm hôn lên. Hồi lâu sau, hai người mới tách ra. Diệp Thần hỏi, Thái Thượng Công Đức Chiến muốn mở ra. Tư Thanh có hay không truyền tới tin tức? Hạ Nhược Tuyết lắc đầu một cái, không biết tại sao, còn không có. Xem ra kỳ Tư Thanh, trong chốc lát là không về được. Hạ Nhược Tuyết có chút thất vọng, thật may thiên cơ suy diễn dưới, vậy không bắt được nguy hiểm gì hơi thở. Kỳ Tư Thanh hiển nhiên là an toàn, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, vẫn không thể trở về. Thôi, nếu Thái Thượng Công Đức Chiến sắp mở, Tư Thanh vậy không trở về dấu hiệu, vậy chúng ta đi trước sáng chói tinh hải, tiếp nhận ban phúc, cùng Thái Thượng Công Đức Chiến chính thức bắt đầu, Tư Thanh có thể liền sẽ trở lại. Diệp Thần nói, được rồi, Hạ Nhược Tuyết không biết làm sao, nhưng cũng chỉ tốt như vậy. Lập tức, nàng sử dụng trước đây lấy được Thiên Tinh Cung lệnh bài. Rồi sau đó lấy thêm ra Tinh Nguyệt Thần Giáo lệnh bài. Thần kỳ một màn xuất hiện, hai tấm lệnh bài, lại kết hợp với nhau, tóe ra tinh nguyệt chói lọi, muôn vàn ánh sao ánh trăng hội tụ, cuối cùng lại trong hư không, triệu hoán ra một miếng tinh không cửa. Cánh cửa này, chính là đi thông sáng chói tinh hải sao? Diệp Thần khẽ cau mày. Đúng vậy, kêu Ngụy Dĩnh đi, chúng ta ba người cùng nhau. Hạ Nhược Tuyết ôn hòa cười nói. Cũng tốt. Diệp Thần tâm thần hơi rung động, sau đó liền kêu gọi Ngụy Dĩnh đi lên. Cuối cùng, Diệp Thần, Ngụy Dĩnh, Hạ Nhược Tuyết ba người, cùng bước vào tinh không cửa, xuyên qua đến một phiến xa lạ địa giới. Trước mắt, là một mảnh tối màu đỏ liên miên dãy núi, bên trong dãy núi một phiến tĩnh mịch, không có bất kỳ sức sống, hoa cỏ cây cối, chim côn trùng, không có gì cả, chỉ có một cái trong suốt linh chỉ đầm nước, tản mát ra hòa hợp hơi thở. Cái này linh chỉ đầm nước. Dĩ nhiên chính là sáng chói tinh hải, nước trong đầm có chút điểm linh quang dòng nước chảy ra, linh khí tương đương dư thừa. Nơi này là địa phương nào? Diệp Thần có chút ngạc nhiên nhìn bốn phía, hắn có thể cảm giác được, cái này mảnh đất giới, địa mạch ẩn chứa cực kỳ kinh khủng năng lượng, thậm chí để cho hắn có dũng khí bản năng sợ hãi cảm giác, thật giống như đánh hơi được nguy hiểm gì hơi thở. Xuyệt, Diệp Thần, nơi này chính là Tu La giới, luân hồi sáu giới một trong. Không nên lớn tiếng nói chuyện, miễn được đã quấy rầy Tu La giới bên trong cường giả. Hạ Nhược Tuyết làm một ra dấu chớ có lên tiếng, thấp giọng nói. Tu La giới, chúng ta Tinh Nguyệt Thần Giáo thần vật, sáng chói tinh hải, tại sao lại ở đây cái địa phương? Diệp Thần lấy làm kinh hãi, Tu La giới, chính là luân hồi sáu giới một trong, cũng là vì mai táng luân hồi mà sống. Luân hồi sáu giới, chính là địa ngục giới, chúng sanh giới, quỷ vương giới. Vạn yêu giới, thần thiên giới, Tu La giới. Đến trước mắt mới ngưng, trước mặt năm giới nhân quả, Diệp Thần đều đã tiếp xúc qua, chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới,
cái cuối cùng tu la giới, lại có thể cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình, thậm chí hắn vô tình liền chuyển kiếp tới. Tinh Nguyệt Thần Giáo thần vật, sáng chói tinh hải, lại là tọa lạc tại chỗ này. Hạ Nhược Tuyết thấp giọng nói, sáng chói tinh hải một mực đều ở chỗ này, ta ở bên ngoài không cùng ngươi nói mà thôi, sợ kích động thiên cơ. Năm đó, Thanh Nguyệt Nữ Đế và Thiên Tinh Cung sư tổ, vậy chính là nàng sư tỷ, bất ngờ đánh rơi đến tu la giới, biến chứng hiện sáng chói tinh hải. Cái này sáng chói tinh hải nơi tới, là tu la giới bên trong biên thủy tử địa, chiến trường thượng cổ phế tích, vạn cổ tới nay, đều không người đến gần qua. Cái này sáng chói tinh hải, rất có thể là thượng cổ đại chiến sau đó, không gian tan vỡ, không linh khí tiết lộ, nổi lên đi ra ngoài, có đặc biệt khí tức bàng bạc. Năm đó, Thanh Nguyệt Nữ Đế và nàng sư tỷ chung nhau đạt được sáng chói tinh hải ban phúc, từ đó trở thành một đại tông sư, nhưng, các nàng cũng không dám mang đi cái này thần vật, sợ làm động tới địa mạch, bị tu la giới cường giả phát hiện, cho nên một mực cầm cái này thần vật, lưu lại nơi này địa phương. Diệp Thần nghe cái này cổ xưa bí mật, rất là ngạc nhiên, nói, không nghĩ tới cái này sáng chói tinh hải, lại có đoạn này sâu xa. Ngụy Dĩnh nhưng có chút lo âu, nói, vậy chúng ta ở chỗ này tiếp nhận ban phúc, biết hay không kinh động tu la giới. Hạ Nhược Tuyết lắc lắc đầu nói, sẽ không, nơi này là biên thủy tử địa, tuyệt đối phế tích, là tu la giới cấm địa, căn bản không người sẽ đến, không cần lo lắng. Nói xong, Hạ Nhược Tuyết liền là đặc biệt to gan, trực tiếp cởi xuống quần áo, lộ ra cả người trắng nõn mịn màng da thịt, rồi sau đó sải bước đi đến sáng chói tinh trong biển, trực tiếp ngâm cua, lại hướng Diệp Thần và Ngụy Dĩnh vẫy vẫy tay. Diệp Thần, Ngụy Dĩnh, các ngươi vậy mau tới, chớ trì hoãn thời gian. Ngụy Dĩnh nga một tiếng, vậy cởi xuống quần áo, đi hết sức đầm nước bên trong đi. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, vậy rất nhanh tháo xuống mình ăn mặc, nhảy vào đi cùng hai cô gái ôm nhau. Mặc dù Hạ Nhược Tuyết nói, sáng chói tinh hải bốn phía không người, tuyệt đối an toàn. Nhưng, Diệp Thần vẫn là không dám nháo được quá lớn tiếng, cùng hai cô gái ở trong nước si quấn, vậy duy trì ôn nhu nhất tư thái. Si quấn tới giữa, sáng chói tinh hải linh khí, không ngừng hội tụ đến Diệp Thần trên mình. Diệp Thần trong lòng chỉ có một cái chữ. Thoải mái. Như vậy ngâm ba ngày, ở sáng chói tinh hải linh khí bồi bổ hạ, Diệp Thần, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh ba người, tu vi đều có tinh tiến. Diệp Thần vẫn là bách gia cảnh 6 tầng thiên, nhưng đã bước ra một bước dài, khoảng cách 7 tầng thiên cũng không xa. Cùng lần này Thái Thượng Công Đức Chiến kết thúc, Diệp Thần có lòng tin tấn thăng đột phá. Hạ Nhược Tuyết cùng Ngụy Dĩnh hai cô gái, cùng Diệp Thần ba ngày vui vẻ, tâm tình cũng là tương đối vui vẻ, chỉ tiếc Kỳ Tư Thanh không có ở đây, thiếu một người, cuối cùng có chút tiếc nuối. Mà vậy sáng chói tinh hải linh khí, ở ba người hấp thu hạ, linh khí ánh sáng cũng là lãnh đạm rất nhiều. Hạ Nhược Tuyết có chút thương tiếc, thở dài nói, sợ rằng không bao lâu, cái này sáng chói tinh hải, thì sẽ hoàn toàn hao hết năng lượng, tiêu tán ở giữa trời đất. Diệp Thần ôm Hạ Nhược Tuyết thân thể, cười nói, không sao, dù sao chỗ tốt chúng ta đã lấy được. Hạ Nhược Tuyết trong đầu nghĩ cũng vậy, chính là thư thái cười một tiếng, nói, cũng vậy, vậy chúng ta trở về, Thái Thượng Công Đức Chiến bắt đầu ngày, cũng sắp đến rồi. Diệp Thần gật đầu một cái, lập tức mang Hạ Nhược Tuyết cùng Ngụy Dĩnh, rời đi nơi đây, lần nữa trở lại Tinh Nguyệt Giới. Ba ngày này thời gian, vô kinh vô hiểm, cũng không có gặp gỡ tu la giới cường giả. Ngược lại là để cho Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại Thái Thượng Công Đức Chiến sắp tới, hắn dĩ nhiên là chẳng muốn chọc phiền toái gì. Diệp Thần ca ca, các ngươi trở về. Ba người trở lại một cái Tinh Nguyệt Giới, nhưng gặp Võ Giao tung tăng chạy tới, hướng bọn họ gọi. Võ Giao muội muội, thế nào? Diệp Thần mỉm cười nói. Võ Giao nói, Tử Hoàng Tiên Cung bên kia lại phái người truyền tới thông báo, nói Thái Thượng Công Đức Chiến tướng mở. Kêu các ngươi những người dự thi này, có thể lên đường trước lên đường, chiến trường điểm kêu hỏa thần giới, ta hỏi bọn họ hỏa thần giới ở nơi nào, bọn họ nói tọa độ không thể tiết lộ. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, không tiết lộ tọa độ, chúng ta làm sao đi? Võ Giao nói, bọn họ nói, Thiên Cổ Thành có cái truyền tống trận, là duy nhất đi hỏa thần giới lối đi, các ngươi có thể từ Thiên Cổ Thành đi qua. Vừa nói đưa cho Diệp Thần một tấm bản đồ. Diệp Thần nhận lấy bản đồ. Nhất thời liền bắt được Thiên Cổ Thành tọa độ, chân mày nếp nhăn được sâu hơn, nói, lại còn muốn ngoài ra truyền tống như thế phiền toái,
Tử Hoàng Tiên Cung đang làm cái gì, còn có vậy hỏa thần giới, lại là địa phương nào? Hạ Nhược Tuyết nói, hỏa thần giới, truyền thuyết là đạo đức thiên tôn, lấy thế giới hiện thật mồi lửa làm căn cơ, tự tay mở ra đi ra ngoài thế giới, cũng là bảo vệ mồi lửa một màn ảnh lớn chướng. Hạ Nhược Tuyết chấp trưởng Tinh Nguyệt Thần Giáo, biết nghe, hiển nhiên so Diệp Thần phong phú nhiều. Cái này hỏa thần giới truyền thuyết, Diệp Thần chưa từng nghe qua, nhưng Hạ Nhược Tuyết lại có nghe thấy. Nói cách khác, cái này hỏa thần giới, là thành lập ở mồi lửa phía trên thế giới. Diệp Thần một hồi ngạc nhiên, hắn biết mồi lửa trọng yếu, vô luận thế giới hiện thật, vũ trụ tinh không, làm sao biến hóa, sinh sôi cũng tốt, hủy diệt cũng được, mồi lửa đều sẽ không tắt. Chỉ cần mồi lửa năng lượng còn ở, vũ trụ coi như hủy diệt, cũng sẽ ở trong cho bụi sống lại. Tử Hoàng Tiên Cung sứ mạng, đang là thủ hộ thực tế mồi lửa. Hạ Nhược Tuyết nói, đúng vậy, lần này Thái Thượng Công Đức Chiến, lại có thể ở hỏa thần giới cử hành, Tử Hoàng Tiên Cung cũng không sợ thương tổn tới mồi lửa sao. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, đạo đức thiên tôn chính là thế ngoại cao nhân, thần bí khó lường, hắn như thế an bài, nhất định có đạo lý của hắn. Chúng ta vẫn là mau sớm đi hỏa thần giới, hơi lớn chiến chuẩn bị sẵn sàng. Thái Thượng Công Đức Chiến, đối Diệp Thần mà nói, vô cùng trọng yếu, hắn nhất định phải đoạt được hạng nhất. Chỉ có lấy được hạng nhất, mới có thể cứu thiên nữ, cứu ma đế, tự thân mới được đại khí vận thêm thân, đi đối kháng vạn khư. Được, vậy chúng ta lên đường đi. Hạ Nhược Tuyết cũng là gật đầu nói. Diệp Thần liền cùng Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, triệu tập Tinh Nguyệt giới bên trong, nhận được công đức chiến mời các đệ tử, chuẩn bị lên đường, muốn cùng đi Thiên Cổ Thành, chuẩn bị tham gia Thái Thượng Công Đức Chiến. Nhâm Phi Phàm, Lá Tà Thần, Ma Đế các người đi ra đưa tiễn. Nhâm Phi Phàm nói, Diệp Thần, ta đã gặp qua đạo đức thiên tôn, hắn vậy đáp ứng, sẽ đem sạch sẽ tim tuyết liên thả vào hạng nhất khen thưởng bên trong đi, chỉ cần lần này Thái Thượng Công Đức Chiến, người có thể bắt được hạng nhất, liền có thể được sạch sẽ tim tuyết liên. Diệp Thần tâm thần nhiệt huyết rung động, ta biết, Nhâm tiền bối, Ma Đế, ta sẽ hết sức. Sạch sẽ tim tuyết liên, là để cho Ma Đế hoàn toàn giải quyết hồn loại nguy cơ linh vật, Diệp Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ma Đế than thở một tiếng, lại là cảm kích nói, Diệp Thần, lần này liền nhờ ngươi, ngươi không muốn cho mình áp lực quá lớn, coi như không lấy được vậy không quan hệ. Dừng một chút, hắn kéo mưa ao giao tay, cười nói, ta có thể cùng ao giao thành hôn. Đời này đã không có tiếc nuối. Lá Tà Thần nói, cháu trai, người ở Thái Thượng Công Đức Chiến bên trong, muốn đặc biệt chú ý quay về Trần, tên kia khó đối phó. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nhớ tới ở Ma Đế trên hôn lễ, quay về Trần phủ xuống cường hãn dung mạo, cũng là một hồi kiêng kỵ, nói, yên tâm đi, ra ra, ta sẽ chú ý. Lần trước có thể đánh bại quay về Trần, Diệp Thần cuối cùng là dựa vào một chút vận khí. Lần này, nếu như hai người tái đấu mà nói, ai chết vào tay ai, liền rất khó nói. Muốn đến quay về Trần thất bại sau đó, mà tổ vô thiên vậy sẽ tăng tốc độ dung hợp tiến trình, để cho quay về Trần đổi được lợi hại hơn. Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ tới điều gì mở miệng nói, ra ra, không không thời không cường giả cũng có thể vượt qua thời không sông dài sao. Lá Tà Thần nghe được vấn đề này, đột nhiên ngẩn ra, hỏi tại sao đột nhiên hỏi như vậy. Diệp Thần liền đem mình ở hỗn độn không gian và huyền yêu giới, thậm chí còn kỳ lân giới sự việc nói một lần. Sau khi nói xong, Diệp Thần có thể cảm nhận được Gia Gia và Nhâm Phi Phàm thần sắc ngưng trọng. Mấy hơi thở sau đó, Lá Tà Thần mở miệng nói, người gặp phải người thần bí nhân, có lẽ đang bố trí, từ hắn hành vi tới xem, hắn thuộc về luân hồi trận doanh, đối ngươi không có uy hiếp, trọng yếu hơn chính là, hắn dính liền võ tổ nhân quả, người thành tựu võ tổ đệ tử. Hắn giúp ngươi. Còn như không không lúc nào không và hỗn độn không gian, rốt cuộc chuyện gì xảy ra biến đổi lớn, ta gặp mặt Nhâm Phi Phàm cùng điều tra, dưới mắt, ngươi muốn làm chính là tham gia Thái Thượng Công Đức Chiến, bắt lại thứ nhất. Bất quá cháu trai, hỗn độn kỳ lân có thể không dùng tới liền không dùng tới, chỉ ít ở Thái Thượng Công Đức Chiến không nên động dùng. Diệp Thần nghe được câu này, cũng là rõ ràng ra ra dụng ý. Hỗn độn kỳ lân thế gian chỉ có một con, mà Thái Thượng Công Đức Chiến thế lực tham gia quá nhiều, một khi bại lộ hỗn độn kỳ lân, mình tất nhiên nguy hiểm hơn. Hắn bây giờ thụ địch không phải là Vũ Hoàng Cổ Đế, Vô Thiên, Lá Lâm Uyên Vân. Vân, nếu như bại lộ hỗn độn kỳ lân,
sợ rằng càng nhiều hơn thế lực sẽ muốn chu diệt mình. Nếu thật như vậy, vậy quá trên công đức chiến, mình tất nhiên sẽ trở thành là công địch. Nghĩ rõ ràng hết thảy, Diệp Thần mắc đi cầu niệm câu thông võ đạo luân hồi trong bản vẽ Tiểu Kỳ Lân. Tiểu Kỳ Lân mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn là nói, chủ nhân, vậy ta trước bế quan tiếp tục tu tập thôn thiên thuật, hy vọng chờ ta xuất quan lúc đó, có thể giúp ngươi xóa bỏ chướng ngại. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu. Nhâm Phi Phàm gặp sự việc giao phó cũng không xê xích gì nhiều, liền nói, đi đi, ta chờ ngươi khải hoàn. Diệp Thần nói, Lập tức, Diệp Thần tạm biệt đám người, liền cùng Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh các loại, chung nhau đi thiên cổ thành. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh vọt ra. Chính là hồi lâu không thấy Chỉ Phi Tuyết. Chỉ Phi Tuyết vốn là dựa theo thứ hai yêu cơ ý nguyện, phải bảo vệ Diệp Thần tới Thái Thượng Công Đức Chiến. Nhưng bởi vì Diệp Thần phải đi hoàn thành quá thần và trụ uyên nhân quả, hơn nữa Chỉ Phi Tuyết trước bị thương, hắn liền không để cho đối phương bảo vệ, lại là để cho hắn tại thiên địa hồ và tinh nguyệt giới chữa thương, hôm nay tên này làm sao đi ra. Chỉ Phi Tuyết đuổi kịp Diệp Thần, nghiêm túc nói, ta bây giờ thương thế đã khôi phục, thậm chí mơ hồ có đột phá hơi thở, ta chức trách liền là bảo vệ ngươi, đoạn thời gian này không có bảo vệ ngươi, ta đã vi phạm tín niệm, tiếp theo, để cho ta đi theo ngươi. Đi thiên cổ thành, sẽ không như vậy dễ dàng, chân thực không được, ta liền ở thiên địa hồ bên trong, ngươi như có nhu cầu, lại kêu ta đi ra. Diệp Thần suy nghĩ một chút, liền đáp ứng, được. Sau đó, hư không biến dạng, ngay lập tức tới giữa, Diệp Thần các người, chính là đi tới thiên cổ thành ra. Thiên cổ thành, chỗ đạo đức thiên giới biên cương, là trung lập tồn tại, vừa không thuộc về chính phái, vậy không thuộc về tà phái. Nhưng gần đây trên phố có truyền thuyết, thiên cổ thành thành chủ Uất Trì Liệt, tựa hồ có muốn đầu dựa vào tà phái ý. Diệp Thần đám người đi tới thiên cổ thành bên ngoài, liền thấy vô cùng cảnh tượng náo nhiệt. Chỉ gặp từng cái hơi thở cường hãn võ giả, ở cửa thành xếp hàng, lục tục vào trong thành, đội ngũ kia thật dài một đoạn lớn, đầu đuôi không gặp nhau, tất cả đều là người. Trong này, không thiếu cường giả. Có thể bị Tử Hoàng Tiên Cung mời tới tham gia Thái Thượng Công Đức Chiến, tuyệt không phải hạng người bình thường, thả vào toàn bộ Thái Thượng trong thế giới đi, đều là hạng nhất lưu tồn tại. Chúng ta vậy xếp hàng đi. Diệp Thần không biết làm sao cười một tiếng, cũng chỉ tốt mang Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh các người xếp hàng. Đội ngũ đặc biệt chi trưởng, hơn nữa vào thành thủ tục khá là rườm rà, cần ghi danh, còn muốn kiểm tra đạo tâm thiện ác, nếu như có người mưu đồ gây rối, muốn làm xảy ra cái gì phá hoại mồi lửa cử động. Lập tức cũng sẽ bị đuổi ra ngoài, hơn nữa vĩnh cửu bị Tử Hoàng Tiên Cung kéo vào danh sách đen, sau này cũng không có tham gia Thái Thượng Công Đức Chiến cơ hội. Như vậy thủ tục rườm rà, tự nhiên đưa đến xếp hàng thời gian, cũng là lớn lớn kéo dài. Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết các người, từ buổi sáng xếp hàng, một mực xếp hàng buổi tối, mới đến phiên bọn họ. Canh giữ ở thiên cổ thành cửa thành, cũng không phải là cái gì phổ thông vệ binh. Mà là 4-5 cái hơi thở nhìn như cường hãn vô cùng trưởng lão. Ồ, đây không phải là luân hồi chi chủ sao? Một cái trưởng lão tay cầm một mặt gương đồng pháp bảo, phát ra tiếng hô. Chung quanh võ giả ánh mắt, nhất thời đồng loạt hội tụ đến Diệp Thần trên mình, thấp giọng nghị luận. Thằng nhóc này chính là luân hồi chi chủ. Xem hắn một bộ bình thường không có gì lạ hình dáng, thật giống như vậy không có gì đặc biệt hơn người. Im miệng đi. Không thấy người khác cố ý ẩn núp hơi thở sao? Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, xem ra trưởng lão kia trong tay gương đồng pháp bảo, có chiếu gặp chân thật hiệu quả, lại có thể nhìn ra hắn thân phận. Thật ra thì, Diệp Thần đã tận lực ẩn núp luân hồi hơi thở, liền thì không muốn dụ cho người nhìn chăm chú. Ta thân phận không trọng yếu, thư mời ở chỗ này, chúng ta có thể tiến vào chưa? Diệp Thần thần sắc lãnh đạm, cũng không để ý người chung quanh ánh mắt. Cầm ra Tử Hoàng Tiên Cung thư mời, ném cho vậy thủ thành trưởng lão. Hạ Nhược Tuyết và Ngụy Dĩnh các người, vậy mỗi người giao ra thư mời. Vậy mấy cái thủ thành trưởng lão, nhìn nhau một mắt, rồi sau đó vậy cầm gương đồng pháp bảo trưởng lão, cười hắc hắc, nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, người khác có thể đi vào, nhưng ngươi không thể. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói tại sao? Trưởng lão kia nói, truyền thuyết luân hồi huyết mạch. Có 102 chư thiên, không người có thể so sánh, ta thiên cổ thành miếu nhỏ, không tha cho luân hồi uy nghiêm, xin ngươi hãy khác tìm kiếm đường.
Diệp Thần trầm giọng nói, ngươi lời này có ý gì, ta có thư mời, ngươi cũng không cho ta vào thành. Ngươi dám phá hoại Tử Hoàng Tiên Cung quy củ. Trưởng lão kia cười hắc hắc, nói quy củ mà, bất quá là người định, nhất gần ngàn năm, Tử Hoàng Tiên Cung thế tục tạp vụ, do Đa Bảo Thiên Quân đại nhân chấp trưởng, muốn đến hắn biết chúng ta cự tuyệt ngươi, cũng là sẽ không trách tội. Diệp Thần nghe đến chỗ này, nhất thời mắt bốc lửa giận, nói, nguyên lai là Đa Bảo Thiên Quân vậy lão tặc mau sai khiến các ngươi. Chung quanh các võ giả, nghe được Diệp Thần lại dám trực tiếp nhục mạ Đa Bảo Thiên Quân, đều là kinh hãi. Đa Bảo Thiên Quân thân phận tôn quý bực nào, ai dám nhục mạ hắn, vậy cùng tự tìm cái chết kém không nhiều. Trưởng lão kia hoảng hốt vội nói, ngươi có thể không nên nói bậy nói bạ, ta Thiên Cổ Thành công bình làm, và tránh tà hai phái cũng không quan hệ. Chỉ là ngươi luân hồi khí vận quá lớn, ta không thể thả ngươi vào thành, nếu không ngươi ảnh hưởng trong thành trật tự, thậm chí để cho truyền tống trận mất đi hiệu lực, để cho mọi người cũng không đi được hỏa thần giới, há chẳng phải là gai gâu. Diệp Thần hít sâu một hơi, biết cùng cái này trưởng lão tranh cãi, cũng là vô ích, thậm chí chỉ sẽ hạ xuống thân phận mình. Dừng một chút, Diệp Thần trong lòng có ý tưởng, ngoắc ngoắc tay, gọi tới dưới quyền đệ tử, nói, ngươi đi Vạn Hoa Trang một chuyến, kêu. Hắn vốn muốn nói phải gọi thứ hai yêu cơ tới đây, nhưng lúc này, chỉ nghe một đạo giọng nữ vang lên, nói, đã xảy ra chuyện gì? Ai muốn ngăn trở luân hồi chi chủ? Chỉ gặp một cái quần đỏ cô gái, mang mấy tên thủ hạ, đi nhanh tới, lại là thiên tinh trong cung Phạm Tinh Nghiên. Diệp Thần thấy Phạm Tinh Nghiên, rất là bất ngờ, nói, là ngươi. Hắn ở Phạm Tinh Nghiên trên mình, lại bắt được thứ hai yêu cơ mùi, đặc biệt là trên môi và trên ngực. Mùi đặc biệt là rõ ràng dày đặc. Vậy mấy cái thủ thành trưởng lão, cũng không nhận được Phạm Tinh Nghiên, nhưng gặp nàng có tiên quân cấp hơi thở, nên cũng không dám khinh thường. Một cái trong đó trưởng lão nói, cô nương là người nào, luân hồi chi chủ nhân quả, sợ rằng còn chưa tới phiên cô nương nhúng tay. Phạm Tinh Nghiên cười một tiếng, nói ta hết lần này tới lần khác muốn nhúng tay, ta lấy Tử Hoàng Tiên Cung chính phái lãnh tụ danh nghĩa mệnh lệnh các ngươi, lập tức thả luân hồi chi chủ đi vào. Vậy mấy trưởng lão vừa nghe, nhất thời vui vẻ cười to, nói, ngươi cô bé này, là thứ gì, cũng dám bốc lên gọi chính phái lãnh tụ, ngươi dựa vào cái gì bảo chúng ta thả người. Phạm Tinh Nghiên khẽ mỉm cười, móc ra một tấm lệnh bài, ở trong tay dương dương lên, nói, chỉ bằng sư phụ ta là Trùng Dương chân nhân. Chỉ gặp nàng trên lệnh bài mặt, in một vòng mặt trời gay gắt đồ đằng phía dưới lại có hai cái chữ to màu vàng, là Trùng Dương hai chữ. Vậy mấy cái thủ thành trưởng lão, vừa nhìn thấy tấm lệnh bài này, lập tức kinh hãi thất sắc, cùng kêu lên hô, Trùng Dương lệnh. Phạm Tinh Nghiên cười nói, Trùng Dương lệnh ở chỗ này, như sư phụ ta Trùng Dương chân nhân đích thân tới, các ngươi còn không mau mau quỳ xuống. Vậy mấy cái thủ thành trưởng lão, kinh hoàng thất thố, lập tức quỳ xuống. Chung quanh các võ giả, cũng là vô cùng giật mình nhìn Phạm Tinh Nghiên, không nghĩ tới nàng lại có thể lấy ra Trùng Dương lệnh. Đây chính là Tử Hoàng Tiên Cung chính phái lãnh tụ, Trùng Dương chân nhân tín vật. Cái này Thiên Cổ Thành, chỗ đạo đức thiên giới, bị Tử Hoàng Tiên Cung quản hạt. Mà ở Tử Hoàng Tiên Cung bên trong, thế tục địa vị tối cao, một cái là tà phái lãnh tụ Đa Bảo Thiên Quân, một cái khác chính phái lãnh tụ Trùng Dương chân nhân. Còn như trưởng giáo đạo đức thiên tôn, chính là siêu thoát thế tục, cho tới bây giờ bỏ mặc tạp vụ, ở hắn trong mắt, chỉ cần mồi lửa bất diệt. Thế giới hiện thật làm sao ẩu tả, hủy diệt cũng tốt, phồn vinh cũng được, đều là xem như mây khói, ở vô hạn kỷ nguyên năm tháng sông dài bên trong, không đáng giá để ra. Nói cách khác, Đa Bảo Thiên Quân và Trùng Dương chân nhân, ở đạo đức thiên giới giang hồ thế tục bên trong, chính là cao nhất nắm giữ, ai cũng không dám đắc tội bọn họ. Diệp Thần cũng là kinh ngạc nhìn Phạm Tinh Nghiên, nói Trùng Dương chân nhân là sư phụ ngươi. Một cái quỷ dưới đất trưởng lão. Ngẩng đầu lên nói, cô nương, ngươi khi nào thì thành Trùng Dương chân nhân học trò? Theo ta biết, Trùng Dương chân nhân tựa hồ cho tới bây giờ không thu học trò. Hắn tự nhiên sẽ không hoài nghi Phạm Tinh Nghiên thân phận, nàng khẳng định chính là Trùng Dương chân nhân học trò, tuyệt sẽ không giả mạo. Nếu như có người dám giả mạo mà nói, lập tức liền sẽ kích động thiên cơ, bị Trùng Dương chân nhân phát hiện, người sau chỉ cần động một cái niệm, liền có thể giết người tại ngàn ngoài vạn dặm. Trưởng lão kia chỉ là nghi ngờ, không biết Trùng Dương chân nhân lúc nào, lại thu một tên học trò. Phạm Tinh Nghiên cười nói, được rồi, ta cũng là hôm qua mới vừa bái sư. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống,
trong mơ hồ bắt được thiên cơ, nói, là yêu cơ cô nương tiến cử. Trong sâu thẳm, Diệp Thần nhìn thấu đầu mối. Phạm Tinh Nghiên có thể trở thành Trùng Dương chân nhân học trò, rất có thể chính là bởi vì có thứ hai yêu cơ tiến cử. Phạm Tinh Nghiên nghe được Diệp Thần mà nói, nhất thời gò má một đỏ, nói, ngươi làm sao biết? Ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, ta và yêu cơ tỷ tỷ, chỉ là bạn bình thường. Diệp Thần mỉm cười nói, ta biết, chỉ là không nghĩ tới, Trùng Dương chân nhân vạn thế không thu học trò, ngày hôm nay lại có thể thu ngươi làm đồ đệ. Phạm Tinh Nghiên nói, ta thiên phú cũng không kém, ta làm học trò hắn, cũng sẽ không bôi nhỏ hắn. Diệp Thần cười nói, đây là tự nhiên, Phạm tiểu thư thiên phú võ đạo, ta cũng là bội phục. Phạm Tinh Nghiên cũng là cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía vậy mấy cái quỷ dưới đất trưởng lão, nói, hiện tại, các ngươi có thể thả luân hồi chi chủ tiến vào sao? Vậy mấy cái thủ thành trưởng lão, hết sức lo sợ, không ngừng bận rộn nói, hết thảy đều nghe cô nương phân phó. Phạm Tinh Nghiên là Trùng Dương chân nhân học trò, bọn họ cũng không dám đắc tội. Dừng một chút, lại có trưởng lão nói, ta thiên cổ thành thành chủ, ngày mai đem cử hành vạn kiếm đại hội, cô nương có hứng thú tham dự sao? Giọng nói mang một chút lấy lòng mùi vị. Phạm Tinh Nghiên nói, cái gì vạn kiếm đại hội, cô nương ta không có hứng thú. Nàng hướng Diệp Thần nháy mắt, nói, đi thôi, chúng ta nhanh đi hỏa thần giới, công đức chiến muốn chặt. Diệp Thần gật đầu một cái, thái thượng công đức chiến sắp tới, lúc này không thích hợp gây thêm rắc rối, vẫn là mau sớm chạy tới hỏa thần giới, là công đức chiến chuẩn bị sẵn sàng thì tốt hơn. Lập tức, Diệp Thần mang Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh các người, đi theo Phạm Tinh Nghiên, cùng xuyên qua thành chủ, bước vào thiên cổ thành bên trong. Ngoài thành rất nhiều các võ giả, nhìn bọn họ rời đi bóng người, đều là xì xào bàn tán. Lần này thái thượng công đức chiến, có luân hồi chi chủ tham dự, nhất định có thể so với trước kia náo nhiệt rất nhiều. Diệp Thần các người đi vào trong thành, chỉ gặp thành khu bên trong, tiếng người huyên náo, phồn vinh hưng thịnh, hai bên đường phố là từng cái một than đương, phía trên bày bán trước rất nhiều thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, thậm chí có vĩ đại thần vật tồn tại. Thiên cổ thành thành tựu trạm trung chuyển, theo thái thượng công đức chiến ngày càng gần, nơi đây nhất định là náo nhiệt, rất nhiều võ giả đều là lưu luyến quên trở lại. Lại có phủ thành chủ vệ binh, ở phân phát trước từng tờ một truyền đơn, muốn mời các phe võ giả, tham gia ngày mai phủ thành chủ cử hành vạn kiếm đại hội. Diệp Thần nhận lấy truyền đơn vừa thấy, lúc đầu cái này vạn kiếm đại hội, cũng không phải là cái gì cùng kiếm tương quan hội họp lớn, mà là vào một bộ pháp y có liên quan. Vậy bộ pháp y, tên là vạn kiếm pháp bào, truyền thuyết là một vị viễn cổ đại năng lưu lại, lực phòng ngự vô cùng là cường hãn, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Vạn pháp không phá, thậm chí có thể chống đỡ không không thời không hơi thở. Chỉ tiếc, vậy vạn kiếm trên pháp bào mặt, có một tầng phong ấn cấm chế, cho dù là vô lượng cảnh cao thủ, cũng khó mà mở ra. Phủ thành chủ cử hành vạn kiếm đại hội, là muốn mời các phe võ giả, hợp mưu hợp sức, đánh vỡ phong ấn cấm chế. Trên truyền đơn nói rất rõ, ai có thể phá phong ấn, vạn kiếm pháp bào là thuộc về ai. Trước mắt, ở thiên cổ thành bên trong võ giả, rất lớn một phần chia, đều là chuẩn bị đi tham gia thái thượng công đức chiến. Dám đi tham chiến, tự thân tất nhiên có hơn người thực lực. Nếu như hợp mưu hợp sức, đúng là có rất lớn cơ hội, có thể phá ra vậy vạn kiếm pháp bào phong ấn. Diệp Thần, cái này vạn kiếm đại hội, chúng ta phải đi tham dự sao? Hạ Nhược Tuyết cũng nhìn thấy trên truyền đơn nội dung, có chút do dự hỏi. Diệp Thần vốn muốn nói không đi. Dẫu sao thái thượng công đức chiến muốn chặt, nhưng trong sâu thẳm, tim hắn chợt giật mình, bắt được một chút quen thuộc thiên cơ. Vậy lại có thể cùng hư phong linh tổ có liên quan? Hư phong linh tổ, chẳng lẽ cái này vạn kiếm pháp bào, là hư phong linh tổ pháp y? Diệp Thần con ngươi hơi co rúm một cái, nháy mắt tới giữa, dòm ngó gặp được cổ xưa thiên cơ hình ảnh. Ngày xưa, đà đế cổ thần hạ xuống, huy động thiên tội cổ kiếm, muốn chém giết hư phong linh tổ. Nhưng, hư phong linh tổ dựa vào vạn kiếm pháp bào, nhưng rất miễn cưỡng chặn lại thiên tội cổ kiếm sát phạt, chỉ là bị thương, cũng không có bị giết chết. Cuối cùng, hư phong linh tổ chạy nạn đến thế giới hiện thật, vậy vạn kiếm pháp bào vậy tiếc nuối thất lạc. Thiên tội cổ kiếm, đây chính là cường đại nhất thần khí, sát phạt mũi nhọn hạng ác liệt. Vậy vạn kiếm pháp bào, lại có thể chống đỡ thiên tội cổ kiếm sát thương, lực phòng ngự cường hãn,
có thể tưởng tượng được. Diệp Thần tại chỗ liền kinh hãi, không nghĩ tới hư phong linh tổ vạn kiếm pháp bào, lại có thể lưu lạc đến thiên cổ thành bên trong. Nếu là lấy được vạn kiếm pháp bào, há không phải có thể chống lại thiên tội cổ kiếm mũi nhọn. Diệp Thần tim đập, nhất thời ra tốc đứng lên. Diệp Thần, người thế nào? Hạ Nhược Tuyết gặp Diệp Thần thần sắc khác thường, mày liễu khẽ nhíu, hỏi. Diệp Thần còn không trả lời, Phạm Tinh Nghiên nhưng đem hai trong tay người truyền đơn đoạt lấy, trực tiếp xé thành hai nửa, ném xuống đất, khá có chút khinh thường nói, cái gì vạn kiếm đại hội, ta xem là đa bảo thiên quân, cố lộng huyền hư trò lừa bịp, muốn chỉ hoãn chúng ta thời gian thôi, chúng ta vẫn là lập tức đi hỏa thần giới, là thái thượng công đức chiến làm chuẩn bị. Nghe vậy, Diệp Thần khẽ cau mày, nếu như vậy vạn kiếm pháp bào, chỉ là phổ thông pháp bảo nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không quan tâm. Nhưng hiện tại, trong sâu thẳm, Diệp Thần bắt được thiên cơ, dòm ngó thấy vạn kiếm pháp bào chân tướng, hắn há có thể thờ ơ. Vậy vạn kiếm pháp bào, nhưng mà đã từng hư phong linh tổ pháp y, thậm chí đủ để chống lại thiên tội cổ kiếm mũi nhọn, trọng yếu như vậy bảo vật, hắn có thể không muốn bỏ qua. Chúng ta chia binh hai đường, Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, các ngươi đi theo Phạm Tiểu Thư, đi trước hỏa thần giới, ta lưu lại, xem vậy vạn kiếm đại hội lai lịch. Diệp Thần trầm ngâm một hồi, chính là nhanh chóng làm xong quyết định. Hạ Nhược Tuyết và Ngụy Dĩnh, nghe được Diệp Thần lời này, đều là kinh hãi. Phạm Tinh Nghiên cũng là một hồi giật mình, nói cái gì, người muốn một chỉ lưu lại tới. Vạn nhất uất chỉ liệt ghim ngươi ra tay làm thế nào? Ta nhận được tin tức đáng tin, hắn đã chuẩn bị đầu dựa vào đa bảo thiên quân, tuyệt đối không thể nào tùy tiện tha ngươi. Nàng trong miệng uất chỉ liệt, chính là thiên cổ thành thành chủ, vạn kiếm đại hội cử hành người. Diệp Thần trầm giọng nói, vậy vạn kiếm pháp bào, có thể không có bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy, ta nhất định phải đi xem. Phạm Tinh Nghiên bén nhạy phát giác cái gì, nói, người biết vậy vạn kiếm pháp bào lai lịch. Diệp Thần khoát khoát tay, nhưng không có nói gì nhiều, nói, Phạm Tiểu Thư, người dẫn ta người, đi trước hỏa thần giới, chờ ngày mai vạn kiếm đại hội kết thúc, ta lại đi cùng các ngươi hội hợp. Hạ Nhược Tuyết nhưng không nghĩ Diệp Thần một mình lưu lại, kéo hắn tay, nói, ngươi không đi, ta cũng không đi. Ngụy Dĩnh cũng là kiên quyết nói, ta cũng lưu lại. Diệp Thần cười khổ một tí, nói, vậy vạn kiếm đại hội không đơn giản, người nhiều ngược lại cản trở, các ngươi đi trước hỏa thần giới chờ ta. Dừng một chút, lại hướng Phạm Tinh Nghiên nói, Phạm Tiểu Thư, nhờ ngươi, xem ở yêu cơ cô nương phân thượng. Phạm Tinh Nghiên vừa nghe Diệp Thần nhắc tới thứ hai yêu cơ, lập tức hoảng hồn, mặt đỏ bừng, lắp bắp nói, hey, ngươi không nên nói, ta chăm sóc kỹ các nàng chính là, ngươi vậy cẩn thận một chút. Nói xong, nàng lập tức cứng rắn kéo Hạ Nhược Tuyết và Ngụy Dĩnh, đi truyền tống trận đi về phía, lại ném cho Diệp Thần một tấm lệnh bài, cầm đi, đối ngươi hữu dụng. Sau đó thì có điểm chật vật hốt hoảng đã đi xa. Tinh Nguyệt Thần giáo các đệ tử, vậy lật đật hướng Diệp Thần tạm biệt, đi theo đi lên. Diệp Thần nhận lấy lệnh bài, chỉ gặp trên lệnh bài in trùng dương hai chữ, chính là vậy trùng dương lệnh. Trùng dương lệnh hiện ra, như trùng dương chân nhân đích thân tới. Có tấm lệnh bài này, Diệp Thần an toàn, là thêm một phần bảo đảm. Vạn kiếm đại hội, vậy thành chủ uất chỉ liệt, có phải là thật hay không hảo tâm như thế, nguyện ý dâng ra vạn kiếm pháp bào. Diệp Thần đưa mắt nhìn Phạm Tinh Nghiên các người, thân ảnh đi xa, khóe miệng chợt lộ ra lau một cái nghiền ngẫm nụ cười. Trong lòng thoáng qua rất nhiều ý niệm. Hắn ước lượng một tí trùng dương lệnh, sau đó đưa lệnh bài thu, lại thu liếm tự thân hơi thở, làm bộ như là phổ thông người đi đường hình dáng, hướng phủ thành chủ đi tới. Vạn kiếm đại hội ở ngày mai cử hành, Diệp Thần lại có điểm không kịp đợi, hắn muốn khoảng cách gần tiếp xúc vậy vạn kiếm pháp bào, bắt càng nhiều hơn đầu mối. Phủ thành chủ dinh, ở thiên cổ thành nhất trung tâm vùng, đặc biệt sang trọng khí phái, 10 phần nổi bật. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần liền đi tới phủ thành chủ ngoài cửa trên đường phố, nhưng gặp nơi này đầy ấp người, đặc biệt chen chúc cùng náo nhiệt, mọi người cũng đang nghị luận nói thì thầm trước. Diệp Thần sửng sốt một tí, vạn kiếm lớn sẽ không phải ngày mai cử hành sao? Làm sao hiện tại liền náo nhiệt như vậy? Rất nhanh, Diệp Thần rõ ràng liền nguyên nhân. Ở phủ thành chủ trên nóc nhà, có hai đạo thân ảnh, yên lặng rằng co. Đó là hai cái tay cầm trường kiếm nam tử. Gương mặt đều là như hàn băng vậy lạnh lùng, cầm kiếm tay cũng giống như nhau khớp xương rõ ràng,
ngay cả hô hấp tiết tấu, cũng tuân theo một loại kỳ diệu đồng tình. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra, hai người tu luyện đạo pháp, tất nhiên là có cùng nguồn gốc. Xem bọn họ hơi thở, lại là vô lượng cảnh hậu kỳ cao thủ. Hai vị cao thủ, tùy tiện đi vậy một chạm, cũng lộ ra một cổ thiên địa sơ sát tiêu điều uy nghiêm. Không có bất kỳ người dám đến gần bọn họ, tất cả xem cuộc chiến võ giả, cũng đứng xa xa. Cái này hai người đối lập đã mấy ngày chứ, làm sao còn không đánh? Nói nhảm, cao thủ đánh nhau, không có tuyệt đối chắc chắn, ai dám xuất thủ trước? T, nếu có thể chính mắt nhìn thấy vô lượng cảnh hậu kỳ cường giả đánh giết, đối với ta cảm ngộ võ đạo, nhất định có thiên đại chỗ ích lợi. Rất nhiều tiếng nghị luận lưu truyền, tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn vậy hai cái cầm kiếm rằng con nam tử. Diệp Thần vậy nhìn sang, bất thình lình nhưng cảm thấy trong ngực có một khối ngọc bội, truyền ra không tầm thường dị động. Đó là sư phụ Diêm Hành Thiên giao cho hắn ngọc bội. Diêm Hành Thiên nói qua, bằng vào khối ngọc bội này, hắn có thể ở Thái Thượng Công Đức Chiến bên trong, tìm được Hạ Vũ, cũng mời đối phương chiếu cố một hai. Hạ Vũ từng nhận Diêm Hành Thiên ân huệ, đã từng người sau chỉ điểm, võ đạo 10 phần cường hãn. Có hắn chiếu cố mà nói, Diệp Thần ở Công Đức Chiến bên trong, tất nhiên sẽ ung dung rất nhiều. Nhưng vào giờ phút này, Diệp Thần trong ngực ngọc bội tín vật, nhưng phát ra không tầm thường dị động, mơ hồ cùng phủ thành chủ trên nóc nhà, bên tay trái nam tử lẫn nhau đồng tình hô ứng. Chẳng lẽ người này, chính là Hạ Vũ? Diệp Thần lấy làm kinh hãi, ánh mắt nhìn về tay trái bên nam tử. Nam tử kia tựa hồ cũng có phát giác, lạnh lùng như núi gương mặt, xuất hiện một chút chập chờn, liếc Diệp Thần một mắt, trong ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Hạ Vũ, người phân tâm. Bên kia cùng hắn rằng con người, phát ra cười lạnh một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên ý định giết người bạo dũng, bắt cái này ngàn năm một thuở cơ hội, trường kiếm như nhanh như tia chớp bạo giết ra, đâm thẳng Hạ Vũ tim. Hạ Vũ sắc mặt đại biến, cao thủ đối lập, tối kỵ phân tâm. Hắn cái này một tí phân thần, bị đối thủ chiếm đoạt thượng phong, nhất thời thuộc về vô cùng tình cảnh nguy hiểm. Thần thiên đạo, hoàng long kiếm khí. Nguy cấp bên trong, Hạ Vũ quát to một tiếng, trường kiếm nổ lên lăn lăn đợt khí, hóa thành một cái phong cách cổ xưa uy mãnh hoàng long, chiếm cứ ở trên thân kiếm, hướng nam tử kia phản kích đi. Ha ha, đây chính là ngươi cùng Diêm Hành Thiên lão đầu kia, âm thầm học được kiếm pháp sao? Cũng không quá như vậy. Nam tử kia khinh thường cười một tiếng, cổ tay run một cái, kiếm mang bạo tăng. Chỉ gặp nam tử kia phát ra kiếm mang, lại như mặt đất nham đất vậy phong phú, lại mơ hồ lộ ra hoàng kim ánh sáng màu, nặng phát bên trong mang một chút quang vinh cùng cao quý. Hạ Vũ hoàng long kiếm khí, cùng nam tử kia nham thổ kiếm mang, hung hăng đụng vào nhau, nhất thời bộc phát ra kịch liệt đợt khí. Ho! Hạ Vũ rên lên một tiếng, một hồi ho kịch liệt, nhất thời bị to lớn đánh vào. Hắn trung cực mất ra tay trước, cái này một tí giao phong, nhưng là ngay tức thì rơi vào hạ phong, thân thể ở đó nham thổ kiếm mang tập kích, lại mơ hồ có hóa đá dấu hiệu, đặc biệt khủng bố. Cái này cổ hơi thở, như thế nào cùng địa hoàng sách thần giống như vậy? Diệp Thần nhìn nam tử kia bộc phát ra nham thổ kiếm mang, nhất thời một hồi ngạc nhiên. Trong sâu thẳm, hắn kinh ngạc phát hiện, nam tử kia nham thổ kiếm mang, hơi thở cùng trong truyền thuyết địa hoàng sách thần, đặc biệt tương tự. Địa hoàng sách thần, là không vô thần khí, tam hoàng chí bảo một trong, trước mắt ở trên trời nữ trong tay. Nam tử kia cùng thiên nữ tới giữa, dĩ nhiên là không có chút quan hệ nào, nhưng hắn thi triển kiếm pháp, lại cùng địa hoàng sách thần tương thông, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tư Đồ Trần, người nham thần huyết mạch. Hạ Vũ gương mặt trắng bệch, không thể tin nhìn nam tử kia. Không nghĩ tới sao, ta coi như chỉ có nửa giọt nham thần máu, vậy đủ để phát huy uy lực. Hạ Vũ, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Bên trong cơ thể ngươi ngoài ra nửa giọt máu, quay về ta. Kêu Tư Đồ Trần nam tử, trong mắt bùng nổ sát khí, một kiếm mang mặt đất nham đất uy thế, cuồng như vậy hướng Hạ Vũ chém tới. Hạ Vũ sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên cắn chót lưỡi, cháy máu tươi, khí thế ngay tức thì nổ, tóc tung bay. Cổ thần nói, thương thiên tranh viêm. Hạ Vũ máu tươi cháy dưới, kiếm khí cũng là bạo tăng, lửa đốt mắt tranh ngọn lửa màu đỏ, giống như là kinh thiên sóng biển lật, lăn lăn từ hắn trên thân kiếm bạo dũng ra, kích động thiên địa mưa gió. Thương thiên tranh viêm, ngươi lại có thể học biết liền một kiếm này.
Tư Đồ Trần kinh hãi, cái này thương thiên tranh viêm, có thể là vì mai táng luân hồi mà sinh kiếm pháp, đặc biệt bá đạo. Năm đó thiên hạ đệ nhất cao thủ, thần thiên giới thần vũ trụ Diêm Hành Thiên, cũng chỉ là luyện thành nửa kiếm mà thôi. Hôm nay Hạ Vũ, mặc dù cũng chưa xong nguyên luyện thành, nhưng xem kiếm khí kia hừng hực oai, hắn hiển nhiên cũng là tu luyện ra một chút sức lửa. Tư Đồ Trần nham thổ kiếm mang, cùng Hạ Vũ thương thiên tranh viêm kiếm khí, lẫn nhau đụng vào nhau. Nhưng lần này, Tư Đồ Trần không có lại chiếm được tiện nghi, hai bên trường kiếm dính liền, lại là giằng co tại chỗ. Kiếm khí cuồn cuộn gió bão, đem phủ thành chủ nóc nhà miếng ngói, đều là nghiền được nghiền. Người phía dưới cửa, thấy hai người chàng diện giằng co, đều là thầm kinh hãi, rối rít lui về phía sau, e sợ cho bị liên lụy ảnh hưởng đến. Diệp Thần vậy lui về sau một bước, nhưng lúc này, trong tai lại nghe được một hồi khẩn cấp truyền âm. Luân hồi chi chủ, giúp ta giúp một tay. Vậy truyền âm, lại là Hạ Vũ phát ra. Hạ Vũ tình huống, hiển nhiên không quá lạc quan. Hắn cùng Tư Đồ Trần đối lập, là dựa vào trái tự thân máu tươi. Một khi máu tươi khô kiệt, hắn thất bại không thể nghi ngờ. Diệp Thần nhướng mày một cái, Diêm Hành Thiên cho hắn một khối ngọc bội, thành tựu tín vật, nói là có thể tìm một cái kêu Hạ Vũ người, chiếu cố một hai. Hiện tại Diệp Thần là thấy Hạ Vũ, nhưng không nghĩ tới đối phương còn không chiếu cố qua mình nhưng muốn trước ra tay trợ giúp đối phương. Tình thế nguy cấp, Diệp Thần vậy không kịp suy nghĩ nhiều, thúc giục thiên địa hồ, gọi ra chỉ phi huyết, trầm giọng nói, ao cô nương, động thủ. Hạ Vũ và Tư Đồ Trần, hai người đều là vô lượng cảnh hậu kỳ cao thủ, vô cùng mạnh mẽ. Loại cấp bậc này chiến đấu, Diệp Thần khó mà nhúng tay.